Rồi. Này. Căng. Căng. Hello mọi người nha, chào tất cả mọi người. Chào Du Le, chào Du, chào Du. Du là lịch 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 bán hàng của Du là ngày bao nhiêu, ngày thứ mấy vậy Du? Tức là em bán vào cái giờ nào vậy? Thường thế. Chúc có like sơ mi không chị? Ô, ngày hôm qua chị like sơ mi nhiều lắm luôn, hình như còn ít á chị, ai ai lấy thì chị sale luôn cho nguyên lên chứ không biết là còn nhiều hay không để phục vụ cho các chị em. Hôm qua chị like sơ mi nguyên một buổi luôn. Ok, like áo khoác bò đúng không? Ok, hồng thắm. Hình như là tối hôm qua chị cũng like áo khoác bò xong rồi hồng thắm về đi nghỉ sớm hả? Rồi, được luôn, chiến luôn. Các bạn biết sao không? Hôm nay là ngày hôm nay là sẽ tiếp tục săn hàng, có rất là nhiều mặt hàng like tiếp và còn những hàng rớt đi chúng ta sẽ xả hàng nha mọi người nhá. Chúng ta sẽ xả gửi kiểu gì hả chị? Thủy ơi, em ở đâu nhỉ Thủy nhỉ? Em ở đâu? À em bán 8 giờ tối ạ. À. À vậy hả? Tức là tối nào cũng bán 8 giờ hả? Tại vì tối nào mà chị Nhung like thì sao bán được đúng không? Hai vợ chồng bán rất là dễ thương, chị coi like của Du là chị thấy thấy đã nhất luôn đó, tại vì chồng giao tiếp rất là tốt. À, em không muốn bán gì mà rất thích xem chị nhé. Ôi cảm ơn Bích Hạnh. Ờ ok chiều hẳn nào em chưa thấy gửi đi, hôm nay là hết ngày mới chưa phải. Đúng rồi Ngân ơi, đúng rồi, còn ngày thì chồng em rảnh mới like. À vậy hả, dễ thương quá, hai vợ chồng phối hợp với nhau chị thấy rất là ăn ý, cực kỳ dễ thương luôn. Sở hữu một ông chồng gọi là sở hữu luôn đó, gọi là một giống như sở hữu một khối tài sản đó. Rồi à, ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục chiến đấu nha mọi người nha. À, chị em lấy hàng ví dụ như là ai chưa đủ đơn thì cố gắng lấy cho đầy đủ để chúng ta đi hàng luôn. À, và đặc biệt là ngày hôm nay sẽ có hàng thu, hàng hè, xen kẽ để chúng ta có thể đầy đủ các cả mặt hàng luôn. Hoàn Thu nhận được hàng rồi hả gái, cảm ơn em kiểm hàng cho chị Nhung nha. Xả lẻ không? Không, em ở Hải Dương hả? Thôi để chị bác cho. Ba ơi Hải Dương thì em đi hàng bằng cách nào ba ơi? Nếu có ở Hải Dương có xe không ta? Hả? Các bạn chờ xíu nha. Áo lẻ kiểm hàng đủ chưa, hàng như thế nào hả Hoài Thu? Hình như là Hoài Thu cũng lấy đơn lần đầu tiên bên chị Nhung hả, hay là Hoài Thu lấy được mấy đơn rồi ta, chị cũng nhớ băng máng. Em ơi, tức là bạn bạn gì đó Thủy Ruby ơi, em ở Hải Dương, tức là bất kỳ ở tỉnh nào chị Nhung vẫn đều ship bình thường nha mọi người nha. Tại vì do ví dụ như các bạn ở Lào Cai, Bắc Cạn, các bạn ở Hà Giang, chị vẫn ship rất bình thường, các bạn vẫn lấy bình thường bên chị Nhung. Tuy nhiên là ví dụ như là có hai cái phương tiện để các bạn có thể gửi hàng thuận tiện nhất, đó là một là gửi xe. Ví dụ như em mà ở gần chỗ em biết được cái xe nào mà cứ từ thành phố Hồ Chí Minh về chỗ em á, cứ từ thành phố Hồ Chí Minh gửi về chỗ em để em tiện nhất, em nhận hàng dễ dàng nhất.
thì em cho chị cái tên nhà xe, chị Nhung sẽ hỗ trợ, chị Nhung gửi cho em, tại vì chị ở thành phố Hồ Chí Minh nhá. Còn cách thứ hai, nếu đặt trường hợp là có một số mẹ bỉm sữa giống như là bận con nhỏ hoặc như này kia không thể nào ra nhà xe lấy hàng được, thì chị Nhung sẽ ship qua Viettel. Ship qua Viettel thì nó sẽ về tận nhà cho chúng ta, nhưng mà có điều đi Viettel nó sẽ hơi lâu một xíu đó, nó sẽ hơi lâu, nó rơi tầm khoảng chừng là 7 đến 10 ngày, cũng có nơi có khi 7 đến 10 ngày, có khi 5 ngày đó, đại loại là như vậy. Còn nếu mà đi xe thì chắc chắn nó sẽ nhanh hơn ha, các bạn hình dung được chưa? Bên chị Nhung sẽ hỗ trợ tiền ship tối đa cho các bạn bằng cách là gì ạ? Ví dụ như là nãy hồi nãy bạn gì đó Thủy Ruby nói, chị nói về vấn đề của Thủy Ruby, ví dụ như là xe của các bạn ở bất kỳ nơi trên thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh nó rất là rộng, các bạn biết rồi. Ví dụ như chị ở quận Tân Phú nhưng nhà xe nó có khi nó ở tận nhà, ở bến xe nào đó, có khi bến xe tận Thủ Đức. Tức là từ chỗ chị chạy xuống đó có khi được 30 cây số, nhưng mà chị vẫn hỗ trợ các bạn bằng cách, một là chị thuê Grab giao hàng xuống các bạn, thì cái tiền ship mà từ kho của chị xuống nhà xe bên chị chúng sẽ chịu cho các bạn, nhiều khi nó còn cao hơn cả tiền của các bạn về tới chỗ các bạn nữa đó, hiểu không? Tức là chị sẽ hỗ trợ cái phần mà từ kho ra tất cả các nhà xe ở trên thành phố Hồ Chí Minh, rồi sau đó cái phần còn lại các bạn sẽ thanh toán giúp chị, thế là xong. Tức là hai chị em sẽ hỗ trợ nhau một phần, chứ chị không để các bạn phải chịu hết tất cả 100% nhá. Còn cái khoảng từ nhà xe về chỗ các bạn sẽ chịu được chưa? Miễn sao cứ xe nào ở thành phố Hồ Chí Minh, tại vì thành phố Hồ Chí Minh có khi có những xe nó đậu toàn ở ngoài ngoại thành không mà chứ không phải ở nội thành. Đây ha, rồi chúng ta bắt đầu nhé. Bao nhiêu bạn sỉ đã có mặt ở trong live rồi, comment giùm em là sỉ được không? Bao nhiêu bạn sỉ rồi thì báo em luôn để em bắt đầu chúng ta lên hàng. Cái hàng len này ngày hôm qua là sáng nay bé Hồng kiểm đủ hàng không Hồng? Có kiểm hàng không? Rồi, chúng ta chiến hàng len. Không, bà bán bao nhiêu? Bé kiểm tra chị có xem tốn qua bao nhiêu đây ạ? Bao nhiêu cái rồi? Áo lẻ thì có ăn vi ngoài thu ạ. Áo lẻ bé gái vẫn còn một ít hàng ăn vi. Áo lẻ bé trai vẫn còn ít. Ngày hôm nay sẽ là ngày like và ngày xả hàng nhé mọi người nhé. Bao giờ cũng vậy hết. Cái ngày cuối, ngày thứ hai bao giờ cũng sẽ là một ngày chị dành để các bạn xả hàng. Tức là những cái hàng mà rớt ri đồ này kia đấy, tức là hàng mà cứ cái lô nào mà nó còn 1-2 vi, 1-2 ri thì chị Nhung sẽ bán bằng giá nhập, thậm chí dưới giá nhập luôn. Nên các chị em hốt mấy cái ngày này mới là cái ngày trúng tủ này. Chuẩn bị chiến nha mọi người ơi. Anh kiểm số lượng len của ngày hôm qua cho chị mới cộng số len hôm nay ngày nay nữa để cho xem đủ không. Rồi chúng ta bắt đầu luôn. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các tình yêu các bạn lẻ chia sẻ giúp em nhé. Mỗi một bạn cho em xin 1-2 lượt chia sẻ nha các bạn mua lẻ nha. Hùng Phương hả? Em nay lấy sỉ nhé. À, đây hả? Hùng Phương là bạn nào ta? Hùng Phương cứ nhắn vào Zalo sỉ mới. Sỉ mới nhắn vào Zalo 0937495480 và chuyển khoản đặt cọc là được nhận đơn. Đó. Em đang thiếu áo lẻ. À ok gái, áo lẻ thì rất là nhiều và rất là đẹp. Rồi được, ngoài thu, ok gái. Rồi bây giờ lên đầu giờ like cho các bạn len luôn. Len nha, len cái mã này là ngày hôm qua nhiều bạn, cực kỳ nhiều bạn chưa lấy được đây. Hàng này đẹp lắm luôn ngày hôm qua. Trời ơi, len hàng xịn sò. Em ơi đưa chị Nhung cái điện thoại chính. Như vứt ở bên nhà địa tâm này. Gì? Như vứt bên nhà địa tâm này. Mẹ đang đi chị. Đây này. Đang rồi. Đây, len siêu xịn sò đây các bạn này. Len phải nói là siêu xịn luôn, hàng của đỉnh nha mọi người nha. Đây, má len của chúng ta đây. Chưa lên nữa hả? Chị chưa lên nữa. Đây. Ok. Các bạn nhìn thấy không ạ? Áo len, nó là chính xác là đầm á, giống như là đầm á mọi người nhá. Thấy không? Đẹp chưa? Đây nhá, toàn bộ đều là hàng Quảng Châu hết nha mọi người nhá. Cái lô này hàng Quảng Châu nên bởi vậy đây là hình thật luôn của người ta luôn nha mọi người. Đẹp xịn sò luôn, nhiều kiểu lắm luôn đó các bạn nhìn thấy không? Đẹp chưa? Đẹp một cách hoàn hảo luôn nha. Ok ha. Cái hàng len này nếu mà để bạn các bạn về bán shop thì em nghĩ nó là một cái tuyệt vời luôn. Nếu mà bạn nào online thì cái len này nó quá đẳng cấp. Và các bạn biết rồi, cái dòng len Quảng Châu nếu mà để cái form to như thế này thì nó giá rất là cao, trên 100 là chắc chắn luôn á. Rồi nhưng ở đây livestream này nó được sale với giá cực kỳ bèo là chỉ có 69.000 mà thôi. 69.000 mà thôi nhá. Nhưng mà nó có số lượng rất là ít, đó chỉ có 200 mấy áo thôi mà nó rất là nhiều mã. Đây. Đẹp chưa? Trời ơi. Bán online là phải hốt ngay hàng này về. Nè, hàng Quảng Châu 100% chính hiệu nha mọi người nha. Rất là mắc. Mắc cực kỳ luôn, giá rất là cao. Mấy cái hàng thương hiệu công ty, hàng len công ty này rất là cao, mặc xịn sò luôn. Quá đỉnh.
Rồi ai lấy màu xanh thì comment màu xanh. Ai lấy xanh comment xanh. Trần Việt Hà, dạ không chị ơi, chị cọc luôn cho em rồi. Rồi lấy hàng nhá chị nhá. Chị thông cảm với em nhá. Rồi ai lấy xanh comment xanh. Nó có được 4 ri xanh mà thôi. Hôm qua là nhiều bạn hốt cái hàng này lắm, nhưng mà tối hôm qua chưa phân hết hàng nên bởi vậy hôm nay phân xong hàng đấy. Kiểm hàng. Hàng xanh quá đẹp luôn. Nó dệt kiểu dạng như là dệt kim kín luôn. Rồi ai lấy xanh comment xanh nha. Ai lấy xanh comment xanh. 69k. Để cái tay này nó hết rồi. Sao nay không còn biết nào nữa đâu. Bạn nào ở miền ngoài là nên lấy luôn. Bởi vì do là hàng len này ở Hà Nội nó rất là cao nha các bạn, chứ không có cái giá mà giống như của chị Nhâm Năng Lai đâu, không bao giờ rẻ hơn. Giá 69.000 nha. Rồi ai lấy comment nhanh giùm em. 69. 69.000, 69.000. Đẹp chưa? Đẹp quá đúng không? Ừ nè. Các bạn nhìn nó đường kim này, nó dệt này. Các bạn nhìn thấy sợi len nó dệt này, đã chưa? Ha. Quá đỉnh luôn á. Trời ơi, cái này mà mặc lên thì phải nói là tuyệt vời. Tay loe nha, tay loe xếp nè. Rồi chân váy loe này, đuôi cá này, thấy chưa? Cổ lọ này, cái hàng này mặc lên mà không yêu mới lạ luôn á. Cái này mà đi với một quần, đi với một quần len xong rồi đeo một cái đôi giày bốt nữa, trời ơi, nó là tuyệt vời luôn. Nhìn nó sang, cái kiểu len này, cái đầm len này nó rất là sang. Rồi ai lấy đầm xanh cho mình đầm xanh giúp em. Ai lấy xanh thì cho mình xanh nha. Ai lấy xanh thì cho mình xanh giúp em. Xanh xanh các bạn nha. Xanh, cái này là đầm nha mọi người, không phải áo nhá. Xanh xanh. Rồi bạn nào lấy xanh thì comment xanh, các bạn cứ chấm chấm lên liên tục giùm em nhá. Chấm chấm lên liên tục. Ai lấy muốn lao, các bạn có muốn lên len không? Còn không thì chị Nhung cho qua luôn á. Để lát nữa chờ khi nào các bạn vào đông đông em lên. Các bạn có muốn lên len thì chấm một cái đi, còn không là thôi, để qua luôn. Không không lên áo lẻ luôn, đẹp quá. Có bán lẻ không? Không bán lẻ. Sao mà điện thoại bên này lại phải chớn lại. Không đọc được comment của Du, không đọc được comment của Nguyễn Thị. Các bạn chấm chấm lên giùm chị Nhung cho cái điện thoại nó lên một cái nhá. Tại vì do là điện thoại nó đang bị đứng hình luôn chứ không phải đứng nữa. Rồi ok chưa? Rồi bông chương xanh này. 2 4 5 bông chương này. Bông chương 5 này. Rồi quyên đặng là ba là nào ba? 2 3 đưa chị năm trước. Quyên đặng. Em Quyên đặng. 1 2 3 4 5. Quyên ơi, Quyên nhắn lại một từ chữ trong tin nhắn trang sở giùm chị nhá. Quyên nhắn lại trong trong Zalo, Quyên nhắn lại trong Zalo giùm em nhá. Cái hàng này là từ 10 cho đến khoảng 2 3 kg thoải mái. Hàng form rất là chuẩn Thu Trang. Mấy cái hàng này bán là sướng lắm luôn đó, chị nói thiệt sự luôn. Ai mà ở ngoài miền mà lạnh lạnh hoặc là ở Đà Lạt đi đồ này kia thì đúng trúng thủ luôn á. Mà hàng thì quá xịn luôn. Nhập vào có ra 69.000, về bán kiểu nào cũng được. Áo len như thế này các bạn bán. Có những nơi họ bán tất cả 200 mấy một đầm. Đây là đầm chứ không phải là áo. Mọi người lưu giùm em, chấm chấm liên tục giùm em. Điện thoại nó đang bị đứng rồi. Rồi ai lấy đầm xanh thì comment đầm xanh giùm em nhé. Đây, đầm đen. Đầm đen. Chấm liên tục lên giùm em nha mọi người ơi, đừng để nó đứng, bởi vì đứng là nó sẽ nó hay nó bị điện thoại nó ẩn comment, nó không có nhìn thấy được. Các bạn nhìn hàng này. Chị Sò, em chào chị Vân, em chào Su Su, chào Thương Nguyễn, chào tất cả mọi người. Thì ra mọi người đã xuất hiện rồi. Đây là cái đầm mà hồi nãy đầm phọc dài này. Một cái nơ ở giữa nha mọi người nha. Một cái nơ ở giữa cổ của nó này, cổ xếp ly như vậy này, siêu xinh. Mà cái len rất là mềm, hàng len Quảng Châu rất là mềm luôn. Đó, rồi. Các bạn nhìn hai cái túi rất là cưng, hai cái túi này. Rồi ai lấy đầm đen cho mình đầm nha. Cái này là đầm phọc dài á. Đầm phọc dài để đi với giày bốt đồ này kia đó, xịn lắm luôn. Rồi ai lấy đầm đen thì con mình đen quá chất luôn. Thôi bị sang, tây, đỉnh. Rồi ai lấy đen thì con mình đen nha. Ai lấy đen thì con mình đen giùm em nhé. Đen các tình yêu. Dạ đúng rồi, Quyên Đặng là khách cũ nhưng mà anh thấy chưa? Rồi ok chị Quyên Đặng. Em nhớ khách cũ mà, nên vậy em nhận luôn, em đâu có nói gì về vấn đề là khách mới gì đâu. Rồi nhưng mà ý là nhắn một trang, một cái là cho nó đen lên Facebook. Rồi ok, ông xã em thấy chị ấy. Rồi ai lấy đen thì comment đen giùm em nhá. Đen nhá, 69k. Đen, còn mã nào đâu đó đây hết thì chị Dương chị lên hết đây. Hàng này là phải nói là đỉnh của đỉnh luôn á. Ok, có cả xám này. Đen theo thủy ruby 1, 2, 3, 4. Có mấy đi thôi, tại tối hôm qua các bạn đã lấy rồi. 1, 2, 3, 4. Ủa em ơi, màu đen là 4 cái hả?
đen là thủy ruby này, 5. Rồi đen thủy ruby quá chất lượng luôn. Rồi còn một ly nữa này, đen cho Hùng Phương mà ở trong Nam hả? Hùng Phương, ok Hùng Phương nhá. 5. Đẹp lắm, mấy cái này ở mặc lên mà không nghiện mới lạ luôn á. Mà em ở trong Nam hả? Nam mình thì có miền Tây hoặc là ở phía trên Đà Lạt là vẫn mặc mấy len này cần lắm luôn á, đúng không? Rồi Nguyễn Nhiên là ai ba? Nhiên ơi, Nhiên là sỉ mới đúng không ạ? Sỉ mới ép Zalo đặt cọc giúp em nha. Nhắn vào trong Zalo giúp em để nhận đơn chị nhá. Rồi chị Quyên Đằng chờ em một xíu. Vâng. Rồi. Trời ơi xám, bạn nào ủng hộ Ri xám đi, đẹp quá mà. Rồi bạn nào lấy xám ủng hộ xám nhá, xám nha mọi người nhá. Cổ lọ này. Len nhìn là biết cái đỉnh vô đỉnh rồi. Rồi ai lấy comment cho em là xám. Xám cưng xuất sắc. Xám một ri duy nhất hả? Xám có một ri, ok. Xám nha mọi người nha. Xám cái này là đầm nha mọi người chứ không phải là ái đâu. Không phải áo đâu, nó là đầm đó. Xám là chị Hùng Phương, ok Hùng Phương. 5 1, 2, 3, 4, 5, ok Hùng Phương. Hết rồi Kim Phương ơi, có xám có ri hả bé? Rồi vậy em lên cái màu khác đi. 69.000 đầm nha bé. Quá đẹp luôn. Rồi cái này của bạn gì nhỉ? Hùng Phương. Mấy cái hàng này là hàng sale nên mà nó còn có vài đi, nó mỗi thứ nó có ít lắm luôn mọi người nhé. À, Đình Vi à, hơi biểu còn móng nó nhiều Facebook quá. Ok Đình Vi 1 2 3 4. Ủa sao các em xếp hàng kìa. Rồi ok, ý là bạn Nguyễn Nhiên là Đình Vi, Nguyễn Nhiên xanh à, Đình Vi xanh nhá. Đình Vi xanh, ok. Hết xám rồi. Rồi có một cái anh xanh này đẹp lắm luôn này mọi người này. Ồ, còn một ly xám nữa đây. Xám này là xám cho bạn Kim Phương bụi đời này. 5. Kim Phương 1 2 3 4 5, ok. Xanh như cái xám. Còn không? Bà kiểm tra đêm qua thì không còn cái nào đâu. Còn cái xám này. Wow, wow, toàn bộ đều là áo hoặc dài hết mọi người, đầm hết luôn á. Đẹp quá à. Rồi ok, ai lấy xanh thì comment xanh giùm em nhá. Ai lấy xanh thì comment xanh, len nhìn rất là xịn sò. Len là phải nói là siêu xịn, không phải là xịn sò nữa. Quá xịn luôn, các bạn bán shop là tuyệt vời luôn. Ai lấy xanh thì comment xanh, hết xám rồi mọi người ơi. Rồi ai lấy xanh comment xanh này này, xanh này nha mọi người ơi. Qua em đang chọn, có khách, à ok chị Hoa. Xanh bơ cho chị Quyên Đặng này, ok chị Quyên Đặng luôn. Được mấy đi ngay vậy? Chị Hà Bùi hết xám rồi, 1, 2, 3, 4. Rồi bơ cho chị cái gì nhỉ? Quyên Đặng, 4. Hết xanh, rồi 1 đô. Cái thứ có ri ri thôi mọi người ạ, à. Nên các bạn mà ưng thì các bạn cứ chốt nhanh giùm em. Rồi đô, có cái màu đâu mà đẹp dữ trời. Đô nhé, hết xanh rồi chị Vân ơi. Đây, đô. Kiểu nó như thế nào đây mọi người? Đây. Đều là đầm hết nha mọi người nhá. Nó là đầm phọc dài hết. Rồi ai lấy đô thì có mình đô. Cái cổ của nó như thế này. Áo tay như thế này đây. Đó, rất là xịn luôn. Khỏi chê, chất lượng vải, chất lượng len của nó là đỉnh của đỉnh luôn á. Rồi ai lấy đô thì có mình đô giùm em nhé. Đô. Này bác. Đây là mình đấy. Đô nha mọi người nha. Hết xanh hết xám à. Rồi đô, ai lấy đô thì có mình đô giùm em nha. Đô cho Hùng Phương, ok đô Hùng Phương. 1, 2, 3, 4, 5, ok Hùng Phương đô 5 này. Rồi, có một ri vàng. Cái này là cái gì? Ok, vậy thì đẩy xanh cho chị Kim, chị Nguyễn Vân, xanh cho chị Nguyễn Vân. Ok, xanh bơ cho chị Nguyễn Vân nha em nhá. Dạ rồi, ai lấy đô thì đô nhá. Đô này là đầm nha mọi người nhá. Nhớ là đô là đầm đó. Ủa cái xanh đó cũng là đầm đó chị. Xanh đó cũng là đầm mà. Rồi cái áo len này của chúng ta được sale. Cái hàng áo thì chỉ có 65.000 mà thôi nha mọi người nhá. Áo chỉ có 65.000 mà thôi. Cực kỳ xịn luôn. Rồi ai lấy, đây là size nhỏ nhất này. Hàng Quảng Châu, đây là size nhỏ nhất nha mọi người nhá. Hàng này hàng 100 này, size 100.
Đấy, rồi ai lấy comment giùm em. Áo, áo comment giùm em nhé. Áo là màu vàng này. Áo vàng nha mọi người nhé. 65 ngàn áo. Áo, ok chưa? Ai lấy áo thì comment áo giùm em. Hàng xịn lắm luôn á. Áo chị Hoa Quang, ok. À, cái gì nhỉ? Chị Hoa Nguyễn. Chị Hoa Nguyễn này. 1, 2, 3. Ủa? Cái này là hai cái ở một hả? Đúng không? 4 cái, ok. Rồi có một ly xanh. Xanh tham. Đầm, đầm nha mọi người ơi. Trời ơi đẹp quá hả? Trời ơi đẹp chưa? Rồi ai lấy xanh than thì có bằng xanh than đầm bí á mọi người ơi. Cái này là áo đầm bí á. Rồi 69 ngàn ai lấy xanh than thì có bằng xanh than giùm em nhá. Xanh than nha mọi người nhá, xanh than. Vâng vâng đúng rồi, dồn hết chị ạ. Em sẽ dồn hết tất cả mà. Yên tâm xanh than nhá. Cưng quá à. Rồi ai lấy xanh than thì có bằng xanh than. Áo vàng hết rồi. Than đi mọi người ơi, xanh than cho Hùng Phương, ok. 1, 2, 3, 4 cho Hùng Phương. Hùng Phương ok, mấy cái hàng này là xịn sò vô cùng luôn em. Rồi, còn một cái anh này gọi là anh Tím này. Hết vàng rồi, hết vàng rồi. Chị mới lên à Quỳnh. Trời ơi đâu mà đẹp dữ trời. Vải đẹp thật sự luôn. Các bạn nhìn thấy không ạ? Rồi ai lấy màu này comment giùm em áo này. Áo nha, quá đẹp luôn. Cái màu đúng sang, sang lắm lắm luôn á, sang lắm lắm luôn chứ không phải sang thường nữa. Dạ. Yeah. Chị sau hai bạn đấy ạ, à, chị cứ yên ạ. À. À, chị sau hai bạn chị cứ yên tâm ạ. À. Em thấy mà, chị Vân ạ. À. Rồi ai lấy áo thì comment áo giùm em nhé. Ai lấy áo comment áo. Áo áo. Áo nha mọi người nha. Ai lấy áo comment áo, xanh than hết vậy. Sorry à mọi người ơi. Áo nha mọi người ơi, áo là chỉ có 65 ngàn thôi mọi người nha, áo là 65 nha. Rồi ai lấy áo cho mình áo thì thôi. Áo chỉ có 65 ngàn có ri thôi. Dạ chị Quyên Đặng, ok chị Quyên Đặng luôn này. Quyên Đặng 65, 1, 2, 3, 4, ok. Hờn, toàn lai xỉ. Rồi một ly xanh này. Cái xanh này nó khác nha mọi người nha, xanh này đẹp lắm luôn. Ờ, đây, trời ơi đẹp chưa? Cưng chưa? Chỉ sao thấu đúng không? Rồi, ai lấy xanh lá có bằng xanh lá cho mọi người nha. Xanh lá đỏ đô hết rồi. Đây xanh đô. Rồi cái này này, ai lấy lá xanh lá có bằng xanh lá quá đẹp luôn. Mấy cái hàng này nó là phải nói là đỉnh của đỉnh nha mọi người nha. Em nói là nó là đỉnh của đỉnh luôn á. Không thể nào tưởng tượng được cái chất len nó xịn đến dã man như vậy đâu. Rồi ai lấy xanh lá có bằng lá nha. Lá nha mọi người ơi, lá nha, đầm nha. Mọi người ơi. Lá này. Đồ giờ này vẫn còn đôi nhiều bạn thế. Chưa chưa. Đồ này. À nó một di duy nhất. Ý là xanh của chị Quyên Đặng luôn. À, nó một size duy nhất đấy gái ơi, không có đại. Một size duy nhất nhưng có điều là nó form nó khá là to. Nó tầm khoảng có những cái nó tầm khoảng là từ 10 đến 23 ký khoảng đó. Phải đó, nó khoảng đó đó. Hết. Ơi Phương Lưu nghe này Phương. Rồi xanh của chị Quyên Đặng luôn, chị Nguyễn Vân lại sau của chị Quyên Đặng mất rồi. Rồi có một ri đen. Rồi còn một ri đen đầm này mọi người này. Trời ơi, em nói là cái này mặc đẹp lắm luôn. Hãy tin ở em đi, cái này mặc cực kỳ đẹp nha. Một cái nơ, cái cổ yếm này. Xinh lắm. Tại vì đen nên bởi vậy nhiều khi lên like các bạn nhìn không hấp dẫn. Nhưng mà thực ra nó rất là xịn và rất là tây. Mặc lên con ra sang. Rồi ai lấy đầm thì con mình đầm đen giùm em. Đầm đen nha mọi người nhé, quá đẹp. Quá đẹp luôn. Rồi đầm đen, con mình đầm đen giùm em. Đầm đen nha các chị em nha. Đầm đen, cái này là cái bọc để đựng. Đầm đen, đầm đầm. Mặc hơi bị chất, chất lắm luôn. Mùa đông mà mặc mấy cái áo này lên là phải nói là con nhìn nó ấm áp lắm luôn. Thời tiết mà ví dụ như là có hai mấy, 22, 21, 22 là mấy cái áo len này là đủ để con thao hồ thoải mái rồi. Đầm đen 25 kg phải, cái này là 25 kg vừa này. Cái đầm này này phong to lắm. Rồi ai lấy comment giùm em đầm đen nha, đầm đen nha. Còn màu nào nữa? Đi dài đó. Hai găng tay mày đâu? Hai găng tay dài rồi. Anh nói hai sải tay. Đưa cho chị nốt cái xanh, đưa chị nốt cái xanh cho chị còn ri nữa đúng không? Rồi mọi người ơi, còn ri xanh nữa này. Còn ri xanh này nha các chị em nha.
đây còn ri xanh. Đầm tiếp. Đẹp chưa? Đẹp như thế này mà không hốt thì còn gì bằng nữa đúng không? Rồi xanh, ai lấy xanh thì comment xanh. Đầm xanh nha. Bao cưng cho các chị em luôn, nó đẹp không thể nào tưởng tượng nổi luôn. Còn ri này, nãy là nó nằm ở dưới nên bởi vậy bây giờ còn moi lên được này. Rồi đầm xanh đi các bạn ơi, đầm xanh nha. Đầm xanh nha, đầm xanh nha mọi người nha. Dạ không chị ạ, hôm nay thì không có quần tất đâu, em không có quần tất. Quần Quảng Châu đúng không? Để em coi xem nếu mà hôm nào nó có, nó sale, nó báo em thì để em hốt cho mọi người. Rồi ai lấy đầm xanh, cái đầm xanh này rất xịn sò và cực kỳ cao cấp. Em cam kết với các chị em luôn, mặc rất là xa. Cái màu xanh là cái màu rất là đỉnh nha mọi người nha. Rồi em, từ cái này qua bên góc bên kia chị, màu đen thôi. Màu đen thôi. Đầm xanh cho Hùng Phương. Rồi Phương ok. Cái này là đầm ấy, chứ không phải áo đâu Quang, Nguyễn Hoa. Cái kiểu này là kiểu nào ta, cũng là một à. Đây đi qua đi, nhanh lên nhanh lên. Rồi đưa chị mấy cái lẻ sai đó. Rồi, đây có một ly lẻ sai này. Ở đây có một ly lẻ sai. Lẻ sai nha mọi người nhé. Lẻ sai là nó thập cẩm các kiểu này. Màu xanh than này. Màu xanh than này. Một cái màu đen này. Màu đen để em mở mọi người xem cái màu đen này là kiểu gì nha. Rồi ai lấy lẻ size comment lẻ size nha mọi người nhé. Đây lẻ size đây, nó là đầm luôn. Quá đẹp luôn, phối này. Thấy không? Nói chung là rất là xịn, tà áo này kia này. Ai lấy lẻ size thì hút cái lẻ size này về mà bán này. Nó cao cấp lắm luôn nha. Sao chín, lẻ size rất là xịn sò luôn. Mà nó nhiều được nhiều mã nữa, thao hồ treo lên. Rồi cái xanh than này cũng đẹp lắm luôn này. To chưa? Đó, lẻ size quá đỉnh nha mọi người nha, hàng này là quá đỉnh luôn á. Lẻ size ok. Có 5 cái thôi, hàng này về bán. Em nghĩ là các chị em mà khách lẻ tới họ mua thì mấy cái này là bán một cái vèo là hết. Họ sờ vô cái vải là họ thích thôi. Rồi cái này quả thủy thủy này. Thủy này. Rồi thủy ruby ok luôn này. Rồi một cái lẻ size nữa đây. Chị Nguyễn Thủy. À cái này nó có xám này. Có cái kiểu đầm, cái đầm đỏ này, cái xám này, một cái đen này, một cái xanh than này, y như vậy luôn, kiểu của chị Yến Vân nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à có một cái tím nữa. Anh đến thì đem cái kiểu của chị Yến Vân này. Yến Vân còn lẻ không bé? Đây, lẻ sai này nữa đây. Rồi đây, lẻ sai đây, 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 đây. 1, 2, 3, 4, 5, ok lẻ size 5. 5 cho bạn An Nhiên là Đình Vi. Đình Vi. Nó đã xếp sẵn như vậy rồi nên mà em cũng không biết làm sao luôn. Đây mọi người này. Nó có một cái tím nó và lẻ size cho Hà Bùi này. Mấy cái này cao cấp lắm nha các chị em. Em nói đảm bảo á chị em. Kìa hai cái đen, mấy cái xanh mấy cái đen trong một bọc kìa. Đó, tức là nó như thế này mọi người nè. Nhá, Hà Bùi nhá. Cái đen này đẹp lắm, để em mở cái đen này cho Hà Bùi coi. Kiểu nó cũng khác nữa, mấy cái lẻ size này là cái kiểu nó không giống giống cái kiểu mà hồi nãy mình lấy đâu. Đây này, em cho mọi người xem cái kiểu lẻ size này luôn này. Cưng chưa? Đây. Đây. Nó hai cái tà và đằng sau nó còn xẻ cái mông nữa mọi người nhìn này. Đó, nên bởi vậy mặc lên đẹp lắm. Trời ơi, mấy cái hàng này mặc lên phải nói là cực kỳ chất luôn quá. Thấy không? Hà Bùi 1, 2, 3, 4, 5 luôn. Đây này. Đây. Của Hà Bùi. Rồi, còn gì nữa? Ở đây còn một lẻ size trắng này. Lẻ size trắng với một cái đen. Đen để em mở mọi người xem nha. Lẻ size trắng với đen này. Cưng lắm. Trời ơi đâu ra những cái hàng đẹp như vậy rồi. Cái lẻ size áo này là 65 ngàn nhá. Đây. Và để em mở, em cho mọi người xem cái màu đen này.
đẹp lắm. Cái này lẻ size áo này, ai lấy lẻ size áo thì con mình lẻ size áo cho em nhé. Nó là hàng trộn rồi đó, cưng chưa? Lẻ size áo đó. Lẻ size áo này là 65.000 này. Lẻ size cho Hùng. Rồi cái này của Tâm Thùy này, cưng quá à, cưng lắm luôn á. Trời ơi, này của Tâm Thùy 1, 2, 3, 4, 5. Ok, của Tâm Thùy này 65 này. Còn cái lẻ size này của bạn Hùng gì đây này, em mở cho xem nhá. Màu đỏ đây, màu trắng này, nhưng mà đều là đầm hết nhá. Kiểu đẹp, đẹp lắm, yên tâm. Nói chung là toàn hàng xịn không à, toàn hàng đẹp, kiểu nó kiểu chị thấy nó độc cực kỳ luôn á. Đây ví dụ như áo trắng này. Đấy, đây nó form hơi to nha, form rất là to. Thấy chưa? 25 kg thoải mái luôn, chắc chắn luôn. Đấy. Cái này là áo luôn này. Đẹp nhờ? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Cái này của Hùng Thương. Đó. Quá đẹp luôn á. Trời ơi, không cưng mới lạ luôn á. Hả? Hùng mấy cái? 2 7 cái 4, 6, 7 cái. Siêu xịn luôn. Trời ơi, đâu cưng quá rồi. Cưng chưa? Đẹp lắm nhá, 65.000 của Hùng Phương nha. Là áo. Rồi, ok, hết chưa? Hết lẻ size chưa? Hết lẻ size rồi. Rồi, hết hàng luôn nha mọi người nha. Rồi. Bây giờ được chưa? Rồi, ok. Em lên mã này nha mọi người ơi. Áo đầm, cái này là bộ thu này. Bộ thu bé trai tiếp nha, bộ thu bé trai nha. Bộ thu bé trai. Còn một cái đô này bạn nào lấy luôn đi. Bạn nào lấy đô này, có mình đô giùm em đô này, cái hàng này này. Đầm đô này. Trời ơi, nó đẹp như thế này mà các chị em bỏ lỡ đằng nào bỏ qua cái đô này của em trời. Nó đẹp cực kỳ luôn. Cổ lọ đồ này kia, đầm nha. Đầm nè, thấy chưa? Rồi ai lấy đô comment đô giùm em nha. Ai lấy đô comment đô được chưa? Nó là đầm đó, các con mặc với cái quần legging đồ này kia thế là xong, rất là xịn sò. Ai lấy đầm thì comment đầm giùm em, xong. Rồi qua mã. Ở đây là bộ dài hàng của bé trai, bộ dài cô tông để cho các bạn có thể là mặc trong cái dịp đầu mùa này. Cái này là hàng miền Nam thoải mái luôn á, miền Nam miền Bắc thì cũng được, đầu thu đồ này kia này nha. Hàng này của chúng ta chỉ có 69.000 mà thôi, 69k nha mọi người nhá. 69.000, đẹp chưa? Ở bé trai đẹp lắm luôn. Rồi ai lấy xanh thì có mình xanh, 69.000, hốt nhanh vào không là về uổng lắm luôn. Hello Trúc Quyên, đây nè, đẹp không? Các bạn nhìn hàng may này. Rồi ai lấy xanh nhí, có mình xanh nhí nhá, có được mấy đi thôi, 69.000. Hàng may vải cao cấp lắm luôn nên các chị em yên tâm, hàng siêu cao cấp rồi. Cái hàng này bán rất là tuyệt vời nha mọi người nha. Rồi ai lấy có mình giùm em là xanh này, đi 7 này. Các bạn đẩy nhanh vào mấy cái hàng này là về bán ở tụi nó là tuyệt vời luôn á. Giá hàng cao cấp mà, bên em chưa hàng shop mà. Rồi chị Nguyễn Vân, ok chị Nguyễn Vân này. Rồi xanh cho chị Hùng Phương này, ok Hùng Phương này. Có đại chị Suka xanh này. Rồi ai lấy xanh nữa thì comment xanh giùm em nhé. Lát nữa lên đại giờ đó. Cái hàng này là nó hàng cô tông chính phẩm, loại cô tông 4 chiều chính phẩm á, loại rất là xịn sò để các bạn về các bạn bán Tết. Bán shop đồ này kia đó, hàng cao cấp. Rồi ai lấy xanh nữa thì con bằng xanh nhá. Còn một ri nữa này, lên đại luôn nè. Rồi ok. Rồi ai lấy cam thì con bằng cam. Xanh cho Thủy Ruby còn không? Còn ri này. Thủy Ruby. Rồi cảm ơn Thủy. Rồi ai lấy màu cam thì con bằng cam giùm em nhé. Cam em cho các bạn xem màu luôn, rõ ràng hàng như thế nào em cho các bạn xem hết, thấy chưa? Rồi xanh còn không bé? Xanh còn một ri hả? Xanh còn một ri cho Huế Lê, ok. Hết xanh hả? Hết xanh rồi. Hello Lê Quyền, hello Lê Quyền, đẹp lắm luôn ý, trời ơi. Rồi ai lấy cam thì comment cam giùm em nha.
ai lấy cam thì con bần cam, cái lưng thun nó may này đó, đẹp chưa? Rồi ai lấy cam thì con bần cam giúp em, quá đẹp luôn. Mấy bé mặc mấy cái vải này lên là sướng lắm, nó mềm, nó mịn, nó mềm mịn lắm luôn á. Rồi ai lấy cam thì con bần cam giúp em. Đấy, còn xanh không? Còn xanh nhí không? Cam chị Nguyễn Vân này, cam cho Hùng Phương này. Rồi ai lấy cam nữa thì đẩy cam cho em nhé. Ai lấy cam thì có mần cam nhé. Rồi màu đô này, đô đô cam cho Tâm Thùy này. Rồi đô nha mọi người nha, màu đô là màu có xám không, gần như là màu cuối cùng nha mọi người nha. Đô áo phao ba lỗ, dạ không, hôm nay thì không có áo phao ba lỗ ạ, chưa có áo phao. Đô, rồi ai lấy đô thì có mần đô giùm em ngay và liền, chứ không là uổng lắm luôn. Cái màu đô này đi với quần xám cực kỳ hợp luôn. Đây, đẹp chưa? Trời ơi, cái màu đô là không bao giờ hết lỗi luôn á, không bao giờ hết mốt. Tại vì sao? Bé trai mặc mấy cái bộ đô này nó nhìn nó sang. Có đại Tâm ơi, chờ chị xíu nhá. Rồi cam cho Hằng Phạm luôn. Cam cho Hằng Phạm luôn. Đô cho Thủy Ruby. Đô cho Thủy Ruby này. Này đây. Rồi Quỳnh Nga đô. Chị Nguyễn Vân đô. Rồi chị Hoa Nguyễn đô. Hoa Nguyễn đô, Nguyễn Vân đô. Có mẫu áo dài nữa vậy chị. Ơi Ngọc áo dài hả? Ngọc Anh Silver này. Đô còn không? Lê Mẫn hết đô em yêu ạ. Lê Mẫn hết đô rồi, Lê Mẫn nhá. Kiều Anh đổ hết đô luôn, Thế Lê hết đô luôn. Dạ lát nữa em sẽ lên đại đô. Rồi vàng. Cái màu này là nó là màu vàng à. Vàng đồng, màu vàng đẹp lắm luôn á. Vàng đồng nha mọi người ơi. Đó rồi, ai lấy vàng đồng có mần đồ vàng đồng. Hết màu đúng không? Còn màu không? Hết màu. Đây mọi người ơi, màu cuối cùng nhá. Rồi ai lấy vàng đồng để đẩy vàng đồng giúp em. Đẹp tuyệt vời luôn, cái màu này nó đẹp lắm luôn á. Màu vàng thì đi với quần đen chuẩn luôn rồi. Chuẩn khỏi chê luôn. Ai lấy vàng thì có mần vàng. Hết 69.000 thôi mấy Mùi ạ. Hàng siêu cao cấp á, hàng này là vải đỉnh luôn. Chưa? Em lên nhí trước, em lên nhí trước nhá. Rồi ai lấy vàng thì bảy vàng để em mở mọi người xem hả? Đây có mấy ri thôi. Đây vải này, hàng này, các bạn nhìn hàng này. Cái vàng này mặc lên sang lắm nha mọi người. Vàng này mặc sang lắm luôn á. Cái quần may rất là xịn, lưng thun, lưng đồ, túi phối cũng là phối cũng xịn nữa. Em phối túi cũng các bạn cũng phối rất là xịn sò. Nên các bạn cứ yên tâm, mấy cái hàng này về bán shop là quá chuẩn luôn rồi. Vàng Thủy Ruby. Vàng chị Hoa Nguyễn. Vàng cho Ngọc Anh Silver. Thủy Ruby này, Ngọc Anh Silver này, rồi vàng lên mẫn. Chưa, hình như là bạn Kiều Hoanh đổ chưa phải không? Kiều Anh chưa được nào. Em lấy vàng chị Nhung cho em ri vàng này. Rồi Thương Thảo ok này, chốt nhanh vào. Em bị chậm mấy lần luôn á. Thương Thảo ok, Thương Thảo vàng này. Hả? Thương Thảo chị Nguyễn Vân ok, hết rồi. Kiều Hoanh hết rồi. Rồi bây giờ lên đại nha mọi người nha. Đại. Rồi các bạn chốt màu đại luôn đi. Đại, đại vàng này. Ai lấy đại vàng thì có mần đại vàng giúp em nhá. Đại ri 5, đại ri 5 giá 79 thôi. Đại ri 5 giá 79 thôi nha mọi người nhá. Rồi ai lấy đại thì đẩy đại giúp em. Quá đẹp luôn, đại vàng luôn các chị em ơi, bắn cặp này. Rồi đại vàng các bạn ơi. Đại vàng nha, đại vàng đi các tình yêu. Hốt nhanh về bán, hàng xịn lắm luôn á. Đại vàng cho Thủy này. Ruby này. Cảm ơn Thủy nhá. Rồi ai lấy đại vàng có mần đại vàng. Rồi ai lấy đại xanh thì có mần đại xanh, được chưa? Các bạn comment theo đúng màu giúp em với, tại vì do là nó nhảy như vậy thì rất là khó cho bé nó nhập máy. Rồi đại xanh các bạn nhá. Ai lấy đại vàng có mần đại vàng, ai lấy đại xanh có mần đại xanh.
được chưa ạ? Tại xanh rất là xịn sò. Đại vàng chị Hoa Nguyễn. Rồi ai lấy đại xanh thì comment đại xanh. Rồi ai lấy đại đô comment đại đô luôn. Đại đô cho Quỳnh Nga. Đại đô con Quỳnh Nga. Đại xanh cho Thủy Ruby. Ủa em không có vàng hả? Ừ Tâm Thủy như không có vàng đúng không? Không Tâm Thủy không có vàng. Rồi ai lấy cam thì comment cam luôn. Các bạn lấy đủ màu để về cặp nha mọi người nha. Ai vàng ai cam. Rồi xanh cho chị Tu Ca. Đô cho Huế Lê. Huế Lê Quỳnh Nga có đô rồi. Quỳnh Nga có đô rồi. Lê Mẫn đô. Rồi vàng. Vàng cho chị Hùng Phương. Xanh cho chị Nguyễn Vân. Xanh chị Nguyễn Vân. Cam cho Tâm Thùy. Ờ Quỳnh Nga có đô rồi, cam cho chị Nguyễn Vân. Rồi vàng cho Hằng Phạm. Vàng cho Hằng Phạm, đô cho chị Nguyễn Vân. Lê Mẫn có đô rồi. Lê Mẫn có đô rồi nhá. Rồi còn xanh còn cam. Còn hai ri vàng là hết. Cam cho chị Lê Nguyễn Vân. Chị Nguyễn Vân có cam rồi chị Nguyễn Vân ạ. Chị Nguyễn Vân có cam rồi. Đô còn cho hoa hoa. Hết đô. Hết đô chị nhá. Còn cam. Còn cam. Còn vàng. Vàng chất lượng vô cùng luôn. Chú có được đâu hu hu hả? Lê Mẫn nãy được rồi. Lê Mẫn được đô rồi. Rồi ai lấy xanh thì comment xanh. Xanh nhá chị em nào ủng hộ ri xanh nữa là hết luôn. Rồi xanh này. Vàng và cam. Xanh vàng và cam. Ai chưa chốt được. Các bạn lấy về bán cặp này. Bán mặt cặp rất là xịn. Hàng này quá đỉnh luôn mà hàng này khỏi lo mà giá thì rất là rẻ, chỉ có 79.000 là rất là rẻ luôn á. Nó đi nghiêm cao lắm nha mọi người ơi, mấy cái hàng này đi nghiêm cao lắm luôn á, nó phải bèo bèo phải cả chín đó. Rồi, vàng cho Tâm Thùy. Vàng Tâm Thùy, cảm ơn Tâm Thùy. Rồi, một cái xanh đây. Xanh vàng đó. Đây này. Đại này. Em mở mọi người xem cái hàng này mà khác về các chị em bán là tuyệt vời luôn. Đó, thấy chưa? Tuyệt vời luôn, mấy cái hàng nhìn nó sang như vậy, chất lượng như thế này. Các bé lớn lớn mặc lên nó đỉnh lắm luôn nha các bạn. May rất là chuẩn form. Form may chuẩn lắm luôn nên các bạn cứ yên tâm khỏi lo. Lót ở trong này. Đẹp chưa? Rồi ai lấy xanh thì comment xanh cho em đi. Vàng Lê Mẫn, ok. Hết vàng luôn mọi người nha, Lê Mẫn ok rồi. Lê Mẫn vàng ok. Rồi bạn nào lấy đại xanh thì có mình đại xanh giùm em luôn. Nó to lắm, hàng này 4-5kg mặc là sướng luôn á. Mà mấy bạn này là cao cao cần lắm những cái mặc bộ này. Hoặc là những cái bạn mà tròn tròn người là cần cực kỳ cần những cái hàng tay đại này nha mọi người. Mà đã vậy cái vải đẹp như thế này là về các mẹ rất là ưng. Ai lấy xanh cho mình xanh. Còn xanh mới còn cam. Còn xanh mới còn cam thôi nha. Rồi còn xanh còn cam. Các bạn cứ chấm chấm liên tục giùm em để em lên hàng nha mọi người nha. Chấm chấm liên tục giùm em để em lên hàng. Rồi cho chị ghi hàng này lên. Đây là hàng gì đây? Bộ gái, ok bộ gái lát chắc cuối giờ bộ gái đang cho gấp xếp gấp rút gọi là gấp rút đang gấp xếp rồi, đang ủi rồi, tập trung ủi rồi để cho lên hàng thì đang hối bên xưởng đi qua. Bên đây. Áo này, cái này là áo đại nha mọi người nhá. Áo đại nai. Áo đại nai. Hàng này là người đây. Hàng này là hàng chính phẩm luôn này, hàng chính phẩm luôn nha mọi người nhá. Hàng này là hàng vải cô tông chính phẩm luôn á. Các bạn chờ em xíu. Không xem được luôn hả chị Quyên ạ? Đây áo này, cái này là hàng chính phẩm nha, cô tông 4 chiều chính phẩm. Hàng này là hàng size nhỏ nhất này, nó là gần như là đại mà đại cô á, nó là hàng đại cô nha mọi người. Hàng này là hàng đại cô nha, đây là size nhỏ nhất, size từ 15 cho đến
20, 15, 15 đúng rồi, 15 tới 20 mọi người nhá. Từ 15 cho đến 20. Đó nên bởi vậy được sale với giá cực kỳ rẻ luôn. Các chị em không thể nào tưởng tượng hàng Đại Cồ này vải chính phẩm nha. Mà giá chỉ có 35 ngàn mà thôi. Vải chính phẩm nha mọi người ơi, hàng hàng đẹp đó, hàng vải cô tông 4 chiều chính phẩm vải thiệt xịn á. Mà hàng Đại Cồ là chọn những cái màu này là chuẩn luôn, để em nở cho mọi người xem cái size lớn nhất. Rồi ai hốt cồ đấy các bạn ơi. Ai hốt cồ về bán này. Ừ. Có 30 ngàn, à, cái gì nhỉ, có 35 ngàn mà được nguyên một bọc đồ như thế này, một thổ cái áo đẹp kìa. Hơi bị đỉnh nha, màu rêu là hơi bị chất lượng đơn. Rồi ai lấy cồ thì comment cồ giúp em. Đây, cồ nha mọi người nha, rất là xịn sò, vải đẹp lắm luôn á. Cái vải của nó là vải chính phẩm, 35k. Rồi ai lấy cồ comment cồ. Cồ đi các chị em ơi. Ừ, quá rẻ luôn. Hàng cồ mà có 35 ngàn là các bạn biết rồi đó, vải chính phẩm nha, đừng thấy nó màu hoặc là cái sao mà giá rẻ nha mọi người. Quá xịn luôn, vải chính phẩm cam kết luôn, các bạn nhận về mà nếu mà không đúng hàng, không đúng xịn như thế này thì các bạn cứ đem lại, trả lại cho em quay đầu luôn. Rồi Thúy Trần, em cho quay đầu nếu như hàng không chất lượng nha mọi người nha. Thúy Trần ok, Quyên Đặng, hàng chính phẩm xịn sò, Quyên Đặng ok, rồi ai lấy nữa comment giùm em. Ai lấy rêu chất lượng lắm luôn á, hàng này là hàng siêu đỉnh á. Có điều là nó cắt vải xong rồi nó chạy như nó còn dư cây vải xong nó cắt thì nó bây giờ nó sell cho chúng ta. Linh Nguyễn. Cái hàng này nếu mà đi nghiêm của nó đúng vải như thế này và đi nghiêm giá nghiêm thì rất là cao chứ không có cái giá 3x như vậy đâu, 35 ngàn đâu. 2 4 6 bé ơi đi 6 nha. Rồi ai lấy cồ nữa thì comment cồ giúp em. Dạ, vâng ạ. Rồi màu vàng, y như vậy luôn màu vàng. Y như vậy mà là cồ vàng, vải các bạn nhìn hàng là biết ngay là hàng chính phẩm này. Đây các bạn nhìn hàng này. Rồi ai lấy cồ comment cồ vàng. Các chiều em cho đầm luôn các. Cồ vàng. Xỉ cao chất ngất luôn á, mấy cái hàng này xỉ cao lắm luôn. Giá nghi của nó rất là cao nha mọi người nha. Rồi ai lấy cồ vàng thì comment cồ vàng giúp em. Cồ vàng đi các chị em ơi. Đẹp không? Đây nè, cái hàng của nó này mọi người này. Nó may này. Thấy không? May rất là chi tiết luôn. Quá đẹp luôn, trời cái vải đẹp lắm. Mà có 35 hàng, em nghĩ là cái hàng này thì quá rẻ luôn. Em cam kết với các chị em là quá rẻ luôn á. Vải chính phẩm nhìn là biết xịn sò rồi. Nhìn là biết ngay hàng chính phẩm rồi chứ không cần nữa. Ai mà nhìn kỹ, ai mà chuyên hàng là biết ngay là có 35 ngàn thôi. Hàng này nghiêng của nó là bèo cũng phải là năm mấy nha mọi người nha. Rồi Thúy Trần, Ngọc Anh Silver, chị Lưu Hải Yến, chị Hoa Nguyễn, hết rồi không? Nào nào, rồi cô Đô, Đô nha mọi người ơi, ai lấy Đô thì comment Đô giùm em nhé. Đô nha mọi người nhé. Đô bán Noel, bán Tết, bán tuyệt vời luôn. Mấy bạn lớn lớn mặc mấy cái hàng này đẹp lắm luôn. Rồi ai lấy Đô, Đô được 3 ri. Ai lấy Đô thì comment Đô giúp em. Đô nha các chị em nha. Hốt Đô về bán các bạn ơi. Màu Đô là cái màu mà bé trai là mặc lên là chất. Mặc mấy cái này lên nhìn con nó sang lắm luôn này. Rồi ai lấy Đô comment Đô. Nhìn hàng này, mê chưa? Em nói mà hàng đẹp lắm, vải chính phẩm rất là xịn luôn. Rồi ai lấy Đô comment Đô. Đô nha mọi người nha. Có 35 ngàn một cái áo đại to như thế này, to đùng luôn á. Dạ vàng thì chỉ có rồi chị Lưu ơi. Rồi Thúy Trần, Thúy Trần Đô, chị Hoa Nguyễn Đô, Ngọc Anh Đô, Ngọc Anh Silver Đô, Lưu Hải Yến Đô. Thưa chị đây à, chị Hằng Phạm Đô đúng không? Thủy Ruby Đô. Rồi ok, còn màu xám.
Ai lấy xám thì đẩy xám giùm em nhé. Ai lấy xám thì comment xám giùm em nhé. Bạn nào lấy xám thì comment xám. Xám xám nha các chị em ơi. Xám xám các chị em nha. Ai lấy xám thì đẩy xám giùm em. Em cứ phải mở ra các bạn xem. Đô còn không bé? Áo lẻ áo lẻ. Bessie ơi, hàng này đô. Đây này, nó đây này, em nói thấy chưa, em không bao giờ nói sai đâu. Đây. Nhìn này. 6 x 60, đó giá nghiêm của nó là 60 nha mọi người. Giá rất là cao bởi vì nó là hàng chính phẩm mà. Vải hàng chính phẩm luôn á, Linh Nguyễn, ok Linh Nguyễn này. Linh Nguyễn đô còn không? Có đô phải. Hàng chính phẩm của nó là 6x, hàng nghiêm á, cái vải nó đẹp lắm luôn. Rồi ai lấy xám có bằng xám. Đây, đô đây. Rồi xám đi các chị em ơi, to gì đâu mà to đã chưa? Thao hồ về mặt. Trời ơi, cái hàng này về hả? Vải đẹp lắm, hàng chính phẩm của người ta mà. Làm gì có cái áo nào mà chính phẩm hàng đô mà giá chỉ có 35 ngàn bé. Tường ơi, chốt hàng này về mà bán này. Hàng chính phẩm xịn sò luôn mà có 35 ngàn. Rồi xám cho Thúy Trần. Xám cho Ngọc Anh. Xám đi các bạn ơi, xám cho chị Hằng Phạm. Nha, ai lấy xám thì có mình xám luôn, xám luôn. 35 ngàn. Mấy cái hàng này là mấy cái anh chàng bụng tròn đồ này kia là hốt về mặt. Rồi, tiếp tục màu trắng. Ai lấy trắng thì có mình trắng. Trắng khỏi mở nha mọi người nhá, trắng. Trắng là đỉnh luôn rồi. Trắng nha mọi người ơi, ai lấy trắng thì đẩy trắng giùm em. Trắng. Rồi, đẩy trắng đi các chị em ơi. Màu trắng là cái màu rất là hot hit. Và trắng mà còn đi với màu đen nữa là hơi bị sang luôn. Hơi bị sang, riêng cái màu trắng là rất là sang. Ai lấy trắng không còn trắng, ok, lát chị mở lại cho. Nhất chưa? Thấy chưa, nhìn rất là bụi bặm luôn á. Rất là xịn. Rồi, bạn nào lấy trắng comment trắng. Đường may còn đường may. Ai lấy trắng các bạn nhé, đẩy trắng giùm em nhé. Trắng cho Thủy. Ruby. Trắng cho Thúy Trần. Trắng cho Ngọc Anh. Silver. Rồi ai lấy trắng nữa còn ri trắng nha mọi người nhé. Thúy Trần bỏ rêu, ok. Rồi ai lấy trắng nữa còn mình trắng giùm em nhé. Còn màu cuối cùng hả? Còn ri trắng này, trắng cho Linh. Linh Nguyễn. Rồi còn màu gì nữa? Chào ơi, lô này là cắt xong nó xeo cổ thân chưa. Rồi xanh tham. Tham nha mọi người nhé. Xanh tham. Xanh than là đại rồi. Đó, xanh than nha mọi người nhé. Đại mọi người này. Xanh than, ai lấy xanh than con bật xanh than giùm em nhé. Rất là đẹp luôn. Trắng cho chị Hằng Phạm, ok. Đi cuối cùng hả? Còn không? Đi rồi, than nha mọi người nhé. Than này. 35 ngàn một cái áo như thế này là quá rẻ luôn đó mọi người. Hằng Phạm. Rồi, than thì các bạn ơi, ai sẽ xanh than, comment xanh than mặc rất là tây. Than cho Thúy Trần. Rồi, ai lấy than nữa, đẩy than giùm em nhé. Ai lấy than thì comment than giùm em nhé. Than nha mọi người nhé. Đây, em đưa chị một đôi cho chị. Chị em này, thấy không, đô này đẹp lắm luôn á. Trời ơi, mặc cái áo nai hả? Đúng rồi, nai. Rồi ai lấy comment giùm em đô này, in cái chữ nai. Cho Phan Tường. Đô Thúy Trần. Đấy.
Trần bỏ rơi nha. Trần có đô rồi mà. Chị Trần có đô rồi em ạ. À. À, em ạ. À. Có lấy thêm thì báo chị, còn không thôi, được chưa? Rồi, còn đô, còn trắng, còn xám, còn xanh than và còn còn màu vàng nữa. Nha, rồi em cho qua luôn cho mọi người nha. Tiếp. Nó lại ăn cồ rồi. Thế kìa. Cái hàng gì chứ kìa. Ờ, cái bộ đó đi, còn bộ đó còn mới hả, xe. Bộ đó còn mới hay để xe lên, để nó. Cái bộ này là bộ vải cái hàng thun sược này mọi người này, hàng thun sược là nó rất là xịn sò. Các bạn biết hàng thun sược rồi đúng không? Đây để em coi này. Bộ thun sược. Trời ơi, thực sự này. Em mở mọi người xem. Ơi, xem vàng chị à. À Phan Tùng chờ chị xíu. Em lấy chị một cái cổ màu vàng. Hàng thể thao này. Trời ơi, bé nhà em nó mặc mấy cái vải này mặc nó xuống lắm luôn, nó hàng sược. Đây. Ờ, ông xã em là quanh năm cứ toàn là thun sược không á. Mặc nó không có bay, tức là mặc nó cứ hoài hoài luôn á, hàng sược nó đã lắm luôn á. Đây, vàng đây em. Thấy không? Vàng này đẹp lắm luôn này. Còn 2 ri này. Lấy vàng đi cô Tường ơi, vải chính phẩm đó, giá nghiêm của nó tới tận 60 ngàn đó. Giá 60 ngàn mà bây giờ đi có bao nhiêu biết không? 35 ngàn. Trời ơi, nó rẻ hơn cả 20 ngàn một áo đấy. Quá rẻ luôn. Rồi ai lấy vàng thì comment vàng đi. Ai chưa lấy được lấy vàng thì comment vàng. Còn 2 đi vàng đó, ủng hộ cho hết luôn nha các chị em. Rồi hàng thun sược này, em phải nói trước luôn là hàng này là hàng người ta may số lượng rất là khủng khiếp. Và nó đi, đây. Đẹp lắm luôn á, em nói là cái hàng này về các bạn ơi, vải nó đẹp tuyệt vời, bền. May này. Thấy chưa? Hàng thun sược xịn sò nha mọi người nhé. Vải này đúng thực sự là mấy khoảng tầm năm ngoái là cái vải này nó mắc, thun sược nó mắc lắm luôn. Hàng sược này này. Hàng mà chuyên để may hàng thể thao cao cấp đó mọi người. Vải xịn sò, các bạn không biết hàng thun sược đúng không? Theo Puma này. Mà cái giá thì thôi rồi luôn đó, gọi là rẻ thê thảm luôn mọi người, chỉ có 43 ngàn một bộ. 43 ngàn một bộ mà thôi nha mọi người nhé. Trong một ri của nó thì nó có 3 màu. Màu xanh dương này, em mở mọi người xem màu xanh dương luôn. 43 ngàn. Trời ơi, cô Tí nhà em mặc mấy cái hàng này nhìn nó chất lắm. Nhìn chất vải đẹp mà chất lượng lắm luôn. Rồi ai lấy này. Đẩy nhanh không là hết nha mọi người, hàng này bán shop tuyệt vời luôn. Hàng này bán shop là tuyệt vời nha các chị em nhé. Mà nhập vào có 43 ngàn thì các bạn bán ra kiểu nào cũng được hết. Em đảm bảo chị em là cực kỳ dễ bán được. Bởi vì cái vải nó xịn lắm. Lên mà nôi hốt mấy hàng này về mà bán này em này. Bạn nào bán shop còn đủ size này. Đủ size gái ơi, không phải đâu. Nè, size từ 1. Tức là giống như là nó còn vải xong rồi nó may cho mình đấy. 2, 3, 4. Nó là hàng lẻ size ha. Nhưng mà tương đối đó, nó size từ 1 tới 9, 10. Size số 8. Tương đối đủ size. Đây là nhí nè. Nhí nhưng mà có đủ gần như là đủ size. Size từ 1 cho tới 10. Ruôi nó không phải là một ri đỏ không đâu mi ạ. Không có đại luôn. Hả? Đấy. Cái sườn này được bao nhiêu ri bố? Trộn. Tại vì giống như là nó cắt hàng xong rồi nó còn bao nhiêu nó ghép lại cho mình ấy. Hàng quá xị luôn á. Hàng này nghiêm của nó rất là cao. Rồi 43 ngàn Lê Mẫn. Hàng sược là cao lắm nha mọi người. Đẹp không? Hàng cô Tí nhà em nó mặc mà đến mức độ mà nhìn mà nó nghiền luôn mà. Super, cùng lắm. Mấy cái hàng thun sược này. Mấy hàng thun sược này đẹp lắm. Du biết rồi, chị biết rồi. Du là không lấy hàng trộn, Du là bán combo. Du là bán online mà bán combo. Combo thì nó 3 ri mà cũng hàng trộn luôn. Hàng này xịn lắm nha các chị em, mà không lấy là ổn cực kỳ luôn á. Ai bán shop hay là bán online mà bán bộ ấy thì ok. Ví dụ như cái bạn nào đây này, ví dụ như đây này, nó đủ thập cẩm luôn. Adidas đồ này kia. Đấy, Adidas này. Trời ơi, mấy cái hàng này đẹp lắm. Rồi in cái chữ gì đây này. Ồ, trà cái màu rêu ngọt ngào chưa. Cái màu rêu spot này, đẹp lắm. Mấy cái hàng này em nói đảm bảo các chị em luôn, hàng cực kỳ đẳng cấp. Rồi ai lấy sược thì 343 comment 43 giùm em nha. Lê Mẫn này.
Nhí đó, nhí đó Kiều Hanh ơi, hàng này cao cấp lắm nha. Chị Hoa Nguyễn này. 2, 4, 6, 8, ok 10. Ừ. Chị Quyên Đặng, ok chị Quyên Đặng này. Em đảm bảo chị em nhận mấy cái hàng này về bán thì sướng thôi luôn á. Quyên Đặng này, chị Hằng Phạm này. Xếp đi, xếp đi chị Nhung này. Chị Thu Hằng Nguyễn. Cắt ra. Hả? Eo ơi. Thế là đã đại rồi. Từ từ mọi người nhé. Có cả đại nữa mọi người ơi. Đại nữa này. Có cả đại luôn. Ờ sao này? Đúng mà. Không, đây này. Không. Cái này là đại. Trời ơi, 11, 19, 20, hai mấy luôn này. 28, 34 này. Đây rồi, cứ chốt ý gì đã. Rồi, Thu Hằng Nguyễn. Thu Hằng Nguyễn này. Nhí nha. Kiều Hoanh Đỗ có chưa? Kiều Hoanh Đỗ này. Kiều Hoanh Đỗ ok này. Rồi. Rồi ai lấy đại thì có mình đại. Đại chỉ có 45 ngàn thôi để mở cho mọi người xem nhé. Đây. Mở mọi người xem hàng xây đại nha. Nó không đẹp mới lạ luôn đó. Đẹp không đẹp mới là lạ luôn đó. Quá xịn luôn. Được chưa? Rồi ai lấy đại thì comment đại giùm em nhá. Quá đẹp luôn chứ không phải đẹp thường nữa. Hàng này là hàng thung sược á Huỳnh Trúc Quyên. Hàng này bán sốc được lắm luôn á. Nè, hàng thung sược nè. Bạn nào biết hàng này rồi thì cứ biết nhận hàng là biết rồi. Đại các bạn ơi. Rồi, Xuân Trang hay đi Xuân Trang. Xuân Trang lấy nhí hay đại vậy? Hay là lấy cả nhí cả đại Xuân Trang ơi? Xuân Trang này, chị lấy cho một nhí rồi này. Xuân Trang lấy một nhí này này. Rồi, lấy nhí đại hay sao vậy? Rồi, chị Quyên Đặng đại này. Xuân Trang là nhí nhá. Quyên Đặng nhí này một này. Rồi, đại thì các chị em ơi hốt đại về mà bán. Đại cho Nguyễn Hoa. Rồi Nguyễn Hoa đại này. Nguyễn Hoa chứ phải Hoa Nguyễn không nha bé. Hả? Nguyễn Hoa là khác Hoa đúng không? Ừ. Rồi chị Nguyễn Vân này. Mấy giờ rồi đâu có Hoa Nguyễn rồi. Chưa. Chị Nguyễn Vân này. Rồi Lê Mẫn này. Hoa Nguyễn đây Nguyễn Hoa. Hoa Nguyễn là khác, Nguyễn Hoa là khác. Rồi chị Nguyễn Vân này, Lê Mẫn này. Chị Lưu Hải Yến này. Không, bây giờ mới có Lưu Hải Yến này. Rồi chị Hoa Nguyễn luôn này. Chị Hoa Nguyễn này. Không, không Huế ạ. Hả? Rồi, Linh Nguyễn đã. Linh Nguyễn này ok này, Huỳnh Trúc Quyên một nhí trước đã. Huỳnh Trúc Quyên chưa có nhí phải không? Chưa, em vô sau em hỏi. Huỳnh Trúc Quyên một nhí này. À, chị Lưu Hải Yến có đại trộn chưa? Cho chị Xuân Trang một ri. Cái đó là nhí, Xuân Trang một ri này. Nhí còn này Yến Linh này. Xuân Trang. Xuân Trang là tổng 2 ri nha bạn nhá, nhí nhá. Rồi, Yến Linh. Yến Linh còn nhí này, em này lấy nhí đi. Gọi là nhí nhưng mà hết đại hả bé? Còn đại không? Hết đại rồi Hoa ơi. Hết đại rồi Hoa ạ. Có nhí, nhí của nó cũng không phải là cái dạng nhí nhí nhỏ xíu xíu đâu. Ừ. Nó chỉ còn ri nhí thôi, ai lấy nhí thì có mình nhí luôn cho em này. Nó cũng không phải là nha, là nhí không phải size nhí nhỏ nhỏ đâu mọi người ạ. Nhí cũng phải 25 kg đó. Đây để mở mọi người xem. Trời ơi cái hàng này thun thuộc này mặc bền lắm luôn. Con mặc rất là chất lượng và rất là sướng. Em ơi sao này ở trong này nào có cả dài tay thế này. À đây cái ri này ri dài. Đây có một ri dài nữa mọi người này. Thôi ai lấy dài thì comment dài luôn nhá.
dài nhá, đang ghi dài này. Dài dài, ai lấy dài thì có bản dài luôn, dài nhí 43 ngàn luôn, đồng giá hết mọi người nhá. Dài nhí, nhí 43, rồi, Yến Linh đưa chị một cái ngắn. Rồi Yến Linh nhí. Nói chung mấy cái hàng này rất là xịn sò. Ừ có một ri thôi. Em có một ri thôi. Rồi dài Yến Linh có 9 thôi bé ạ. 2, 4, 6, 8, 9. Ô xong đừng 10 luôn đi. Quần đùi tay ngắn đúng rồi Yến Linh tay ngắn. Đây đây Yến Linh tay ngắn này. Yến Linh cái này dài. Vậy có 2 ri dài thôi đúng không? Này có hai đi dài thôi. Rồi dài cho Huỳnh Trúc Quyên luôn. 43 luôn. Ừ. Rồi dài cho bạn dài cho chị Nguyễn Vân luôn. Dài Nguyễn Vân luôn. Ủa chị Nguyễn Vân là dài hay là đại ta? Chị Nguyễn Vân có đại này hả? À, vậy là chị Nguyễn Vân nó không biết là dài hay đại luôn, tại vì không biết đâu đấy. Chị Vân ơi, chị Vân lấy, chị lấy dài hay đại vậy à, để em chốt cho chị, tại vì nó hai cái chữ nó giống nhau lắm luôn. Xong chưa? Đưa chị nhau. Còn một ri dài duy nhất thôi. 43 ngàn luôn, đi cho các chị em cho đồng giá nhé. Đi cho nó về các bạn bán cho nó nhanh. Không lấy nhí, chị Lưu Hải Yến là không nhí đúng không bé? Chị Lưu Hải Yến không có nhí đâu ạ. Dạ, đúng rồi. Rồi ai lấy dài này, chị Vân ơi chị lấy dài đúng không ạ? Hay là không phải em đẩy cho bạn khác? Tại em nhìn không, em thấy chị ghi mà em không biết làm sao. Chị Nguyễn Hoa này. Dài. Rồi hết luôn. Cái hàng này này mọi người ơi. Cái hàng này là hàng, à chị Nguyễn Vân có lấy. Dài hết rồi Tâm Thủy ơi. Cái hàng này thì em nói chân thành luôn. À, ơi Kiên sau luôn á, Kiên chỉ thấy mà, nhưng mà Kiên lại bị sau nên chị phải hỏi em trước. Lấy dài, em ở tít ở dưới luôn rồi. Cái vải này thì nó là vải xí nghiệp. Đây, nó giống như những cái bộ mà chống mông mà người ta hay chụp hình đó mọi người. Nó giống hệt luôn á, mấy hàng mà dạng như body chụp hình đó, nó kiểu kiểu như vậy này. Nha mọi người nha. Cái hàng này thì thực sự mà nói á, con mặc ở nhà rất là sướng, cực kỳ sướng luôn. Nha, mà hôm nay em sale cho các chị em đi may túi đầy đủ hết luôn. Em sale cho các chị em một cái giá mà nó là không thể nào tưởng tượng nổi nha mọi người ơi. Hàng này em sale đó để các chị em đi cho các chị em nó về các chị em bán cho nó sướng. Hàng này form to, hàng này size từ 1 cho đến 8, form rất là to, 1 đến 8 luôn bộ sọc này. Em đi cho mọi người giá cực kỳ sốc luôn nhá, 29k. Em đi cho các chị em để các chị em về các chị em bán cho nó mua đã, có 29 ngàn thôi. Vải rất là xịn, không so sánh với hàng 1X nha mọi người nha. Không so sánh với 1X, nhưng có điều là những cái vải này được may cũng như là nó cứ còn những cái hàng khúc thì em ghép vào để cắt lên hàng cho các chị em 29k. Hốt đi các bạn ơi, hàng này về bán còn mặc ở nhà rất là sướng xịn luôn. Sướng luôn á, mùa mưa mà nên các bé nó nhiều khi nó cần lắm những cái vải như thế này để mặc. 29k, em đi cho các chị em để các chị em đi cho hết à. Rồi. Hai gái đều mặc được, dạng như bộ chống mông. Đó, rồi, ai lấy comment giùm em nha. Các bạn ơi, nó có ít lắm nên mà vậy hốt cái hàng này mà về mà bán mọi người ạ. 29k, vải đẹp cực kỳ, không giống như những cái hàng 1X, 2X thường đâu. Rồi, ai lấy? Thành Nguyễn Thị này. Nguyễn Thị, ok. Ai? Chị Nguyễn Vân nào? Sao điện thoại chị Nhung không thấy luôn đi ơi. Chị Nguyễn Vân Huế. Rồi, Huế Nguyễn. Huỳnh Trúc Quyên. Huỳnh Trúc Quyên, ai nữa? Trần Trân. Thế nào? Rồi còn ai nữa bé? Huế Nguyễn, Thành Nguyễn Thị, Trần Trâm, ok còn một ri nữa này. Ngọc Anh Silver, mấy cái này các con mặc ở nhà các con cần lắm luôn nha mọi người. Hết. Ngọc Anh hết. Rồi.
Hoa Nguyễn ơi hết rồi nha. Các con ở nhà cần cực kỳ cần những cái chất liệu vải như vậy mặc cho nó đã. Thực ra những cái vải này là siêu thấm mồ hôi. Rồi ai lấy mã này comment giùm em số 2 nha mọi người nhá. Quần may bo xịn sò luôn á mà có túi đầy đủ luôn. Túi luôn. Đây, rồi ai lấy comment giùm em nhá. Rất là đẹp, vải rất là đã luôn. Con vậy chứ mà em lại thích cho con mặc những cái chất liệu vải như vậy này mọi người. Nó giống như là vải xuất ấy, nên bởi vậy mặc cho nó giá thì em đi cho mọi người giá thực sự em đi kiểu dạng như để về hỗ trợ thôi chứ thực sự hàng này không một đồng lời nào mọi người nhá. Không có tính đồng lời, không có tính công ở đây. Em đi cho các bạn giống như là còn vải thì cắt để đi cho hết vải thôi. Đó, chị Nguyễn Vân ok. Nguyễn Vân chứ không có lời nha mọi người nhá. Em cắt hàng để cho đi hết vải cho nó sạch kho chứ không phải là để bán để có lời chỗ này. Xuân Trang. Xuân Trang. Kiều Thanh Đỗ. Hai mươi chín ngàn. Xuân Trang, chị Hoa Nguyễn. Rồi ai nữa? Chị Hoa Nguyễn, Kiều Hoa Anh Đỗ, ok. 29 ngàn. Mến Bùi. Còn không? Hết. Hết. Ngọc Anh Silver hết nha. Rồi. Màu này đẹp thì đâu nó. Trời ơi cái màu này, mấy cái hàng này là trai gái đều mặc được nha mọi người ơi. Trai gái đều mặc được nha. Đây. Hết nha. Những bạn nào em không đọc là hết rồi đó. Hết rồi, không có đại. Cái này là trai gái đều mặc được, nó là màu kem á, kem cà phê á. Kem cà phê. Đó, con mặc rất là xịn sò. Không không con không có đại đâu chị ạ. Rồi ai lấy mã này comment giùm em số 3. Số 3. Số 3 các chị em hút hàng này về mặc cho con nó mặc hệt luôn á. Có 3 đi hả? Có 3 đi thôi nha mọi người nhá, Thành Nguyễn Thị. Quỳnh Nga. Mùa mưa các con mặc ở nhà, mặc đồ này kia, giặt quần áo không kịp. Xuân Trang. Vậy chứ mà hàng này các bạn lấy, nếu mà đúng cái chất liệu vải này, các bạn đi may một cái bộ đồ mà dạng như khối một xíu nữa là lên tới tận 3, cuối 3X luôn chứ không đơn giản đâu. Rồi hết. Số 3 hết rồi hả? Số 2 hết rồi Xuân ơi. Ơ Xuân Trang ạ, à. Em coi dưới cho mình coi. Cái này là sọc trắng. Thế hả? Rồi, sọc đen y như vậy luôn mà sọc đen chất lượng luôn. Ừ. Trời ơi đẹp chưa? Rồi ai lấy bụi hơi, bụi hơi bị chất lượng. Ai lấy đen comment đen nha. Cái này giống như là cái bộ đồ này hơi kiểu dạng như hơi bị bụi bạm luôn á. Mặc hơi bị cưng á, tức là nhìn cũng rất là ngầu. Rồi ai lấy đen thì comment đen, 29k. Đen nha các chị em nha. Rồi đen Quỳnh Nga. Chị để ý là Quỳnh Nga rất là thích màu đen. Hồng thắm. Rồi chị Hoa Nguyễn luôn. Còn đen không bé? Rồi chị Nguyễn. Rồi phải đẹp xanh than luôn này. Nó giống nha ná nhau đẹp lắm. Đây này ai lấy xanh than thì các bạn than luôn á. Cái này là xanh than nha mọi người nha. Em chốt cho luôn hồng thắm luôn này. À, cái gọi là gì nhỉ? Đình Di. Xanh đen đẹp lắm luôn mọi người. Chị Hoa Nguyễn có rồi phải không? Phi Võ, Phi Võ. Khách cũ phòng luôn. Phi Võ, từ Phi Võ là khách cũ đấy. Nhưng mà từ Facebook là Ngân Võ đúng không? Đúng không Phi Võ? Phi Võ là Ngân Võ đúng không? Nhanh lên nhanh lên, nhưng để đi một ghi riêng này nhá. Rồi, Ngọc Anh Silver. Ngọc Anh Silver cái thằng này rẻ lắm đó cô, Cẩm Vân lấy về mà bán. Cẩm Vân á. Em đâu? Còn màu nào đâu? Hết sạch luôn rồi. Hết rồi, hết ngang rồi. Còn màu nào đâu? Rồi cái này là cam, vàng cam. Ủa, này giống màu đỏ. Vàng cam mọi người nhá, cam. Cam, cam, em ủa thích vậy? Cái kiểu đen kia, em không thích xanh thẳng. À vậy hả? Vậy thôi trả Đình Vi, chị Nhung, chị lấy cho em cái đi đẹp đẹp mi thật là. Rồi, em ơi Đình Vi trả. Đấy, Phi Võ, ý chị đang hỏi là Phi Võ là Facebook là gì á? Phi Võ, Vũ Thị Sáng, đấy, thấy chưa? Vũ Thị Sáng. Khách cũ, rồi Vũ Thị Sáng ok cam đi các bạn ơi.
cam cho hồng thắm. Có 29.000 à, cái vải đẹp lắm nha mọi người. Hồng thắm này, xuân trang này. Sáng ở đâu đó vậy? Xuân trang này. Rồi, chị Lưu Hải Yến này. Cái này các con mặc ở nhà rất là sướng. Vải này trời mưa bất chấp luôn. Thế nào các mẹ cũng phải mua vài bộ để mà mặc để cho thay đồ này kia. Ừ, Cẩm Vân chị Nhung lấy rồi. Rồi, Vũ Thị Sáng nữa này. Vũ Thị Sáng cho cam luôn. Rồi, cái anh này gọi là được mấy ri? Một. Một ri duy nhất hả? Thôi, cái này cho chị em Cẩm Vân luôn đi. Không lấy. Có rồi. Có rồi. Hả? Rồi. Đâu? Lấy. Rồi, vậy tham này đẹp lắm luôn này mọi người. Hết rồi. Rồi ai lấy xanh đen nhí nhí nhí. Khánh Ngọc Nguyên ơi nhí, nhưng mà con từ 1,8 luôn, 25 kg. Áo khoác và đầm phải không chị? Áo khoác đầm em nghĩ là chắc phải chiều chiều đi, chiều chiều em mới lên được. Than chị Nguyễn Vân. Chị Nguyễn Vân có vẻ rất là hợp màu với em luôn á. Em không nói bởi vì do cái màu đó em rất là thích, nhưng mà có một ly nữa em không dám nói. Nói mới không các bạn lại bị nghiền. À sao ở Quảng Nam anh Thái. Ừ rồi biết rồi, Sáng ở Quảng Nam. Rồi cảm ơn Sáng nha, cảm ơn em. Rồi cái này là màu xám nha mọi người ơi, màu xám nha. Nó là màu xám như thế này này. Xám, xám. Con mặc quần bo đồ này kia hết than rồi. Rồi ai lấy xám thì con mình xám giùm em. Xám 29.000 mua về cho con nó mặc hết than rồi. Xám xám, hết hàng nha mọi người ơi. Tức là hết hết mã này luôn nha, màu này luôn. Jean dài bé gái hôm nay không có. Hết than rồi, Huế ơi, hết than rồi. Đây đây chị nhìn cái áo đẹp đẹp đó. Má áo chị nhìn chưa lên. Xám là Hùng Phương. Nguyễn Hồng. Nguyễn Hồng xám, chị Nguyễn Hồng xám. Nguyễn Hồng xám. Khánh Ngọc Nguyên xám. Mùa mưa mấy cái này mặc đã lắm. Xuân trang. Nguyễn Hồng. Mưa khách khách lại. Nguyễn Hồng là Hậu Nguyễn nữa hả? Nguyễn Hồng là Hậu Nguyễn hả? Rồi. Xuân trang thôi, xuân trang xám. Ừ hết xám rồi. Rồi, còn màu nào đâu đi. Hai màu nữa. Ôi cha mẹ ơi ơi, sao mà gì đâu mà sao nhiều màu thế. Anh cột lại đi. Cột lại đi. Đẹp chưa? Rồi. Cái này đẹp này mọi người ơi. Thôi ai lấy mã này cho mình giùm em số 10 đi mọi người ơi. Số 10 cho nó tròn dĩnh nhá. Pyjama hôm nay không có. Đúng ạ. Rồi pyjama. Cái này số 10 nha các bạn ơi. Em chả biết cái này được bao nhiêu ri bé. Số 10. Số 10 đi các chị em ơi. Em đi cho các chị em. Các chị em về các chị em có hàng bán cho nó vui cửa vui nhà. Chị Nguyễn Vân. Chứ là chắc chắn là lỗ tiền công ấy mọi người ạ. Rồi ai lấy số 10 comment chị Hùng Phương. Quỳnh Nga. Nguyễn Hồng. Nguyễn Hồng là Hậu Nguyễn đó hả? Hồng hả? Nguyễn Hồng. Trần Trâm. Trần Trâm ok. Đây này, Xuân Trang cho đi, Xuân Trang đi này nhá. Chứ nãy giờ Xuân Trang thiệt thòi quá. Xuân Trang nãy giờ là mạng kiểu dạng như là đi sau thời đại không à. Nhá, Xuân Trang cho ri này này, có ri à. Không có xám đâu. Có ri này thôi, đấy. Đó, hết. 11 hả chị hả? Em cho chị Hoa Nguyễn luôn. Hoa Nguyễn 11 luôn. Ôi, hổng rồi mình đặt mà chưa chốt. Dạ, ý chị Hồng, chị nói là hôm bữa chị đặt mà sao không chốt cho chị á. Rồi 11 đấy các bạn ơi, 11, rất là xịn sò, rất là cưng. Xuân Trang 2 đi 11 nha bé. Chưa. Xuân Trang 2 đi 11. Rồi Khánh Ngọc Nguyên luôn. Ngọc Anh chưa vờ luôn. Ừ.
anh Silver. Còn riêng nào cho em hả? Chị nhắc tên em xíu xem em còn không hả? Ố, Cẩm Vân. Sao mà lại buồn đời thế? Cái hàng này sell cho các chị em về, các chị em bán cho nó vui chủa luôn nữa này. Không đủ tiền công nha mọi người ơi. Cái hàng này bố hôm trước là hình như là đi cũng phải đi buôn cũng là 29 ngàn đây này. Hàng không phải hàng shop nha mọi người. Nhưng mà các con mặc ở nhà. Đúng không? Thừa nhận đấy em không? Đây, nó là không phải hàng shop. Cái này là các con mặc càng sướng, càng mặc càng mềm. Tại là vì nó là jean xịt phe á. Nó là jean xịt phe, nó mỏng mỏng, các bạn biết đúng không? Nơ đồ này kia. Rồi hàng này đi sale với giá bao nhiêu nhỉ? Quên mất tiêu rồi. 23 ngàn. Em tưởng chị ngày qua chị Vân lấy cái hàng này rồi chứ. Rồi có 23 ngàn à. Đi sale không đủ tiền công ngay đâu. Quần còn may bo thun nữa. Rồi chốt đi 23 ngàn. 23 ngàn đấy mọi người ơi. Có 3-4 ri gì đó thôi. 23 ngàn. 23 ngàn. Mặc ở nhà các con mặc đi học mầm non đồ này kia. Cần lắm những cái quần như thế này. Nơ nồ này kia này các. Rồi chị Nguyễn Vân hành qua có chưa ta? Nguyễn Vân này, chị Hoa Nguyễn này. Cái Nguyễn Hoa này. Rồi, Phú Thị Sáng này. Cái màu xanh đấy. Rồi, chị Nguyễn Hồng này. Rồi, ok hết luôn nha mọi người nha. Rồi, ai lấy xanh đen thì comment xanh đen giúp em nha. Cảm ơn 6 đi em ơi. Em trả lại bây giờ này. Vậy 8 rồi. Còn một cái sáng rồi nha. Bạn nào nhỉ? Ai? Rồi. Điện thoại chị mà dò lại được với lạ luôn, em dò đi. Rồi cái màu này là xanh đen nha mọi người nha. Xanh đen 23 ngàn. Rồi 23 ngàn xanh đen. Đen. Chị Nguyễn Vân. Đen. Cho hồng thắm. Đen cho chị Phương. Linh Nguyễn. Rồi còn một cái đen cuối cùng hết. Còn một cái đen cuối cùng nha mọi người nhé. Còn một đen cuối cùng. Nó là xanh đen chứ không phải là đen. Rồi. Cái kia của ai vậy? Cái hàng đó của ai? Tấm bông. Rồi đưa chị. Rồi hả? Rồi anh ơi. Rồi. Hả? Con Nguyễn là gì chị? Gì? Cái này hàng thu mọi người ơi, hàng thu nhá. Đấy đây. Hàng thu cô gấu. Con gấu rất là xinh xắn luôn. Hàng thu con gấu. Được chưa? Chị Nguyễn Vân ơi, hàng này có 69 ngàn thôi chị ạ. Rất đẹp luôn. Đi cùng một cái lô như vậy đó mà theo rất là xịn sò, rất là đẹp. Rồi ai lấy comment giùm em nha. Ai lấy comment giùm em nha. 69k mà thôi nha mọi người nha. Gấu. Ý trước ạ. À? Bao nhiêu ri? Ủa nó nằm đâu hết rồi bé? Đãi đâu vậy? Thằng này nằm đâu? Chị Nguyễn Vân. Hết ý rồi. Ủa? Sao buồn đời vậy? Chị Mai ơi, cái hàng này đẹp lắm luôn này gái. Chốt cái hàng bé gái này về mặt này có 69 ngàn mà thôi. Rồi có đại luôn mọi người nhé. Có đại luôn. Tức là có nhí và đại luôn đó mọi người ạ. Có nhí và đại luôn. Rồi chị Hồng Dương. Hồng Dương Nhí. Hồng Dương Nhí. Rồi ai lấy đại thì comment đại nhá. Đại
Hết nhí phải không bé? Hết nhí rồi, đại 79. Ai lấy đại thì comment đại giúp em nhá. Hết rồi, Lê ơi, hết rồi Huỳnh Trúc Quyên. Đại đi, cốt đại đi các bạn ơi, mặc rất là cưng luôn. Đại các bạn nhá. Ai lấy đại thì comment đại, có 3 ri đại thôi. Rồi bé đưa hai quần jean cho chị Nhung lên. Đại chị Nguyễn Vân. Cái này không biết là sao tự nhiên nó có được mấy ri này ta. Bên trước chỗ nó chưa gấp xếp xong mà nó cũng đóng lộn qua đây nữa. Nguyễn Vân, chị Nguyễn Vân, hàng này là vẫn đủ màu, em cắt tất cả là hình như 5 màu lận mà không biết sao nó được đóng kiểu gì mà nó lộn trong này nó 5 ri, có mấy ri thôi. Chị Nguyễn Vân đại, ok. Chưa có nhiều màu đâu chị Vân ạ. Có nhiều đây xong xài nhiều đây đã. Rồi đại, ai lấy đại thì comment đại nhá. Y như vậy nhưng mà là đại. Chúc Quyên lấy đại đây em này. Đây cái hàng đó. Đại cho Huế này. Huế Lê. Hồng Dương đại luôn. Ừ đúng rồi ấy, Hồng Dương. Lấy về mà bán cặp em ạ. Rồi hết Chúc Quyên hết rồi. 7kg hết rồi chị ạ. 7kg hôm nay em không bán lẻ chị nhá. Ồ, lần đó đi theo nhớ nhở. Lần đó đi nhớ nhở hả? Rồi đưa xuống chị luôn. Bầm này em bầm này đầm xeo nha mọi người nhé, em xeo cho các chị em này. Cái vải của nó xịn cực kỳ luôn. Đấy, em đưa trắng đen nó xịn đi trước vào. Đưa hết xuống chị nhìn xeo hết rồi mọi người. Còn một đi đỏ duy nhất. Ở đây còn đúng một đi đỏ duy nhất này. Trời ơi đẹp lắm luôn nha mọi người ơi, mặc cưng lắm luôn. Thấy không, vải rất là dày dặn, rất là mịn màng, đồ này kia bán rất là đã luôn. Rồi bay tay bo tay bèo thấy chưa. Mà giá sale của chúng ta chỉ có 35.000. 35.000 một cái đầm như thế này. Em nói thực sự là nó quá đèo bọt luôn á. Rồi ai lấy đầm đỏ cho mình đầm đỏ cho em. Nó có ri thôi 35.000. Bạn nào lấy rồi thì thôi 35.000 nha mọi người nha. Một cái đầm may rất là công phu. Tay đồ này kia phối mà có 35.000 là rất là rẻ. Rồi ai lấy cho mình giùm em. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. 35 đi các chị em ơi. 35 về mà bán này. Hốt 35 về nhá. Đầm. Đấy, cưng không? Con mặc ở nhà, mặc đi đâu cũng được hết á. Mặc sướng lắm luôn mà rất là xịn. Rồi ai lấy comment giùm em 35 nha các bạn nhá. 35 nha. Có một ri duy nhất này. Một ri đỏ duy nhất này. Một đỏ duy nhất này. Rồi một hồng này. Đại xanh thì không có. Huỳnh Trúc Quyên, ok Trúc Quyên này. Cái hàng này cũng vậy luôn, được từ những cái cây vải dư ra nên mà vậy nó rất là rẻ. Chứ cái hàng này của nó vải rất là xịn mà giá như vậy là rất là bèo nha mọi người nha. 35.000 là giá bèo lắm luôn á. Rồi. Một ly hồng. Hồng. Ok Hồng Dương thương thế. Cảm ơn Hồng Dương. Nè Hồng thì các chị em ơi, hốt cái hàng này về mà bán nè. Cái vải nó đẹp lắm luôn. Cái vải nó rất là mịn. Mà cầm cái vải cảm giác là con mặc lên là thấy mát rồi. Cảm thấy là đã tươi có độ mát ở trong ngay chất liệu vải rồi. Bởi vì nó là vải sợi cô tông. Rồi có quần jean giờ nhung lên giờ đó. Thôi ai lấy hồng thì comment hồng nha. Ai lấy hồng thì comment hồng nha. Hồng nha các chị em ơi. Hồng đi các chị em, có 35.000 mà thôi. 35.000 nha mọi người nha. Ai lấy hồng thì comment hồng. Rồi cho chị một ri đen. Em cũng hóng quần hả? Ừ, cầu quần lên. Chắc chuẩn bị lên jean giờ đấy. Có mấy ri này để các bạn ủng hộ đi cho nó hết luôn giùm chị với nha. Mỗi bạn ri 2 ri đi. Vải đẹp lắm, vải mặc về cho con nó mặc cho nó đã. Rồi ai lấy đen. Trắng đen, comment trắng đen nhá. Ai lấy trắng đen, comment trắng đen. Nó là nhí, đây là size nhỏ nhất này. Đây là size nhỏ nhất này. Size nhỏ nhất là 10kg và size lớn nhất là khoảng tầm 25-26kg thoải mái. 25-26kg thoải mái. Size 18 mà. Rồi ai lấy đen thì comment đen thì em nha. Ai lấy đen comment đen. Đó. Có hồng, có đen. Hồng. Hồng cho Vũ Thị Sáng. Vải cực kỳ chất lượng nha mọi người. Cảm ơn Vũ Thị Sáng. Rồi ai lấy đen thì comment đen. Ai lấy hồng thì comment hồng nha. Rồi xong đây chị Nhung cầm đi. Cái này là gì? Cái này ta còn. Cái
bên còn gì ạ? Coi hàng chị đây. Cái mã này là mã 039039 nha các chị em nha. Hàng này là hàng đại cổ. Đúng không? Đại cổ 039. Riêng cái dòng jean của Đại Lê này thì các bạn biết rồi. Nó rẻ bèo luôn á. À quên, nó xịn cực kỳ, mà hôm nay em like các bạn giá gọi là giá rẻ bèo luôn. Hàng Đại Lê giá xịn nha, hàng đại nha mọi người nha. Hàng đại mà hôm nay thôi còn vài ri thôi, mọi người đừng tiện nhá. Đừng tiện, tại vì sao, nó còn vài ri, nó nằm dưới góc mà nó nặng lắm luôn. Mỗi lần xếp lên xếp xuống rất là nặng. Nên em sell cho tất cả các chị em, những bạn nào đã lấy rồi thì cũng đừng buồn em luôn. Em sell cho nó đi hết luôn nha mọi người nhá. Hàng đại mà em sell bằng giá nhí luôn mà các bạn sốc luôn á. 55.000 rồi chốt đi, không mà không là ổn cực kỳ luôn. Hàng này mà không chốt thì em nghĩ là bạn nào bán shop phải hốt về. Đại, được chưa? Hàng của Đại Lê mà 55.000, hàng xe đại đó. Người ta đi nhí của xe đại, hàng Đại Lê không cũng phải ít nhất, hàng sale cũng phải là gần 6x rồi. Chứ không có cái giá xe đại mà giá 55 đâu. Rồi ai lấy đại thì có mình đại. Có vài ri thôi, ý em đi cho nó hết luôn á. 55.000 nha, em đi cho nó còn vài ri, đi cho nó sạch kết thúc luôn để chuẩn bị. Tuần sau nó về hàng jean mới. Còn bao nhiêu ri bé Hồng, bé. À, điện thoại ta đứng luôn này. À, kìa. Đại cho Hồng Thắm này. Cái đó là mã gì vậy chị? 039. Đại, gần đó là đại 039 này. 3 nha bé. À, ri 4 nha bé, còn không? Anh chạy qua đây lấy cho bà anh chứ. À, còn không? Hết hả? Mọi người, em sell cho mọi người giá chỉ có 55.000 thôi nhá. Em đi một giá thôi. Đây. Trời ơi đẹp quá, chị không nổi luôn rồi. Ai lấy mã này comment giúp em, nó là quần váy luôn nè. Sao tỉa này shop hết rồi. 039 có một ri duy nhất. Đúng không? 039 hiện tại giờ là có một ri duy nhất thôi nha mọi người nha. Rồi 55.000 tiếp. Đây, quần váy. Được chưa? Mã này là mã gì đây trời? Thôi cứ lấy chữ xanh giùm em, cái chữ xanh giùm em chả biết làm sao. Quần váy. Nó là quần váy rất là xịn sò, 55k. Rồi ai lấy quần váy comment quần váy. Bạn nào lấy quần váy thì comment quần váy nha. Quần váy đưa hàng lên chị. Quần váy đây các chị em ơi, nó bị đứng rồi. Váy cho chị Hoa Nguyễn, ok. Xanh cho chị Hoa Nguyễn này. Mấy thứ này cứ mỗi thứ còn có ri thôi mọi người ạ. Hả? Rồi quần váy xanh ok. Ở đây còn một ri 42. 042. Ri 8 hả? Rồi cái này là cổ nữa này. Cái này là đại nữa này. Một ri duy nhất, mã là 042. 042 đùi. 042 đùi. 042 đùi 55.000 luôn. 042 đùi nha mọi người nha. 042 đùi 55.000 luôn. Đại đó, cái này là đại nha mọi người nha. Đại nha, đại cổ, đại giúp gì đây này mà còn bây giờ để làm gì đâu. Nó không zin mà xếp lên xếp xuống nó nặng lắm luôn á, nên còn mấy ri này em sell hết cho mọi người. Rồi ai lấy cổ comment cổ này, đại này. Mà giá chỉ có 55.000 thôi cho mọi người nha. Hàng cổ mà 55.000 là em nói là thực sự luôn, không thể nào ở đâu mà rẻ hơn được đâu. Rồi. 042. Ôi cha mẹ ơi, tôi đận hận điện thoại luôn. Đứng từ nãy giờ vẫn còn ở 042. Rồi. Hà Bùi ok, Hà Bùi, hàng này xịn lắm luôn nha Bùi ơi. Hàng Đại Lê là hàng siêu xịn đấy. Rồi, đẩy lên các bạn ơi. 042 nha mọi người nha. 55.000. Mặc đã lắm luôn á. Bụi đời. Kim Phương. Rồi. Quần váy đại hết rồi ạ. À. Bảo An Tạ. Ý là có mỗi thứ nó còn có ri đấy chị. Mỗi thứ nó còn có ri nên bởi vậy em sell cho nó mấy còn đó. Cái mã này thì nó còn được nhiều xíu, mấy mã kia nó còn vài ri, một ri, hai ri nên em sell cho nó hết luôn á. Cho nó để có gì tuần sau nữa nó về ri mới gì đó thì chúng ta like nha. Rồi, nó là hàng đại nè. Hàng đại mà giá chỉ có, chị Vân ơi sao chị không lấy cái ri này chị Vân. Hàng đại mà giá chỉ có 55.000, 042. À, chị Vân lấy nhiều lắm rồi hả? Chị Vân là lấy 2, 3. Đây này. Đấy, chị Vân là lấy nhiều lắm rồi này. Rồi, ok. Thấy chưa? Đại, 55k. Trời ơi, mấy bạn mà tròn, mặc cái mấy này jean Đại Lê, jean xịn sò này, các bạn nhìn này, nhãn này. Hàng rất là cao cấp luôn mà có 55.000. 042 các bạn ơi, 55.000 đó. Hàng này chưa bao giờ có cái giá này luôn. Hàng này như 6 mấy ngàn đó, hàng nó hôm bữa. Cái lô này như là 6 mấy ngàn, chứ không phải giá 55 đâu. Tức là giá cái hàng này là sale của nó là đã 6 mấy ngàn các bạn người nha. Còn nguyên của nó thì giá trên trời luôn. Trần Thanh Trần.
Rồi Lê Mẫn, Khánh Ngọc Nguyên, hàng siêu cao cấp nha mọi người ơi. Còn một ri rồi lên hàng gì nữa đi. Còn một ri nữa ai ủng hộ luôn cho hết luôn nhá. Ai còn một ri nữa bạn nào ủng hộ luôn cho hết nhá. Rồi tiếp tục lại đại nữa gì đây. Kiếm phim mà có mấy cái hàng này mà sale như thế này là lỗ kinh. Hàng này là sale là lỗ đó mọi người, chứ không có cái tình trạng mà huề luôn á, dưới tái nhập luôn rồi. Đây. Đẹp chưa? Hai cái túi này. Hai cái túi rất cưng. Trời ơi. Cái này là nhiều khi mẹ còn bon chen được luôn nha. Nhiều khi là mẹ em nghĩ là mẹ bon chen được luôn á. Đẹp lắm luôn. Rồi ai lấy mã này comment giùm em là mã là 057 nha mọi người nha. 057, mã của nó là 0057. Hàng xịn sò, hàng rất là xịn sò, các bạn nhìn nhãn mác đầy đủ hết luôn rồi, các bạn biết rồi. 0057 hốt về mà. Hốt về mà bán các bạn ơi. Cái này các mẹ mặc là coi chừng vừa luôn á. 0057. Mặc rất là tây, cái kiểu mẫu này tây này. Mẫu này tây bởi vì do là nhìn hai cái quần của nó là đủ sang rồi, hai cái túi của nó là thấy đẹp rồi. Hồng thắm. Hồng thắm 0057. Rồi. Có 55 ngàn hôm nay chị sale hết, sale đồng giá hết. Ơi, Võ Ưu, hello Võ Ưu. 55 ngàn hàng này hôm bữa hình như là đi 762 hay sao ấy. Đó là sale dưới giá nhập rồi nên 77 hốt đi các bạn. À, Kim Phương. Hàng Đại Lê đó, hàng rất là xịn. Kim Phương ok, còn một ri cuối nha mọi người. Chị Nguyễn Tuyết. Còn không? 057 hết rồi hả? Còn 057 không? Hết 057, còn 42 thôi lên bẩn ạ. Rồi, tới là cái mã gì đây? Cái này là size nhí này. Cái này là quần váy size nhí này. Đây. Size nhí của nó cũng phải là từ 12kg cho đến 30kg là thoải mái. Đẹp chưa? Trời ơi, nè. Quần váy để các con mặc xong rồi còn đi kèm với cái gì nhỉ, quần zip á, đi kèm với một cái ủng đồ này kia. Em thích cái kiểu đó vô cùng luôn á. Rồi ai lấy mã này giùm em, hôm nay em sale cho các bạn giá chỉ có 53.000 thôi nhá. 53.000, ở đâu rẻ hơn thì cứ đem lại đây em trả lại tiền cho mọi người. Không thể ở đâu rẻ hơn được nữa rồi. Rất là xẹp. Trời ơi này, nó xếp ly công phu chưa. Núc này, hàng xịn sò luôn. Ừ, nhí nhưng mà nó form nó to. Nó phải tới tận 30kg á. Gọi là nhí nhưng mà form nó to lắm. Tại vì size 18 nên gọi là nhí nhá. Rồi cái này là mã là gì đây quên rồi. Nó còn được mấy ri thôi nên em sale hết cho mọi người luôn. Nhí là 0079. 0079. Có 53.000 một cái quần chân váy đẹp như thế này. Đẹp lắm luôn á. Rồi. Hồng thắm. Rồi. Thúy Trần. Hồng thắm ok. Hàng này là các bạn về các bạn bán shop là tuyệt vời luôn á. Trần Trâm hết rồi, Trần Trâm hết cái kia rồi. Hà Bùi. Rồi, còn má nào nữa không? Còn một ri nữa này. Còn má khác không bé? Má nào? Đây, còn một ri này nữa này. Kiều Hoanh Đỗ, ok Kiều Hoanh. Hàng này đẹp lắm luôn em ạ. Còn không? Còn 0079 không? Đấy cho chị một đi. Rồi chị bảo ăn tạ luôn. Còn một ri này luôn này. Bảo ăn tạ 0079. Mọi người ơi cái quần nhé. Quần jean. Quần sọc jean. Đẹp chưa? 53.000 hàng Đại Lê là không bao giờ có cái giá này nha mọi người. Không bao giờ có cái giá 53.000 mà hôm nay sale các chị em giá 53.000. Được chưa? Rất là xịn luôn hàng Đại Lê. Rồi ai lấy comment giùm em là cái mã này là mã 91 hả? Không, 091 mọi người nha, 091. 091 các bạn hết nhanh vào. 091 nha. 091, 091 các bạn ơi, 091. Không 91 đây các bạn ơi, hàng này rất là đẹp luôn. Chất liệu jean của nó là mặc hoài nó mới hoài luôn á. Nó cứ như vậy hoài bởi vì người ta đã xử lý kỹ lắm luôn rồi.
091 091 các bạn nào lấy. Rồi. Có hai đi 091, cái này là cái gì vậy? Quần quần váy ấy, quần đấy, quần cái mà đại hả? Ok. 057 lên chưa? 057 lên. Rồi chờ chị xíu bé trai coi xem còn không nào. Ừ. Lê Mẫn đúng không? Trần Trân. Rồi, ở đâu nữa? 057 Trần Trân, Nguyễn Tuyết, Lê Mẫn rồi. Cái này là cái gì đây? Em cho chai chị đi. Cái chai còn không? Cái đó là cái gì vậy? Cái này là 42. Nó là như thế nào? Còn ri 42 này mọi người này. Cái này còn ri 42 này, ai lấy ủng hộ luôn cho hết luôn nha mọi người nha. Trời ơi, quần đùi bé gái đẹp lắm luôn. Coi xem còn ri bé trai nào không, hết hết luôn. Ri bé trai. Đây, 55.000. Cái mã này hơi bị xịn luôn, đẹp chưa? Rách rách đồ này kia mà nó còn xẻ tà hai bên như vậy này mọi người này. Đó, thấy không? Nên khi mà mặc lên nhìn con nó năng động lắm luôn. Xẻ hai bên nha mọi người nha, xẻ hai bên. Rất là xịn sò luôn, sale đùng đùng hết cho các bạn luôn là giá. Gọi là giá còn dưới hơn cả giá nhập nữa. Là giá chỉ có 55.000 thôi nha mọi người nha. Rồi ai lấy comment giùm em, cái này là 55 này. Đại nha mọi người nha, đại nha, 55.000 này. 042, bạn nào chưa hốt thì hốt nàng này. 042. 042 rất là cao cấp, hàng này cao cấp lắm luôn. Thủy ruby này, còn cori. Đúng không? Còn không? Thủy ruby này. Ok, chị Hoa Nguyễn này. Cảm ơn chị Hoa Nguyễn nha. Rồi, còn bạn nào nữa ủng hộ luôn cho hết luôn để chúng ta nó cancel mã luôn. Rồi, qua mã. Đó em xong rồi em xếp hết đây rồi chị. Còn bé trai. Xếp cho xem còn ri bé trai này. Rồi, đây còn được 2 ri bé trai hả? Chân váy. 2 ri chân váy. Hai ri chân váy mọi người nha, còn đúng 2 ri chân váy thì đây nè. Cái mã này là mã 050. 0050 bút chì. Chân váy bút chì, xẻ tà. Được chưa? Xẻ tà. Xẻ tà nha. Rồi 0050. 0050 quần chip. Có quần chip luôn. 0050 nha mọi người nha. Rồi đẩy đi các bạn ơi. Quá đẹp luôn, em nói là mấy cái hàng này về mà không bán mà không sướng mới lạ luôn. Size cái này là size nhỏ nhất của nó là 15kg và lớn nhất khoảng tầm 30kg. Hàng này lê form rất là to. 050. Cái này về bán đã lắm luôn này các bạn. Còn có 2 ri thôi, lấy luôn đi các bạn. Chị em đứng đây chờ. 050 hốt đi các bạn ơi. Hàng này là em nói là bao cao cấp luôn á, chứ không phải là cao cấp nha. Của các bạn hàng 050 này là hàng mà khoảng bao nhiêu đi? 3 ri này. Các bạn chấm chấm lên giùm em với, chấm chấm lên giùm em với nhé. Bé trai size đại lấy cho em nha hả? Để coi cái này còn size đại. Đây này nó nằm đây đó các bạn. Đây bé trai nó ở đây này. Ô cái quần cái gì nhỉ? Bút chì này xịn sò lắm luôn các bạn không lấy. Uổng quá vậy. Các bạn mà không lấy là uổng cực kỳ luôn á. Hàng này là nó là đỉnh luôn, để em mở mọi người xem cái size số 8 này. Quá rẻ luôn mà, cái hàng này là cực kỳ rẻ luôn á. Rồi, đây. Thấy chưa? To cực, to mà đẹp nữa. Mặc lên các con chỉ cần kết hợp một cái áo thôi là thành một cái set mà các con đi chơi Tết được rồi. Đi Noel, đi đồ luôn, quần chip đầy đủ hết rồi. Đó, không cần phải mặc cái gì nữa. Không cần phải mặc thêm cái gì nữa mọi người nha. Mặc to, giãn rất là sướng. Jean. Rồi, ai lấy comment giùm em là 050. Còn 3 ri, 3 ri 050. 050 nha mọi người nha. Chấm chấm lên giùm em với đi ạ, để chúng ta chuẩn bị qua mã nha mọi người. Hello Thúy Nga, chào tất cả mọi người. Rồi bé đẩy luôn cái hàng này lên luôn. Nhiều bạn lấy hàng này lắm rồi nên là vậy đó các bạn. Cho qua. Rồi 050 ok các bạn.
còn bé trai không? Em moi hết cái đống jean nó còn xin còn bé trai nào không? Không. Đưa chị hết mấy cái em mới áo cổ luôn này, chị xem hết cho mọi người đây. Cổ bé trai đó bạn ơi. Lửng bé gái thì hôm nay không có, Tuyết ạ. Lửng bé gái thì hôm nay không có. Đây nó còn cổ còn mớ này nữa. Em chả biết để làm cái gì đây. Cổ này là đi hôm bữa là 60,000 đây này. Hàng cổ chính phẩm này. Đúng không? Thế Hồng coi chị coi hàng này là 60,000-65,000 phải không? Theo cho hết thì còn có ri này. Một ri cổ duy nhất nha mọi người nha. Coi chị coi xem còn mấy đi. Một ri cổ duy nhất sale 59,000 luôn. Lỗ nặng luôn á. Rồi ai lấy con giùm em. Cổ nha. Bố mặc vừa chứ đừng có nói nữa. Đẹp chưa? Hàng vải cực kỳ cao cấp. Hàng không cao cô tân 4 chiều sượt. Hàng này là vải về con mặc rất là đã luôn này. Rồi ai lấy cổ các bạn cổ. Có một ri duy nhất thôi 59,000. 59,000 hàng cổ. Một ri duy nhất nha mọi người nhá. Rồi bạn nào lấy cổ thì comment cổ giúp em. Em sẽ like những cái hàng này có một ri này các chị em nhặt về các chị em bán để chúng ta có thể là chắc là đầm chiều nay em ra. Giờ này vẫn còn đang mưa. Tập trung vô. Rồi ai lấy cổ comment cổ giúp em. Cổ đi các chị em ơi, hàng này là siêu cao cấp luôn á. Nha, cổ xanh này. Rồi cổ vàng này. Cổ này phải tới 60kg, xanh nguyên ngọc. Cổ xanh. Cổ vàng, mỗi thứ nó còn ri. Cổ xanh, cổ vàng, 59,000. Thấy chưa? Đẹp lắm luôn. Cổ xanh, cổ vàng. Rồi, ai lấy comment nhanh giùm em. Chứ không là uổng. Cổ xanh, cổ vàng, 59,000 nha mọi người ơi. Chưa, thiết kế chắc phải chị cố gắng. Chị hẹn mọi người nào vào chưa lên thiết kế được. Dù là nó mê hàng thiết kế lắm. Rồi, ai lấy cổ vàng thì comment cổ vàng nhá. Nó còn ri cổ vàng này. Nó còn một ri cà phê. Còn đúng một ri duy nhất cà phê nhá. Cà phê, cà phê. Ai lấy cà phê thì comment cà phê này. Hàng cổ này là các bạn về các bạn bán là thanh niên đồ này kia lấy dữ lắm luôn á. Nó mặc rất là sướng, cái vải nó đẹp quá trời luôn á. Ai cần áo thì cứ lấy áo đi. Thấy không? Rồi ai lấy comment giùm em cổ, cổ cà phê nha. Đằng sau áo này. Cổ. To lắm, hàng này là nó là big size rồi. Nó là dạng như là size big size luôn á. 60kg mặc rộng rãi luôn. 60 có khi là 65kg còn vừa ấy đừng nói. Các bạn cứ chấm lên liên tục giùm em. Em chào chị Lan Lê, chào tất cả mọi người. Cà phê nha mọi người nha. Ai lấy cà phê thì comment cà phê. Cà phê, cà phê, cà phê. Rồi còn một đỏ luôn. Thiết kế hả? Ai cũng mê thiết kế, chờ thiết kế ok. Lên quần trai đại đi hả? Rồi ok. Bé, cái này anh thảy qua cho em trên lên trên luôn cũng được. Được. Đỡ phải tìm. Không, bắt, ta cho em đi ra ngoài đây. Thôi luôn. Trai này, đây đại trai đây mọi người ơi. Ba thêm xíu, em đây. Hả? Không sao? Các bạn chấm chấm lên giùm em với mọi người ơi, chấm chấm lên giùm em để mọi người thấy em không ạ. Rồi đây còn một ri đại trai này. Một ri đại trai duy nhất nha. Jean rất là cao cấp luôn, nói chung là dòng jean bên em thì các bạn khỏi lo. Các bạn nhớ cái jean này không? Jean siêu cao cấp nè, jean siêu cao cấp đằng sau túi mổ mũi hộp nè. Thấy không? Túi hộp nè. Rồi đây, hàng này. Rồi gập gấu nè. Lên gấu. Rồi ai lấy jean này comment giùm em, hàng này là sale hình như là 70,000 á. Hàng này là jean xuất sắc này, sale mọi người giá 60,000. Lấy nhanh thì được mọi người nhá. 60,000 một cái jean đại như thế này thì thôi rồi luôn á. Mà không hốt thì còn gì hốt bằng. Rồi ai lấy comment giùm em 60. Vina Đoàn. Xanh và cà phê. Ủa Vina Đoàn là ai? Vina Đoàn là ai ta? Vy ơi Vina Đoàn là ai vậy? Đó. Có ri à? Có 60,000 thôi mọi người ạ. À. Hốt về có mấy cái hàng này về rẻ nữa. Một ri này các bạn bảo đồng. Một cái quần jean này cứ về bán cho em 160-170 chứ đừng lấy rẻ quá. Cái jean này cao cấp lắm nha mọi người. Một ri không các bạn, nếu mà các bạn bán mà
cũng rất là, nói chung là rất là lời những cái quần jean như thế này. Rồi Khánh Ngọc Nguyên một ly luôn, Khánh Ngọc Nguyên nó dặn từ đầu tiên này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 đúng rồi. Khánh Ngọc Nguyên. Ok. Thái Thu Vân hết rồi. Đây còn một ly đại nữa này. Cái đại này là mắc lắm luôn, em nói nghiêm túc là rất là mắc nha mọi người. Hàng này là không bao giờ có cái giá. Hàng mấy cái hàng của BM Kit này là hàng siêu cao cấp rồi, biết rồi. Hàng này cũng vậy luôn, sáu mấy xe mọi người, giá 60 ngàn luôn. 60 ngàn hết nha mọi người nha. Hàng này nghiêm của nó tới tận 7 mấy, 8 mấy á. Đại đây. Dài đại thì hôm nay không có chị Xuân Trang ơi. Xuân Trang hôm nay dài đại không có. Theo. Rồi ai lấy mã này comment giùm em số 2. Số 2 nha. Còn có ri à. Mở là mở size nhỏ nhất nha mọi người. Đây là size nhỏ nhất nha. Số 2 đi các chị em ơi. Số 2. Không có người thu nhưng người lớn. Số 2 cho Lê Mẫn. Cái hàng này 60 ngàn là về bao lời rồi. Lê Mẫn. Rồi. Rồi Xuân Trang luôn. Cái này cho Xuân Trang luôn. 2, 4, 5. Ok. Xuân Trang một ly 5 nữa nhé. Xuân Trang một ly 5 nữa này. Rồi Thúy Trần này. Thúy Trần ly 6, Xuân Trang một ly 6, một ly 5 nha bé. Chị Thu Hằng Nghĩa này. Ly 6 luôn. Huỳnh Trúc Quyên này. Cái hàng này đã lắm nha mọi người, hàng cao cấp lắm. Jean của bên em các bạn biết rồi, ai mà nhận nhiều là các bạn biết rồi. Hình chúc khuyên. Rồi, để coi xem còn đi nào không đã. Còn một ri này. Thì đã nói là sale lỗ cho mọi người. Sale là sale dưới giá nhập đó. Đã sale là phải sale như vậy. Tức là mình chỉ ăn lúc đầu thôi, còn mấy ri sau đây là sale hết cho nó hết hàng luôn đó, chứ để làm gì nữa. Đúng không? Nên mà vậy các bạn hốt về đi. Cái này quần jean dài này. Cái quần jean đùi cao cấp hàng của BM Kit này. Đó, hàng này cũng vậy luôn, hàng này cũng là nó là cả bao nhiêu nhỉ? Hàng này cao lắm luôn nha, mấy cái dòng hàng này cao lắm luôn nha. Sale cho mọi người giá 50 ngàn luôn, về hốt về mà bán. 50 ngàn. Đùi đẻ trai. Có ri à. 50 ngàn. Đúng rồi chị Tuyết. Rồi ai lấy 50 comment 50. Jean dài đại hả? Jean dài tuần sau có đấy chị Xuân Trang. Tuần sau chắc chắn có jean dài. Mà hàng của Zara luôn á. Thúy Trần. Thúy Trần. Tuần sau. Thúy Trần. Các bạn chờ em chú. Người chờ em xíu nữa, không biết là nằm nơi đâu. Cái hai cái thái này còn chỗ nào để không? Để qua bên kia đi. Là cổ. Có một ri cổ này. Cổ 65 ngàn treo luôn. Cổ, ai lấy cổ? Con trai Xuân Trang ơi, con trai. Có một cái quần tâm mì này. Không nhớ nó như thế nào luôn.
cô cho Thúy Trần này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Thúy Trần này. Cô Thúy Trần. Sáu năm ngàn thôi. Hàng cô nó là 7 tới mấy, 7 mấy ngàn đấy. Chả nhớ nó bây giờ đi hết cho mọi người, cho nó còn có ri để. Còn ri, 2 ri không để làm gì hết mọi người nhé. À cái này là chân váy cao cấp như vậy. Nhớ không? Chân váy đại nha mọi người ơi. Đó, Tommy chân váy đại, chân váy đại các bạn nhớ nha, chân váy đại. Chân váy, quần váy á, quần váy đại. Size đại, to đã chưa? Thôi ôi con mặc lên mà không đẹp mới lạ, hàng này sao nhớ nhỉ bé? Hàng này không nhớ, hàng đại này cao lắm luôn. Thôi sao đại 55 ngàn đó. Đại đại các bạn nhé. Nó là váy. Đúng rồi lửng, Thúy Trần ơi cái đó là lửng, cô là lửng. Cô là lửng. Rồi váy đại lên bạn. Để từ, nó còn mấy gì thế này. Các bạn chờ em xíu nhé, để em tiến cho thêm nữa. Bé coi ơi, ở bên này còn mấy đi. Đây còn 2 đi nữa này. Mọi người đừng có buồn em nhé. Tại vì nó còn ít quá nên bởi vậy nó hơi lâu. Hàng này cũng vậy, hàng của BJK này mọi người này. Hàng BJK này, sale 50 ngàn luôn. Hàng BJK này, hàng này của nó là 7 mấy ngàn đây này. BJK nha, BJK nha mọi người nha. Đây, tức là quần nó như thế này đây. Chất lắm luôn. Đây mọi người ơi, BJK nha mọi người nha. Chất cực kỳ bụi, ai lấy của mình rồi em, 50 ngàn, co giãn. Mấy cái hàng này tăng đơ đầy đủ hết, mấy cái hàng này xịn lắm. Nói chung là BJK thì khỏi chê rồi. Nó là xuất sắc luôn, đỉnh của đỉnh nha mọi người, ai lấy BJK. Ai mà bán BJK của bên em rồi các bạn biết rồi. Hàng gì đâu mà nhập vào có 50 ngàn này. Còn rẻ hơn cả buôn nó mơ cũng không thể nào ôm được cái giá này nữa. Chứ đừng nói các bạn lấy hàng BJK 50. Từ Trúc Quyên để coi xem còn. Quỳnh Trúc Quyên. Còn đi nữa là chị Nguyễn Vân. Chị Nguyễn Vân. Nha bé. Còn một BJK dài này. Còn một BJK dài. Hết rồi. BJK dài gì đây? Cái hàng này hàng đại này, dài đại BJK luôn này. Nhí đúng rồi, cái này là dài đại này mọi người, dài đại nhá. Cái hàng này hôm bữa là 8 mấy 9 mấy ngàn này, dài đại này. Rồi dài đại đi mọi người ơi, dài đại nhá. Thấy chưa, BJK hàng siêu cao cấp luôn, lưng khung đồ này kia, hàng thương hiệu này. Hàng này sale cho mọi người giá 70 ngàn luôn. Đại mà có 70 ngàn là hiểu rồi đó. Trời ơi, mấy cái hàng này về bán 200 cho em nhá, đừng có bán rẻ uổng nha mọi người. Hàng BJK này bán 200 cho em nha. Đại. Ừ, dài đại người đầu tiên trên cùng. Dài đại BJK dài, ok Thúy Trần này. Để chị coi xem còn không. Để mọi người cho em xí em mới. Mấy cái gì này xịn lắm luôn đó. Mấy cái gì BJK này. Hồi trước em về cái lô này trời ơi tới 3 ngàn mấy hàng. Mà các bạn chắc là bạn mê cái hàng này luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Anh biết gì em đó. Có 7 á. Còn 2 đi lửng bé gái hả. Lửng đại bé gái. Bé ơi, điện thoại đứng rồi. Các bạn chấm chấm lên giùm em với. Chán ghê luôn. Chị đầu hả? Em đang kiếm để coi xem đầu được cái là em chốt luôn. Ô, không thấy chị Vân. Thực sự là không thấy chị Vân. Em có thấy chị comment là 50. Comment 50. Cái này là lửng bé gái đại nhá. Cái hàng này là hàng đại nha mọi người nhá. Hàng đại, cái hàng này là nghiêm của nó là 9X100 luôn á. 9X100 theo ren đồ này kia rất là cao. Sale cho mọi người giá 5 đại nhá, 55 ngàn luôn. Trời ơi, đại mà 55 ngàn là em bèo luôn á. Đại đi các bạn ơi, đại 55 ngàn không thể nào rẻ hơn được không? Em đảm bảo với chị em là rẻ bèo luôn á. Cái này là lửng, đại em trước. Chị ơi thông cảm với em là em không cứ theo nhảy lên đến em là nhảy đâu. Đại gái này, đại gái cho Lê Mẫn này. Không có Xuân Trang ơi,
Thấy cái hàng này các bạn lấy nhiều rồi mà, hồi trước tưởng Xuân Trang cũng lấy rồi chứ. Rồi Lê Mẫn này, Lê Mẫn này, cái này V7 cả, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây Lê Mẫn này, dài, dài lửng gái Nguyễn Phết này. Thôi rồi, anh Quan Từ lửng đại cho chị Quyên Đặng. Quyên Đặng chứ không phải Nguyễn Phết nha em nhá. Quyên Đặng này. Rồi, của chị đi chị hả? Nhưng mà Quan Từ ai? Cái mã nào vậy? Mã nào vậy Thúy ơi? Chị còn không nhớ đó. Rồi, mã dài đúng không? Em dặn trước nãy giờ. Ơ em lấy cái jean dài BGK của ai vậy? Thúy Trần. Thúy Trần hả? Thúy Trần đường cho chị Nguyễn Vân. Cảm ơn Thúy Trần nha. Còn cái này là hàng dài ngắn hay sao? Ăn hàng dài hay gì đó, em không biết đâu. Chị chấn lắm. Mấy lần toàn bỏ hả chị hả? Ôi không phải bỏ đâu, em thực sự là em không bỏ bất kỳ một cách nào luôn á. Rồi ai lấy dài này nhà, dài nhí cho mọi người nhá. Cái dài nhí này chắc sale đại cho mọi người, giá 55 ngàn luôn đi. Hàng này cũng 7, hàng này cũng là 9 mấy ngàn hay sao á. Dài nhí, hàng này mắc lắm á. Nhí hả? Nhí này. Dài nhí nha mọi người ơi. Chút nào em có bị nhầm giá không ta? Hàng này cao lắm luôn á. Dài nhí chị Nguyễn Vân luôn này. Hàng này em không biết nào. Hàng này cao lắm luôn, hàng của HA này mọi người này. 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Của chị Nguyễn Vân. Nó còn co đi hay đi. Bé ơi, chị khó chui vào đây bới hàng cho chị đi. Các bạn chờ em xíu, bên này vẫn còn này. Đây còn một cái anh nhí ha. Cái đùi nhí hồi nãy á, đùi nhí bé trai hồi nãy 50 ngàn mọi người nhớ không? Đùi nhí bé trai hồi nãy 50 ngàn, ai lấy mã này comment giùm em 50 này. Là nhí hết sạch rồi chị ơi, đừng buồn em nhá, tại mấy cái hàng này hết rồi, tuần sau nó sẽ về lô jean khác, tuần sau nó về lô jean của Gia Gia, tuần sau á. Đây cái đùi nhí này, đùi nhí nha mọi người nha, em sale rẻ lắm luôn á, sale này là chắc chắn là không dưới giá nhập rồi. Cái này của chị Vân này hết rồi Thúy ơi. Cái này của chị Vân này, V8 50 ngàn nào. Rồi mấy cái hàng này làm dưới chắc chắn là dưới giá nhập rồi. Nguyễn Vân ok này. Còn đi nào nữa không? Còn một ri cái gì đây? À cái này là hàng lẻ sai này. Em không biết là cái gì nha mọi người nha. Nó là thập cẩm, hình như là cái lô cái ri này là ri lẻ sai này. Lẻ sai sale đại 45 ngàn lô, hàng siêu cao cấp rồi. Cái hàng này là các bạn biết hàng này rồi đúng không? Vải ri đẳng cấp luôn. Đây này, hàng jean này là đẳng cấp nha mọi người nha. Sale đại là 45 ngàn, về các bạn ai nhanh thì được. Ai lấy mã này comment dùng âm 45. 45, 45. Lấy em rồi. Hết rồi. À nãy em chưa có thì lấy cho em một đi quần đùi. Rồi đây lấy cho Xuân Trang này. Xuân Trang ri này 45 ngàn này. Trời ơi hàng này đã lắm luôn á. Lấy đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xuân Trang. Không biết gì em đấy. Cái đó là cái gì vậy? Cái gì giờ nó đang lên dần dần. Đây còn một ly đại này. Hết rồi. Cái này còn ly đại này, ai ủng hộ luôn cho em nhá. Cái đại này là đùi cái đại nha mọi người nhá. Đại đây này. Lấy em một ly dài đi hả? Không có một ly dài nào luôn á Thắng. Tuần sau có. Tuần sau nó về cái ly dài. Đây. Đại, ai chưa lấy được cái này thì lấy giùm em. Được chưa? Nãy các bạn lấy nhiều rồi. Nãy có 1-2 bạn lấy được rồi đó. Rồi, ở đây này, ai lấy đại thì ủng hộ đại này luôn nhá. Đại này được sale với giá nhiêu nhỉ? Có 60 ngàn thôi mà hàng này là hàng rất là cao cấp. Hàng BM kit là cái chất liệu zin của nó là xuất sắc. Các bạn nhìn hàng zin này bên em nhá.
không so sánh được với dạng jean, mấy cái jean chợ là không bao giờ so sánh được luôn á. Có 60.000 một đi dạy. Ồ không, không, không có ghi lẻ sai à chị ạ? Để ngày mai em coi xem ở trên kia nó còn bao nhiêu ghi lẻ sai. Trời ơi đẹp lắm, mấy cái hàng này là có 60.000 là em nói là rẻ cực kỳ luôn á. Bé gái hả? Đại gái còn. Chị ơi tối qua em ngủ quên không thấy chị like Sơ Mi hả? Sơ Mi Hoa chị like rồi, Minh Hoa Ngô ơi. Để chờ chị xíu. Đại cho chị Thúy Trần này. Thôi. Vâng. Đại cho. Có chưa? Đại Thúy Trần có rồi hả? Đại cho bạn Thái Thị Thu Vân này. Thúy Trần có mã này rồi, mã này có rồi á, Thúy Trần có lấy thêm thì lấy nha. Chị Nguyễn Vân có chưa? Anh, chị Nguyễn Vân có chưa? Hả? Chị chưa hả, chị Nguyễn Vân? Mến Bùi. Còn này. Quyên Đặng. Này thì Thúy Trần có rồi, Thúy Trần ạ. Thằng Phạm. Rẻ ơi là rẻ luôn mọi người ơi. Hàng này rẻ lắm luôn á. Rồi hết. Ừ có rồi, yên tâm chị lấy chuẩn cho. Đại Minh Hoa Ngô. Ừ có đại lửng bằng thung là gì nhỉ? Chị Nguyễn Vân em có rồi ạ. À. Chị em lấy rồi chị ạ. Ờ, Khánh và Ngọc Nguyên lấy đúng không? Khánh Ngọc Nguyên. Khánh Ngọc Nguyên có chưa ba? Khánh Ngọc Nguyên. Rồi, còn một ly này nữa này, treo cho mọi người giá luôn này. Hàng này đại lê còn có ri, em nói là để không có tiếc. Em không có thương tiếc gì hết á. Đây. 50.000 luôn. Đại lê luôn. Minh Hoa Ngô có rồi. Đây nhá. Rồi 50.000. Ai lấy nhanh mã này comment giùm em. Cái này comment mã đúng cho em nhá. Cái mã này chả biết gọi là mã gì đâu. Không, 50.000 luôn. Nhí. Cái này là nhí. Nhí nha mọi người nha. Hàng này là em nói là còn rẻ hơn cả. Có dài hả? Dài không có gì ạ. Dài hết sạch luôn rồi. Dài thì chắc chắn là tuần sau có. Tại vì em đang làm việc với hàng. Em đang làm với bên Zaza. Nó chưa được cái giá tốt nhất nên đúng ra là tuần này có, nhưng mà cái giá như là mình có chưa làm được cái giá tốt nhất này, em chưa chịu. Để tuần sau đi, tuần sau nó hẹn tuần sau thì em sẽ lấy tuần sau cho mọi người nhé. Chị Nguyễn Vân 50. Nguyễn Vân 50, ok. Đại con trai Ngọc Anh Silver, đi cuối cùng. Đại con trai Ngọc Anh Silver nha em. Ừ. Còn ông ta. Cái này của khách rồi hả? Các bạn chờ em xíu nha. Em làm hết gì em bán rồi mọi người. Ai yêu thương thì có thể chui vào cái rác đó lấy được không? Băng, băng dài tay băng. Để đợi với không đó. Mà trong cái tiếp sâu á, tiếp sâu. Chị để hết ra đây cho bà. Để hết ra. Hết ra, xin nhận luôn rồi. Để dưới cho. Hết gì? Đây. Hết gì mọi người ạ? Còn đại gái cho em một ri hả? Đại gái nó chỉ còn đùi thôi. Nó còn đùi thôi gái ạ. À. Cổ trụ vừa like lên xong mọi người lại không ủng hộ. À. Rồi ai lấy mã này comment giùm em số 12 nha mọi người nhé. 12.
đó 50.000 luôn, 50.000, trời ơi đẹp lắm luôn á. Mấy cái này con mặc sướng lắm luôn, đẹp cực kỳ. Mấy cái jean này đẹp lắm nha mọi người ơi, đùi gái, đùi trai 12, màu bạc. Rồi màu bạc 12. Gì nhỉ, gọi là gì nhỉ, chỉ nó bay vào miệng luôn mọi người ạ, chui. Chị Vân này, rẻ ơi là rẻ luôn hết. Sao có một người ta, cái này là hàng lẻ size này hay là nguyên gì ta? Cái này là size này, hồi nãy chị nào chị dặn ta. À không không không, cái này không phải là lẻ size, cái này hàng của HA, hàng này gần như là size đại luôn rồi này. Nhí HA sale 55.000 này. Nhí HA nha mọi người nha, đây này. Nhí HA, lửng 55k, lửng các bạn ơi. Lửng nha, các bạn comment giùm em là lửng nha. Lửng hồng thắm, ok. Đẹp lắm luôn á. Này của hồng thắm này. Cái cột này mình thấy lửng hồng thắm rồi. V8 nha đây. Còn một cái dài này. Không chưa? Trời ơi dài mà còn lưng khung nữa. Hàng của HA luôn. Hàng này như búa bảy mấy phải không mọi người nhỉ? Bảy mấy hay sao em chả nhớ nữa. Nhưng mà xem mọi người đại 55 đi. Em lỗ chắc là khoảng tầm, có khi lỗ cả 100.000 một ri ấy, chứ không phải đơn giản đâu nha mọi người nha. Thật sự luôn. Rồi lấy đại đi, 55.000. Ai lấy nhanh thì được. Cái hàng này quá đẹp luôn, dài cho hồng thắm luôn này. À dài mến bùi. Dài mến bùi ok. Rồi cái này là cái gì đây? Cái này là cổ gái, các bạn nhìn thấy không? Cổ gái, nó là rách nhưng mà nó may lót rồi nên không sợ nha. Rách nhưng mà may lót rồi, nó may lót luôn rồi. Đó, cổ gái nha mọi người nha. Cái này là các mẹ mặc vừa luôn á. Cổ gái, thực sale đại nha mọi người, giá 45.000. Cổ gái sale đại 45.000 luôn. Đi tên này. Dài hồi nãy của bạn nào nhỉ em nhỉ? Hả? Dài của mến bùi. Mến bùi. Hồng thắm. Rồi. Nãy chị hỏi, chị ơi tức là em còn không biết là nó có ấy chị ạ. À. Em moi lên mà khổ lắm, đừng giận em. Cô chị Nguyễn Vân. Ý là em còn không biết là nằm ở trong cái góc này nó còn một góc được đi. Khổ thân ghê luôn. Mã này là một. Mã hàng gu xì đây này mọi người này. Nhớ cái hàng này không? Hàng này cũng vậy luôn, mắc như ma. Mấy cái hàng này là hàng siêu mắc nha mọi người. Còn ri à. Đây. Hàng này em nói là thực sự là nó rất mắc chứ không có đơn giản đâu nha. Xỉ của nó cũng 80 mấy 90 mấy đó. Quần chip đầy đủ luôn rồi, có quần chip đầy đủ luôn, quần trên váy như vậy luôn. Ai lấy mã này comment giùm em là chip. Chip nha mọi người nha. Sale năm hàng này bao nhiêu nha? Ừ 55.000, hàng này 60 mấy 000, 55. Chip. Em các chị dù. Trời ơi nhiều ai có chị Nguyễn Vân được 45. Rồi. 55.000, ai lấy chip mà comment chip giùm em mua gì hả? Ôi đẹp lắm luôn. Chip Thúy Trần này. Hàng này cao cấp lắm luôn á. Ai bán shop là nhận mấy cái hàng này về không mê thôi luôn á. 28. Còn bao nhiêu riêng? Em quét không còn một cái gì gọi là riêng trong nhà để em like cho các chị em rồi đó. Để tuần sau. Wow. Hàng Zaza. Nghiêm của nó bố hôm trước đi tới tận 80.000 nhớ không? Hàng Zaza quần đùi váy này. Riêng cái anh này thì khỏi chê, tuần sau sẽ có cái giá này về nhá. Tuần sau là sẽ có hãng này về này mọi người này. Hàng rất là cao cấp, có ri à. Có ri duy nhất thôi, quần đùi váy. Còn ri nhá. Sale cho mọi người đại 55.000 luôn á. Lỗ nặng luôn á. Cái này là lỗ nặng nha mọi người, em chắc chắn luôn á. Đây này em đi 75.000 này mọi người này. Lỗ kinh khủng, thuốc đùi váy cho lê mẫn.
Có 55 ngàn trả biết đi mấy, đi 6 hay sao? Cái hàng của Gia Gia này đi 6. Đây cái hàng này mình trả đông bố. Hàng Gia Gia này, chưa? Xuống đi. Hàng đang cao cấp quá trời luôn. Hàng Gia Gia cao cấp lắm rồi á. Xuống đi ba. Lấy ghế bắt lên. Theo xuống. Cái hàng nó đi váy rồi á. Cao cấp lắm luôn á. Ờ, đùi váy đầu tiên, à lên này. Đúng là của Gia Gia luôn này. Cùng với thương hiệu đó luôn nha mọi người nhá. Cùng mấy anh đó luôn á. Cùng mấy cái chất lượng jean đó luôn á. Các bạn nhìn mấy cái jean này là chất lượng tuyệt vời chưa? Đã vậy còn siêu nhân nhẹ nhẹ nữa để cho các bé nó mặc rất là chất lượng luôn. Ha, cái này là bút chì váy 55 ngàn luôn. Hàng này là thì nó cùng mấy cái dòng jean Diên Yến á, nó cùng với cái dòng yếm jean mà 99 ngàn đó mọi người, cùng cái hãng đó luôn á. Mấy cái jean này nhìn nó bụi lắm, nhìn nó chất lượng mà bụi cực kỳ luôn. Túi đồ đầy đủ hai bên này, túi này. Ôi bà ơi, bà đừng có đứng nó sập luôn. Thấy chưa? Đằng sau túi mổ, rồi ai lấy đùi váy cho mình, ai lấy bút chì cho mình bút chì. 55 ngàn. Đây này, em có cái mã này này, còn ít này, em sale cho các chị em sập sàn luôn. Trời ơi, cái hàng này cao lắm nha mọi người. Bút chì còn ri này. Cái chị ai đấy? Hả? Các bạn chấm chấm lên giùm em nhé. Mặc dù ví dụ như cái mã nào mà mình không lấy thì mình cứ chấm chấm lên giùm em để nó không bị gián đoạn live stream nhá. Rồi, các bạn có lấy cái này không ạ? Ô, cái này được lắm. Ủa, không phải. Mẹ ơi, nó là cái gì á My ơi? Không, mẹ lộn xộn rồi. Hả? Nó lại có một cái đó này, còn thêm mấy cái mớ này nữa. Khổ đẹp chưa? Cái này là xay đại luôn này. Xay đại mọi người. Cái này là đại ấy. Đại, đẹp chưa? Ý là nó là lộn xộn. Có một cái bút chì duy nhất thôi. Còn đâu là toàn bộ đều là cái quần đại này này. Thôi lẻ sai nhá, chốt lẻ sai đi mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đại. 55 luôn, hàng đại này quá đẹp luôn. Trời ơi, cái quần này về bán hệt luôn á. Đẹp lắm luôn á. Hết rồi, hết bút chì rồi, mini canh ơi. Đó, thủy ruby lộn xộn. Hàng này cao cấp lắm nha mọi người. Mấy cái jean này là đỉnh luôn á. Em nói là đỉnh luôn, 55 ngàn này. Thủy ruby ok, hình như là đi 6 rồi. 6 hay 7 nhỉ? 7 hả? Rồi. Lộn xộn hết rồi Hồ Thương. Còn ri này nữa này. Thế này các bạn hốt nhanh vào hàng chân váy của hàng Video Kit này cũng vậy luôn. Mấy cái dòng này anh bạn nào mà biết về nó là các bạn sẽ biết. Cái chất liệu jean của nó nhìn nó chất lắm. Nó bùi rồi nó tị sò lắm luôn. Mấy cái jean này mà các mẹ mặc lên mà nhìn con nó cảm giác nó sang hẳn luôn này. Đây. Váy. Váy xòe như vậy này. Đẹp chưa? 55 ngàn luôn. Nhá, sale cho các chị em về bán Tết. Hàng này về bán Tết là đỉnh nha mọi người. Hả? Trời ơi, cái jean này nó co giãn như kiểu dạng như là thung luôn ấy. Đó, rồi. Lido hôm nay làm gì có đâu. Hồng Thắm ơi, Lido hôm bữa cái lô kia chị Nhung sale hết rồi. Lido Hồng Thắm sale hết rồi. Rồi, ai lấy quần váy, con mần váy, chân váy. Chân váy quá đẹp luôn. Mấy cái jean hàng thương hiệu này các bạn biết rồi ha. Ta nói là đẹp tuyệt vời luôn mà con 55 ngàn. Lỗ 5k. Thề luôn, lỗ 5 ngàn. Em nhớ cái lô này em giá em nhập rồi. Em nhập vào đã là tận 60 ngàn. Em nhớ đó. Nhưng mà đi cho các bạn cho nó hết. Còn mấy ri trả đèn gì giữ. Mệt. Cái lô này em nhớ giá bởi vì do là cái lô này em kiểm. Nên em nhớ rồi. Chân váy cho Huỳnh Trúc Quyên. Hàng này xịn lắm nha mọi người. Đố bạn nào lấy được ở đâu giá được cái giá 55 ngàn cái hàng này. Em nói ở đâu bạn, các bạn mà kiếm được cái hàng này 55 ngàn các bạn đem về đây em hoàn tiền cho bạn người. Lê Mẫn, mà cái hàng này lô, cái hãng này nó không ít khi nào nó sell cho em, sell lắm. Nó mà sell nó kêu em một cái là em hốt về em ra cho các chị em thôi. Thủy Ruby. Lê Mẫn, Thủy Ruby mới Hồng Thắm. Cái này tại vì do là biết sao không? Nó còn ít thế là ông xã lại buồn. Hôm bữa ông sếp ông cho lên tận nóc nhà nên hôm giờ ngưng không like luôn á. Nên giờ này ghét đưa xuống live sale cho các bạn. Còn không?
đối với em rồi. Dạ, cho em ít ít thôi. Hàng này cao cấp lắm nha, các chị em nhìn hàng là biết rồi. Hồng thắm. Trời ơi, bán Tết là tuyệt vời luôn á, hàng này bán Tết là trúng tổ luôn. Ờ, lúc thì bao la, lúc không có cái gì nào. Nó nằm ở trên nóc nhà nhà em kìa mọi người. Khổ thân, hôm giờ còn không lôi ra bán á. Trời đất ơi, chị Quyên Đặng. Quyên Đặng Ngọc Anh Silver. Đấy. Trời, đây này, em nhập này. À, cái hàng này nhập 59 ngàn đây này. Đó, 59 ngàn đó. Em nhập vào nó còn bill, em còn nhớ mà cái lô này là em đích thân em về em kiểm này. Ngọc Anh Silver. Trời ơi, hôm bữa đại ca xếp xếp buồn cuồn, đại ca cho hết lên trên nóc luôn. Hôm giờ im luôn, không like luôn. Mini canh. Em mini canh, trời ơi, hàng này bán sót là tuyệt vời. Mini canh. Rồi, còn bạn nào nữa? Chị Phương Biên Hòa, còn không? Phương. Còn không? Chị Phương Biên Hòa. Rồi, Kiều Hoanh Đỗ, ai bán sóc là hốt hàng này về mà bán nha mọi người. Mấy người nó không biết cái hàng này, nhưng nó biết cái hàng này là nó hết đó. Còn không? Chị Bảo An Tạng. Hàng thương hiệu này là bé nó biết, suốt ngày nó dặn nếu có thương hiệu này là báo em mà. Lúc thì bao la, vậy sao lại báo chân váy chị là không lấy nữa? Giá chân váy. Là sao chị Quyên Đặng có chưa? Ơi, mini canh có rồi, mini canh ơi. Em nói là cái lô này nó nằm ở trên nóc, ông xã em cho lên trên nóc mà nó còn phải đóng thông bao nữa. Khổ thân, nên bởi vậy hôm giờ không like luôn, nó là nằm trên nó luôn, chết trên nó luôn đó. Trời ơi. Này, còn có ai thôi, còn Cori nữa, ai lấy ủng hộ luôn, chứ mất công em lại phải cho lên tận trên mái nhà luôn nữa, khổ luôn. Nha, rồi ai lấy mã này ủng hộ luôn cho em luôn, còn Ri này. Rất là xịn luôn, tuyệt vời, đẹp chưa? Rồi rồi này. Xin chào không? Cái này chân váy không? Dạ, Quyên Đặng, ok. Chân váy xòe, mặc yêu đi yêu lắm, hàng. Còn không? Cảm ơn chị Quyên, cảm ơn chị Quyên. Hàng này bán sót nhá, hàng sót xịn. Quyên Đặng. Hết. Gì? Rồi, ok, đúng rồi. Rồi. Rồi, tiếp tục qua lên tiếp đi. Qua lên tiếp đi, hàng khác đi đấy. Áo này hả? Áo này không? Áo này chưa lên. Trần Trâm thương Trần Trâm quá. Cảm ơn Trần Trâm ủng hộ Ri nhá. Ba. Chị khó trèo tiếp. Đại ca nhà em big size mà phải trèo lên tận nóc nhà lấy là biết rồi đó. Còn mã nào đúng không? Mã của nó là CV42 hả? Cái này là CV4242 hả? Nó còn có cái hoa hoa, nó là em nhớ là nó trong nó còn một mã hoa hoa hoa. Cho coi coi. Trần Trâm này. Cái này của Trần Trâm nha. Ba cho em một ri nữa ba. Xem ba ri nữa. Vậy là liên hai ri. Trần Trâm một, Tâm Thùy một. Nên liên hai. Đầm đồ bộ hả? Đầm đồ bộ chắc tối. Để em coi em hối mọi người coi xem bên kia nó xong không. Ba cứ cho xuống luôn đi để coi xem còn, nó còn một cái mã. Em nhớ là có một cái mã mà nó thêu hoa đẹp lắm luôn. Tâm Huy có, em lấy một ly. Ý hàng này bán sướng lắm, hàng này vải zin chất lượng cực kỳ. Ý là còn đây em Tâm Huy này. Tâm Huy có rồi phải không? 4242 rồi. Cái mã này 4242. Ba coi xem nó cái ri mà em nhớ là nó có bông không, bông theo theo đồ này kia xịn sò lắm. Đúng không? Còn không? Không, nó không phải đâu. Đây là hết rồi. Rồi. Này còn ri này. Đã. Cái
cái này là bộ đại mèo nha mọi người nhá, bộ đại mèo gái này, bộ đại mèo gái vải chính phẩm, vải xịn lắm luôn, miến chê, kiểu của nó là như thế này, áo phọc dài nha mọi người nhá, áo phọc dài cái kiểu ngô đen năm nay á, áo phọc dài và đi với quần ngố, đi với quần đùi ngố các bạn chưa biết chưa, cái quần mà ôm body á, rồi áo phọc dài, hàng này nghiêm của nó, bèo bọt cũng là bao nhiêu nhỉ? Bèo cũng là phải là sáu mấy bảy mấy nhá, bèo cũng là bảy mấy á, chứ không có ra sáu mấy đâu. Theo cho mọi người giá 50 ngàn, 50 hốt nhanh các tình yêu, 50 là giá lỗ, còn có ri để làm gì đúng không? Rồi 50 hốt đi các bạn ơi, vải đẹp lắm, đại, cái này là size 90 này, 50. Dù thường quá. Hàng này hàng chính phẩm đấy, mèo cho hồng thắm. Hàng này đẹp lắm, chất liệu vải tuyệt vời. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, hàng thắm. Còn bé, bé, vớ đại đi. Đây cho chị Quyên đặng. Hàng bán sắp xịn nhau rồi, em bao các bạn bán sắp luôn á. Ừ. Còn không? Cái này là nhí. Hả? Nhí, có nhí luôn mọi người ơi. Nhí theo mọi người giá 46 ngàn. Đây, lê mẫn. Lê mẫn, ok. Còn đại không bé? Trời ơi, có những lô hàng nó chất luôn. Đau đầu ghê không? Được cái mấy đứa nó gọn, nó dọn nhà nó rất là gọn gàng, nó có cái lô nào nó cho lên tận nóc luôn. Tức là lai lần thôi, khỏi lần lai lần thứ hai mọi người, rất là gọn gàng luôn. Từ đã. Nhí không à? Còn nhí các bạn hốt nhí đi, nhí mà cưng lắm. Em ơi, em phải đứng sát luôn, đứng sát. Hả? Cái này là nhí rồi. 4 cây nhí. Còn không? Hết nhí rồi đúng không? Vậy thôi, được rồi, bé xuống đi. Còn nhí không? À, còn đại không? Cần châm hết lại rồi em ạ. Khi nó còn đại không? Trên đó còn đại không bé? Hết đại phải không? Rồi, hết đại nha, cần châm nha. Còn nhí thôi. Rồi em mở nhí cho mọi người xem. Xinh cực kỳ xinh luôn. Bộ này đẹp lắm. Đẹp lắm luôn. Gọi là nhí nhưng mà form rất là to nha. Tại vì hàng đó là hàng cao cấp. Hàng của Coca Kid. Hàng vải chính phẩm luôn. Thấy không? Có 46 ngàn. Trời ơi, cái bộ đồ đẹp xịn sò luôn. Gọi nó là xịn sò luôn á. Túi đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Vải cao cấp. Vải cao cấp theo đồ này kia đẹp lắm. Rồi ai lấy nhí cho mình nhí. Đúng rồi Mẫn ơi, hàng này đẹp lắm nha Mẫn. Còn màu nào nữa không bé? Lê Mẫn này. Đâu? Đưa xuống chị. Rồi ai lấy nhí trắng nữa, comment nhí trắng giùm em nhá. Rồi còn ri nhí vàng. Chị Phương bên Hòa. Hàng này là siêu cao cấp nha mọi người, vải chính phẩm luôn á. Ai lấy luôn 46 nữa, comment giùm em nhá. 46 ngàn nhí. Nhí 46 ngàn là rất là rẻ luôn á. Cực kỳ rẻ. Rồi ai lấy vàng, comment vàng này. Vàng nhí này mọi người này. Thấy không? Lưng may này, thung may này. Rồi ai lấy vàng thì comment vàng giúp em, ai lấy vàng thì comment vàng nhá. Vàng nhá. Chất liệu vải đẹp cực kỳ luôn, em nói là tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời luôn. Bạn nào lấy vàng thì comment vàng. Một ring vàng duy nhất hả bé? Trên đó có vàng bé. Hết vàng. Có một ring vàng thôi. Ai lấy vàng thì có mần vàng luôn. Một ri vàng vàng nhí và một ri vàng đại luôn. Một nhí một đại nha mọi người. Nhí vàng.
Thu Hà Trần, Thu Hằng Nguyễn chứ. Rồi ai lấy đại thì có bạn đại này. Đại, còn hồ nào nữa? Nhí cho chị Phương Biên Hòa. Đại Ngọc Anh Silver. Còn không? Rồi còn một màu bơ, bơ nhí. Màu bơ nhí nha mọi người ơi, bơ đẹp lắm. Trời ơi đẹp chưa? Bơ, ai lấy bơ thì comment bơ giùm em nha. Cái lưng khung các bạn nhìn may chất lượng không? Nhìn là biết là hàng nó may kỹ, may xuất sắc rồi. Từng kim mũi chỉ phải nói là tuyệt vời luôn á. Rồi ai lấy bơ thì comment bơ. Có bơ nhí ở đại luôn này Lê Mẫn. Có lấy cặp luôn không? Đại vàng hết rồi. Rồi bơ đại luôn nha. Đại cho Liên. Hết rồi. Đó. Đại. Cho chị hết xuống đây. Em còn đại. Ok em còn đại. Rồi em lấy nhí đúng không? Ok. Tức là lên bắn lấy nhí không lấy đại. Chị biết rồi. Rồi chị Phương đại. Bơ nhí hết rồi Ni ạ. Còn nhí trắng đó. Còn nhí trắng với nhí hồng nè. Này nhí hồng phấn này. Nhí hồng phấn, vải đẹp lắm nha các chị em. Chị Quyên Đặng không lấy đại vừa rồi nha em. Chị Quyên Đặng là màu nào bé? Không. Hả? Ừ. Nhí hồng cho Ngọc Anh Sư vờ. Hàng cao cấp lắm các chị em nha. Đấy cái nhí trắng này bạn nào lấy? Ấy đại trắng này ai lấy nhỉ? Nãy thiếu một thấy thiếu mấy bạn luôn á. Rồi. Còn bơ đại thôi mọi người nha, còn bơ đại thôi. Ủa em viết cho Tiên chưa? Liên chưa? Mới còn nhí hồng. Còn nhí hồng, nhí hồng. Nhí hồng chị Phương. Rồi, còn bơ đại. Còn sen. Sen còn màu nào? Sen. Còn một ri sen nha mọi người nha. Còn một ri sen. Sen nhí. Còn sen đại không? Sen đại luôn. Đẹp lắm luôn. Mấy cái hàng này là tuyệt vời. Rồi. Sen nhí, sen đại nha mọi người nha. Sen nhí và sen đại. Sen nhí và sen đại. Các bạn lấy sen đi. Các bạn lấy sen đi. Đẹp lắm. Để em mở mọi người xem hàng này. Thấy chưa? Sen tuyệt vời luôn, em nói là hàng sen đẹp lắm luôn. Sen đại Trần Trâm. Ai lấy sen nhí các bạn sen nhí, ai lấy sen đại các bạn sen đại nhá. Ủa sen đại có riêng Trần Trâm. Còn sen đại không? Hả? Nhí không mọi người ơi, hết đại rồi à đây. Cho chị Thu Hằng Nguyễn. Ừ. Đại đi mấy vậy? Nhí 8. Chị Phương Biên Hòa. Phương Biên Hòa nhí. Thằng Phạm nhí. Còn không? Còn gì nữa đấy? Còn một ri nhí nữa mọi người nha. Còn một ri nhí nữa thôi. Ôi trời hận mấy đứa nhỏ luôn. Không biết sao nó cho những cái hàng này của chị lên tận trên nóc quá trời. Mọi người nhìn này. Mấy cái hàng này không có để bán đây này. Mà nó cho lên tận nhóc luôn này. Được mấy đi?
té một ri hả? À, một ri thì được. Cái bét bo dài, bét ba dài nha mọi người nhá. Sale mọi người ra 6-7 ngàn này. Rồi ai lấy bét ba dài, comment bét ba. Sen đại hết rồi chị ạ, nó còn sen nhí thôi. Rồi ai lấy heo bét ba, comment heo bét ba nha. Sen đại rồi không? Sen đại cho chị Phương Biên Hòa. Lê Mẫn 67 ngàn. Thấy hàng này đã lắm, vải đẹp lắm. Phi 767 còn không? Còn cái gì trên đó đặt? Thôi là xuống hết rồi chị đi. Một lần cực, một lần mấy? Đây, cái hồng hồng là cái gì đây? Thôi, đi hồng cồ, sắp tới đây. Hàng này hôm bữa đi nghiêm của nó là 77 ngàn. 7 ngàn đi 6, thấy chưa? 77 ngàn đi 6 là các bạn biết là vải nó đẹp như thế nào cho mọi người nhé. 77 ngàn còn một đi đại này. Xeo có 55 ngàn à. 55 ngàn. Giả man luôn á. Đây nhá, 55 ngàn hàng xây đại. Áo ngố như vậy này. Áo ngố mà đi á, cái áo phọc dài, form to, áo phọc dài đi với quần ngố, quần thun ngố, mấy cái quần này mặc xuống lắm. Thấy chưa? Rồi, ai lấy đại cho mình đại. Hả? Cái gì? Sen nhí. Sen nhí ai? Liên. Cái nào sen đại nhí nè? Đây. Đến Liên. Cô Thái. Có 55 ngàn một cái áo bộ như vậy, quá rẻ luôn á. Trời ơi. Rẻ hơn cả hai mấy ngàn một bộ đồ, quá lời luôn, em nói là quá lợi luôn á. Ừ. 55 nến mùi. Này ngày hôm qua có nhiều bạn lấy được rồi. Năm. Rồi. Ừ, còn một cái phấn. Phấn này đẹp này mọi người này. Phấn đẹp lắm. Tại vì cứ nhét này các bạn nhìn thấy nó thê thảm nhưng mà thực rất vải đẹp lắm, mặc đã lắm luôn. Rồi ai lấy phấn thì comment phấn, thấy chưa? Phấn nha mọi người nha, ai lấy phấn thì comment phấn giúp em, ai lấy phấn thì comment phấn nha. Cái hàng này mặc đã lắm, phối đồ này kia, vải mịn màng rồi kia, mặc con mặc xuống lắm. Giá 77 mà giờ treo có 55 là biết rồi. Chị Phương không có xem lại không? Chị Phương á? Có Phương, chị Phương ơi, có nhí đại đúng không? Phấn cho Quỳnh Anh, cảm ơn Quỳnh Anh rất là nhiều. Còn phấn không? Còn phấn không bé? Phấn cho Thủy Ruby luôn. Quỳnh Anh và Thủy Ruby, ok. Còn phấn không bé? Hàng xe đại bé gái còn không bé, cái hàng này còn không? Thế hả? Có một cặp vest này, một set thiết kế nha mọi người nha, một hàng thiết kế, một set thiết kế con voi rồi đi với cái chân váy gì đấy này. Nhớ cái hàng này không các bạn, cưng ớt là cưng luôn này. Thấy không? Có túi đồ này kia, nó là quần nha chứ không phải là váy đâu. Nó là quần. Đại sen em có không? Trần Trân có đại sen không? Áo này. Tết ha. Xeo cho các bạn giá nhiều nhỏ quên rồi. Này là 55 á, xeo 6. Xeo 49 ngàn. Mệt, chả giữ làm gì đâu. Chị Nhung không có khái niệm giữ hàng đâu. Nên xeo cho các bạn hết luôn. Rồi, à, cái này của Hồng Trần. Hồng Thắm hả? Ừ. Không ở trên đó tiếp đi. Thở không nổi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, 49 ngàn cho Hồng Thắm.
cao cấp lắm nha Hồng Thắm ơi. Rồi xong. Còn hai ri này, cái ri này thì ưu tiên cho những bạn nào mà ở hàng khu nha. Tại vì đầm đi với xếp này các bạn nhìn này, tay nó phối này, thấy chưa, đầm nha. Cái này là không phải đơn giản, nhìn đừng có tưởng như vậy là đơn giản nha. Hàng của BB, hàng BB Kit á, hàng rất là cao cấp. Rồi đi với yếm ren siêu cưng luôn. Cái này mặc yếm ren ở ngoài, tức là nó thành một cái set như thế này này, đáng yêu lắm luôn á. Em thật sự luôn, nếu mà em có con gái em sẽ cho con mặc những cái set như kiểu vậy nha mọi người. Nó tây, nhìn nó sang và nó tây cực kỳ. Rồi ai lấy yếm, ai lấy set yếm, con mặc set yếm. Hàng này hàng thu mà xem nhiêu nhỏ bé nhỉ. Cái hàng này của nó cũng là 8 9x nha mọi người, 8x 9x luôn á, mà xem cho mọi người giá rất 50 luôn cho rồi. 50 nhá, 50 đấy. Trời ơi, vừa một cái đầm rồi, xong rồi vừa thêm một cái set ren nữa, mà có 50 ngàn là bao rẻ luôn á. Rồi ai nhỉ? Set thu này, thu cho chị nhỉ, Thủy Ruby này. Rồi có một đại nữa này, đại mặc chất lắm luôn. Mấy bé mà lớn mặc cái này xong rồi đi chơi tiệc nữa, trời ơi hết sảy luôn. Mặc tiệc hơi bị, ai lấy đại thì có mình đại hết rồi. Hết đại. Hết nhí rồi, có một ri thôi. Rồi. Một ri xanh lá này hả? Đại cho Hồng Thắm này. Đại 59, Hồng Thắm. Hàng này giá của nó là tới tận 100 á. Rồi. Rồi, cái này là nhí này, nhí xanh này, ai lấy nhí xanh, comment nhí xanh hết rồi chị Phương không? Mấy cái hàng này đẹp lắm, hàng này là chất liệu vải của nó là tuyệt vời, nhìn đường kim mũi chỉ là biết rồi, đúng chưa? Con mặc lên xong rồi đi, trời ơi mặc cái này đi tiệc cũng đẹp mà tây nữa, khỏi cần mặc đầm công chúa, một cái set như thế này mặc đi tiệc nữa, đúng không? Cưng lắm, rồi, nha, mặc cái này ở ngoài, Trần Trâm đâu có đâu, em lấy xanh này không? Trần Trâm lấy xanh nha, thì lấy cho em xanh này, đại xanh này nhìn nó sang này. Rồi, đại xanh cho Trần Trâm. Rồi, ai lấy nhí xanh, comment nhí xanh, đẹp nhỉ. Xanh cho Lê Mẫn. Mấy cái hàng này đã lắm, hàng đẹp ơi là đẹp luôn. Vải cao cấp lắm luôn á. Rồi, đại xanh cho Trần Trâm, hết. Hết luôn. Rồi, xong. Cái này là cái gì vậy? Ủa, cái này là cái gì vậy? Lên đi. Ra lên chưa? Hôm qua lên rồi. Đây nè. Có cái áo này. Không lấy đại xanh cho Lê Mẫn luôn. Rồi đại xanh cho Lê Mẫn luôn. Cho mua lấy gì? Alo. Em lên xét này cho mọi người nha, hàng thiết kế này nha. Alo. Ai đấy? Hàng thiết kế này các bạn ơi, ai chưa lấy được thì hút cái hàng này về mà bán này. Qua đi nhiêu? Sell nhiêu vậy? Cái set này đẹp lắm luôn. Ừ, ok, Trần Trân chị lấy rồi. Mọi người đây này. Không đẹp không ăn tiền của các chị em luôn á. Trời ơi, nó cứng. Mà cái này nó mềm lắm luôn đấy. Bánh bèo nhưng mà lại sang nha mọi người nha. Bánh bèo nhưng mà lại sang. Cưng chưa? Cưng chưa? Cưng chưa? Xếp ly nha.
mà các đố bạn nào biết cái giá nó lại bèo đến mức độ nào. Đi với quần, quần váy, quần kaki có cái nơ rất là xinh, có cái nơ rất là xinh. Mặc như vậy thì em hỏi các bạn là có một set mà có là gọi là siêu phẩm. Em ước em có cái móc đây, em móc cho bạn xem luôn á. Em móc cho các chị em xem. Trời ơi các bé nó mặc đi đám cưới, đi tiệc, đi đồ này kia xịn sò luôn. Ha, à, set cam này giá rất là bèo bọt, bao nhiêu nhỉ bé nhỉ? Bao nhiêu? Hả? Set set dập ly. Có 49 ngàn thôi hả? 49 ngàn. Chị Phương. Hả? Chị Phương ngày hôm qua có rồi chị Phương ơi. Đúng không? Chị Phương ngày hôm qua chị Phương lấy cái hàng này rồi á, chị Phương không nhớ hả? Bé nó kêu kìa. À, ngày hôm qua cái này các bạn lấy nhiều lắm rồi. Dập ly rồi, ok Lê Mẫn. Dạ, cái hàng này các bạn lấy nhiều, ngày hôm qua lấy nhiều lắm luôn rồi. Rồi. Thì cái này không có nhí phải không? Không có đại. Quyên đại. Không có đại. Bảo An Tạng mặc rất là cưng nha. Trời ơi, các bé mặc đi học mầm non mà mặc mấy cái này vô nhìn không yêu mới lạ luôn á. Bảo An Tạng ok, không có đại em ạ. Tiên Đặng Bảo An Tạng ok. Hồng Thắm ơi không có đại em ạ. Nhưng mà cái này mặc nhí nó mới xinh. Mấy cái cô gái mà dài như bông bông tròn tròn á, không có đại chị ạ. Cái này nó không có làm đại, cái này chỉ có nhí thôi, chị Hải Yến thôi. Nó chỉ có nhí thôi. Ai ủng hộ luôn cho em hết luôn nha. Rồi. Ai lấy nhí thì comment nhí giùm em, ai lấy nhí comment nhí giùm em luôn. Nhí này 49.000. Đấy, còn hai ri nữa là hết làng luôn á, còn đúng hai ri nha mọi người nha. Rồi tiếp tục qua mã, còn ít quần chip này sale cho các bạn luôn. Vâng em lấy rồi chị ạ. Nó cưng quá, mặc nhìn nó ghét, mặc cái đó nhìn ghét lắm, mấy cô gái mặc nhìn ghét lắm. Cho chị Lưu Hải Yến một nhí, còn ri nữa nha mọi người nha. Rồi, ở đây còn mới quần chip này. Quần chip này cho em sale cho các chị em giá bèo bọt luôn nha các bạn, để các bạn đi cho hết nha. Nhưng mà em nói trước là nó còn size nhí không à. Nó còn size nhí, size 100, 101, 102 gì đó, đại loại là như vậy. Nó rơi tầm khoảng 20kg đổ xuống thôi nhá. Nó còn rơi 20kg đổ xuống thôi. Nhí cho mini canh một cam á, đúng không? Mini canh cưng lắm nha, mini canh. Mini canh. Rồi cái chip này này, một lỗ của nó hình như là còn có 30 mấy ngàn, mấy cái thôi, 30 cái hả, 36 cái, một lỗ là 36 cái. Em sell thực sự mấy cái chip này rất là mắc, lấy hết em nhé. Hả, mi lấy bao nhiêu cái chị sell cho 9.000 đấy, chị sell cho 9.000 một cái đó, là chị lỗ 1.000 một cái nha mọi người. Thực sự hàng này không có cái giá 9.000 đâu, không bao giờ có giá 9.000, mà bây giờ nó còn có nhiều đây à, nên sell hết cho bạn luôn. 9.000, cứ đếm cái lên mà tính tiền, được chưa? 9.000 một cái, ai lấy bao nhiêu cái tùy. Đây nó có tất cả bao nhiêu đây hả? Rồi hết rồi đúng không? Chip rất đẹp, chip cực kỳ xịn sò luôn. Ở ngoài bình thường là người ta sẽ lấy rơi tầm khoảng chừng là 16, 17 ngàn, mà đây chị đi cho các bạn chỉ có 9 ngàn thôi, 9 ngàn. Rồi, 1, 2, chả biết bao nhiêu lỗ đây nữa. Ồ, tôi đếm đi cho bạn đi. 1, 2, 3, 4 này, 5, 6 này, 7, 8 này. Tất cả có nhiêu đây hả? Đếm, đếm môi ra trong đó còn không? Hết sạch luôn. Coi còn nhiều cái để cho em trên cái 100 cái cũng được à. Rồi thì đếm cho em 100 cái trước này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này. Ê, cái này
hai cái à. Để chị đếm cho. Cái này hai cái, bốn cái. Này, cái mình ra mình hoạt động cái nội bộ cái hàng này đi. Một, đi chị một, hai, ba, bốn, năm, sáu, giá. Tâm thủy, sáu, sáu nhân cho 12 là ra nhiêu bố? 72. Đây, một lỗ này là 12 cái nè. Một cái bọc như vậy là 12 cái. Em lấy cho bạn nó là tất cả là 10. 1 2. Đúng rồi, 6 cái. Qua từ. 1 2. Không. Cái chip này ngày mai chia ta hận đời luôn. Tại vì chị thấy có cái 4, có cái 8. Chị không biết nó đây này nó có tất cả như đây đâu mi ạ. Thôi đừng chở chị Nhung nhá, con mẹ này nó bán vào ngày mai đến lại chị Nhung rồi cho chuẩn chứ mất công. Còn có tất cả như đây à, chị Tân Thủy đã lấy hết luôn. Thì Tân Thủy lấy hết luôn đây này, khổ thân, để bữa sau chị mới cho. Còn bao bên kia nữa mà kia còn đâu. Còn 120 thôi, là ngày mai chia cho các bạn. Ok, vậy thì em cứ nhập cho các bạn đi, rồi xong ngày mai thì Nhung soạn cho kỹ nhá. Chip lấy bao nhiêu để em hết đi. Để em hết đếm sau đi. Đếm sau đi chứ giờ này đếm công không chuẩn. Rồi Tâm Thùy nè, để chị Nhung lấy cho. Vậy thì bới trong cái góc kia vẫn còn mớ quần chip nữa, y như vậy luôn. Còn mấy trăm? Hình Trúc Quyên lấy 20 cái, 50 cái. Bây giờ các bạn lấy bao nhiêu cái, ngày mai chị Nhung đếm số lượng đúng chuẩn cho các bạn luôn. Hình Trúc Quyên 50 cái, Thủy Ruby 20 cái. Rồi, chip là bán quanh năm suốt tháng nha mọi người, mà giá có 9.000 là bao rẻ luôn á. Chị Hằng Phạm lấy bao nhiêu cái chị Hằng Phạm ơi? Rồi Thủy Ruby là lấy 20 cái. Ok, chị Bảo An Tà lấy cho chị 50 cái đi. Trần Trâm lấy bao nhiêu cái Trần Trâm? Anh ai anh nói là còn mấy trăm cái. Phát thì đúng rồi, giờ hỏi sao chốt gì mà lắm. Trần Trâm sai nhỏ lắm, sao Trần Trâm lấy được? Con lớn rồi. Ủa Trần Trâm có phải mua về cho con đâu? Trần Trâm mua cho con hả? Anh Thái kêu con lớn rồi mà mua. Mua về để bán mà. Rồi, ok, thôi được rồi. Tâm Thùy em nói là còn 200 cái. Nói chung là ngày mai còn bao nhiêu cái thì em lấy cho mọi người nhá. Rồi, em lên mấy cái hàng này. Bé ghi lại chị với. Chíp chíp, Khánh Ngọc Nguyên ơi. Chị Khánh Ngọc Nguyên, 20 cái, 20. Rồi, bé ghi vào sổ đi bé, chứ ngày mai mới tự xử á. Ngày mai còn em lấy cho mọi người nhá. Nó size nó hơi nhỏ nhưng mà nó rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Mà giá 9.000 em đảm bảo luôn. Vậy chứ mà em nói mấy cái size nhỏ này em bán lẻ thì em lại chạy hơn size đi lại. Chạy hơn bởi vì các bé say đại thì có thể mặc được chip tam giác rồi. Còn những cái bé này là mặc thay quần đùi. Thay quần đùi luôn, các bé nhiều khi ngủ mặc mỗi cái quần chip thôi là xong. Chip đã vậy, chip xịn lắm, chip xịn lắm. Đầm, ha, đầm rất là xịn sò luôn. Nhớ cái đầm này năm ngoái đi 49.000 không các chị em? Năm ngoái đi sale 49.000, sale mọi người giá 35.000. Ai lấy hồng này nhá, 35.000, 35.000. 35.000 nha mọi người nhá. Rồi, ai lấy comment giùm em 35.000. Bé ghi được chưa? Hả? Rồi vẫn còn 20 cái, vẫn còn. Để ngày mai em còn em kiếm cho. Rồi hồng thắm ok này, 35.000 đi 8 này. Dạ, đây. Rồi ai lấy đầm sen thì comment đầm sen luôn này. Trời ơi mấy cái hàng này vải đã lắm. Đây đầm sen. Nó là xẻ tà nha, body nha. Nhét thì hơi nhanh thôi nhưng mà vải rất là cao cấp nên cứ yên tâm. Rồi cho chị Hồng Phương luôn. Không chưa bé? Hồng thắm với chị Phương. Còn không đây? Đầm Fendi, Hồng Thắm với chị Phương Liên Hòa hết. Trúc Quyên hết, Ngọc Anh Silver hết. Ở đâu ra nó còn lòi ra cái gì này nữa. Cái gì này là từ 8 đối rồi. Trễn hả? Cái gì mà để ở trên là y rằng nó là thành. Đi 8 ra 35 có 2 đi thôi. Hết sạch luôn du ạ. Đây, cái này là bộ hàng Play. Bé trai, hàng xe đại nha mọi người nhá. Hàng xe đại, đây là size nhỏ nhất. Được chưa? Hàng xe đại, size nhỏ nhất. Hàng Play luôn. Cực kỳ xịn sò luôn, sale cho mọi người giá 55.000. 55.000, hàng này lỗ chắc luôn. Lỗ 5.000 cái. Đi 5 đến 7.000 luôn á. Chip phải không chị Nhân?
quần, nó là quần chip. Nó là quần chip, nó mới xịn, nó quần chip chứ ai dễ xí tâm giác đâu. Nó là quần. Bộ chai cho thủy ruby. Rồi còn một đi bộ đại cổ. Bộ đại bé trai, cái hàng này là hàng xưởng lên nhá. Bộ đại bé trai hàng xưởng lên này. Thấy chưa? Bộ đại bé trai hàng xưởng lên sale mọi người giá 47 này. Cái hàng này người ta đi giá bèo nhất cũng phải là 59 ngàn cho mọi người. Chứ không đừng có nghĩ em đang sale lỗ đấy, nên các chị em hốt về đi. Bộ đại bé trai 47 ngàn. Trời ơi, vải xí nghiệp. Đấy, thấy chưa? Về bán rất là xuống. Mấy cái hàng này về bán đã lắm luôn á. Quá rẻ luôn, 47 ngàn. Ai lấy vàng thì comment vàng. Đây, hàng Blay là Rinam nha bé. 47 cho Trúc Quyên này. 47 cho Trúc Quyên là Ri 7 nha. Đây nè. Tâm Thùy. Cô gái Tâm Thùy. Ok vậy chị để em hết luôn đi. 3 cái, 300 cái trở lại. Còn đâu. Thôi chia cho mỗi bạn một ít bé. Cô đại nằm đâu? Các bạn chịu chờ xíu, chờ xíu. Chờ xíu. Ở đó đó, ở đó. Nằm đâu? Chị đâu có biết đâu. Ê, lên hết cái quần ra cái thì nhung lại đi. Đây này mọi người ơi, cái hàng này còn đâu? Hàng này đẹp lắm luôn á, xịn cực kỳ mà đâu hết rồi. Cái này đại cao cấp nha mọi người ơi. Đại cao cấp, hàng siêu cao cấp luôn á. Hàng này là đại siêu cao cấp nha mọi người nha. Cái này của khách rồi. Rồi, rồi. Anh tốt như vậy là biết ngay rồi rồi. Đây, hàng siêu cao cấp nha mọi người ơi. Giá này 79 ngàn, 80 mấy nhỉ? À, 85 ngàn. Hàng siêu cao cấp, đúng rồi. Em đừng có moi, trên đó của khách rồi đó. May đẹp lắm luôn, hàng này là hàng siêu cao cấp luôn á. Rồi ai lấy comment giùm em là đại. Còn ri đại vàng duy nhất thôi. Còn một ri đại vàng duy nhất nha mọi người nha. Một ri đại vàng duy nhất. À mọi người ơi, em hỏi thật mọi người này. Đại vàng duy nhất. Chồng lên nhập máy cho em đi. Đại vàng duy nhất. Đại vàng duy nhất nha mọi người nha. Rồi ai lấy đại vàng thì comment đại vàng. Hàng siêu cao cấp giá 85 ngàn. À đây này, có mới hàng này để sale cho mọi người này. Để đưa tay chị Nhung đó đi. Đưa hết mấy cái hàng Adidas ra đồ xuống chị Nhung đi, sale hết. Đây, nhớ hàng này không? Để vùng lấy được rồi. Nhớ hàng này không các chị em? Hàng đại cổ, hàng đại nè. Hàng đại nhưng mà không phải là hàng cổ, nhưng mà form nó to. Hàng này nghiêm của nó là 90 mấy ngàn nha. Không so sánh hàng hàng Avo Kit như này. Avo Kit nhớ không? May cổ trụ này, ai hốt được chúng hàng này là đúng đỉnh luôn. Bạn nào sạc ai đã sở hữu cái vải này rồi biết này. Vải cao cấp lắm luôn. Cao cấp cực kỳ nha. Sale mọi người giá hàng 9 mấy ngàn, sale 65 ngàn. 65 ngàn, hốt đi. Còn có ri à, chả để làm gì. Quần này, có đẹp chưa? Đẹp chưa, 65 ngàn. Hàng này hàng cao cấp nha. Hàng phong to lắm, 5 mấy ký. Hàng này phải tới tận 5 mấy ký luôn á. Năm mấy ký luôn đó mọi người, hàng này là hàng đỉnh của đỉnh luôn. Rồi ai lấy cam thì comment cam cho em nhá. Cổ này đẹp lắm nha mọi người, chất liệu vải. Ủa sao mà giờ này? Hả? Hả? À? Liên hả? Rồi liên luôn. Nè Liên ơi, còn bơ này có lấy bơ luôn không Liên ơi? Y như vậy luôn mà có bơ này. Có hai thì à? Liên. Nè, còn bơ này. Em bị văng ra đúng không? Chị Nhung cũng bị văng đây. Đấy, chị bảo anh Tạ ơi có lấy bơ không? Bơ không mọi người? Bơ này. Còn ri bơ này có 65 ngàn là rẻ lắm nha mọi người. Em đảm bảo luôn á. Buôn không có được cái giá này đâu. Người ta đi buôn cũng đã là 82 ngàn rồi. Đi buôn nha mọi người là 82 ngàn rồi đó. Chứ không có cái giá này đâu. Em nói nghiêm túc đấy. Nên hốt về mà bán. Buôn 82 là xỉ, toàn là 9X không à. Mến Bùi hả? Nãy Mến Bùi có đại vàng không bé? Em đã nói vậy. Bơ cho Kim Phương Chu là ai?
Cô Thái. Bộ xanh trước đó chị. Ơ, bộ xanh trước đó thì. Bơ ra lên luôn. Ê, khoan tờ chị đang hỏi này, Kim Phương Chu là khách khách của chị Nhung là khách cũ đúng không? Ở Facebook là gì nhỉ? Trước giờ lấy hàng bên chị Nhung là khách mà là Facebook là gì? Đại luôn này. Hằng Nguyễn hả? Em, ngày qua giờ có Hằng Nguyễn không? Có Hằng Phạm. Hằng Phạm mà em bên Hằng Nguyễn. Hằng Nguyễn, Hằng Nguyễn, Hằng Nguyễn là ai đây? Em xỉ bên Thu Hằng Nguyễn, trời đất ơi. Vậy là chị nhập đơn chung với Thu Hằng Nguyễn luôn hả? Khổ, em làm chị không biết. Rồi cái hàng này Adidas 8. Hàng này là ba lỗ mọi người ạ. Hàng phát xịn luôn. Hàng này là quá xịn luôn chứ không phải là xịn thường nữa nhá. Hàng rất là xịn sò. Đây. Thấy chưa? Thấy không? Mà sale cho các chị em giá này. À tức là của Thu Hằng Nguyễn. Sale cho mọi người giá 52.000. À cái này hàng đại hả? Quên. Thử từng ý. Cái này đại đi ơi. Adidas đại 55.000. Bên em á, ừ ok, 55.000, 55.000 nhá. Đại mà đi 55.000 là rẻ như không thể nào rẻ hơn nổi đâu. Rồi ai lấy vải chính phẩm luôn á. Chị Bảo An Tà, cảm ơn chị. 55.000 rất rẻ luôn. Năm nha bé, Bảo An Tà. Rồi, nhí y như vậy luôn. Nhí sale mọi người giá 45.000 luôn đi. Rồi ai lấy nhí thì comment nhí for free à, không để làm gì hết. Nhí, nhí, ai lấy nhí comment nhí. Trần Trâm A, ok, Trần Trâm Đại này. Trần Trâm Đại 55 nha. 5. Rồi ai lấy nhí thì comment nhí nha. Xám là lên mặt em. Chị nhớ là cái này còn 2 bari đấy. Nằm trong cái lát đó, tao xem cái này. Nhí cho chị Phương này. 45.000 cho chị Phương. Nhí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nhí chị Phương 45. Đại là 55. Rồi cái Adidas này là đỉnh. Ê bé, cái này là cái gì đây? Sao lại vẫn còn? Như đây. Để đây, chị lát đi lên. Để đây, để đây. Hết sạch luôn. Rồi cái Adidas cam này ai ai nhận rồi là biết rồi này. Bộ dài đây gái dài tay lên luôn. Ok lên luôn. Có đó. Đẹp chưa? Ôi nó đã gì mà nó đã cái vải nó đẹp gì mà nó đẹp. Các bạn nhìn lưng thun nó may này. Xịn cực kỳ luôn. Adidas cam. Ai lấy cam comment cam, cái này trai gái đều mặc được nha mọi người nha. Rồi ai lấy cam thì comment cam. Cái hàng này 49 bây giờ sale mọi người giá 47.000 này. Nghiêm của nó cũng toàn là 6 mấy không á chứ không có giá rẻ đâu nha. Nghiêm này mắc lắm nha mọi người. Này là mình đang đi giá sale nha. Ai mà chuyên chạy hàng nghiêm thì các bạn sẽ biết là cái giá này trên trời không á. Rồi ai lấy comment giùm em. Cam. Có cam này có cam nhí và cam đại luôn. Nhá, sale 57 và 47 nha mọi người nhá. Đại là 457 luôn. Rồi ai lấy nhí cam, comment cam. Quá đẹp luôn á, có đại luôn nha mọi người nha. Hàng này có đại luôn, cái này có đại luôn này. Cam đại cho chị Bảo An Tạng. Một cam. 6 cho Bảo An Tạng. Ừ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Có nhí nữa này, có nhí có đại, ai lấy đại thì có mình đại nhá. Đây này, giá nghiêm của nó là 86.000, em không nói xa đâu. 86.000 vẫn còn giá ở đây này. 86.000 đó, đi nghiêm của nó đó. Lê Mẫn đại luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Lê Mẫn đại. Còn một ly nhí này, ai ủng hộ luôn đi. Hàng cao cấp lắm luôn á, nha. Rồi ai lấy nhí thì có mình nhí luôn cho hết luôn á. Hết luôn nha. Còn ri cuối cùng, ai lấy nhí có mình nhí. Đằng đằng cái này gì vậy? Áo khoác này, áo khoác jean này mọi người. Ừ, cảm ơn chị Phương, hàng này cao cấp lắm luôn. Em cảm ơn chị Phương. Phương nhí nha em nha, 47.000. Ri 8. Em nữa chỉ còn tới đây. Đây áo khoác này, áo khoác jean này mọi người này. Áo khoác jean mà các bạn chờ đợi đây.
ngày hôm qua là lúc mà em lên thì đúng lúc mà các bạn đã về hết rồi, tức là các bạn xuống rồi ấy. Đây còn mấy ri, ai ủng hộ luôn sale nha mọi người nha. Cái hàng này nghiêm của nó cũng rất trên trời luôn. Hàng áo khoác Quảng Châu, hàng jean, áo khoác jean, được chưa? Nhìn rất là bụi luôn và rất là xịn sò nha. Mà quan trọng sale cho các chị em giá chỉ có 55 ngàn. Đây là size nhỏ nhất, size to nhất là khoảng tầm 25 kg thoải mái, 25 kg thoải mái luôn. Mà có 55 ngàn một cái áo khoác như thế này, trời ơi, về bán kiểu nào cũng được. 150 hai đứa. Nếu mà ví dụ như em bán thì em bán thì nó vô giá lắm. Nên bởi vậy nhiều khi bán lẻ em bán kênh lên cái áo này chắc thì 75 ngàn. Em hay bán kiểu cái chớn. Rồi ai lấy comment giùm em nhá, áo khoác nha. Còn mấy ri nữa ủng hộ cho em hết luôn. Được chưa? Hàng này các bạn bán Tết là mặc lên là phải nói là xịn sò luôn á. Ví dụ các bé đi chơi mặc mấy cái áo khoác này lên là tuyệt vời. Còn màu xanh cho em nha hả? Áo khoác này hả? Bé, còn màu xanh không bé? Cái này là màu đen, còn màu xanh không? Bữa em lấy hai đen rồi đúng không? Để chờ xíu nhá. Cảm ơn Trúc Quyên. Rồi chị Hoa Nguyễn này. Có đen có... Chị Hoa Nguyễn này. Ơ, Mai Kít là bạn nào nhỉ? Áo khoác gì? Mai Kít là ai? Mai Kít là khách cũ hay khách mới vậy? Đâu, còn xanh không? Còn xanh không? Rồi, đây còn mấy cái xanh này. À, Bình Bình, ok Bình Bình này. Ok Bình Bình nha. Em ơi Bình Bình nha. Rồi. Đây, cái xanh này. Đẹp chưa? Rồi, ai lấy xanh thì có bằng xanh, ai lấy xanh thì có bằng xanh. Có 55 ngàn thôi chị Hoa ơi. 55 ngàn rất rẻ luôn á, em nói là cực kỳ rẻ luôn. Mặc sướng lắm, mấy cái hàng này mặc sướng lắm luôn á. Cái vải jean của nó rất là mềm. Rồi, xanh. À, rồi, ok. Rồi, ai lấy xanh? Xanh của bạn Huỳnh Trúc Quyên. À, Trúc Quyên lấy cho hai riêng hai xanh hả? Hai xanh hả? Xanh cho chị Hoa Nguyễn, chờ em xíu. Bạn Trúc Quyên hôm bữa bạn lấy rồi. Tức là hôm bữa là em lấy... Rồi từ đã. Rồi xanh cho Quỳnh Nga đã. Nó có hai riêng hai kiểu á, chả biết là kiểu nào nữa. Rồi, Quỳnh Trúc Quyên cho em hai riêng hai kiểu hả? Còn không? Hai riêng xanh. Có hai kiểu, sao nó có kiểu rồi? Coi coi coi. Còn hình như có kiểu My ơi, có kiểu mỗi kiểu chữ N này không? N, Y này đây này. Để coi coi. Ừ, chị biết rồi. Hôm bữa là đen có hai kiểu mà giờ này không biết là xanh nó nằm đâu, ý là sợ hết rồi ấy. Em coi xem xanh còn kiểu nào nữa. Xanh cũng có hai kiểu rồi. Hết rồi hả? Dạ không. Hết rồi. Có một kiểu My ơi. Có một kiểu à Quyên ơi. Rồi thôi cho qua đi. Có lấy nữa thì lấy báo chị, còn không thì thôi. Tại vì có kiểu à. Đúng không? Có kiểu phải không bé? Rồi cho lên chị thôi. Ủa bé, quay ra chị Nhung. Cái màu cam cam nó là cái gì vậy? Rồi cái màu vàng vàng nó là cái gì vậy? Cho lên đi. Cho hết áo khoác lên đi chị Nhung đi. Đây còn một cái đi xém set yếm jean này. Chị Phương ơi còn một set yếm jean màu đỏ này. Cái này là bán Noel đồ này kia là đẹp lắm luôn. Cái set mà đầm tay dài xong rồi đi cùng với cái yếm gen á, màu đỏ. Yếm gen. Rồi ai lấy đỏ thì có mình đỏ. Đây các bạn nhớ không? Công chúa, công chúa, công chúa có. Từ từ là chị Phương coi cho. Yếm gen đỏ này, thấy chưa?
ôi nó cao cấp lắm luôn á. Đây đỏ, ai lấy đỏ thì có bạn đỏ nha, đại đỏ. Cái này mặc lên thì các con mặc lên tự nhiên cảm giác các con nhìn sang Tây luôn ấy. Rồi ai lấy đại đỏ có bạn đại đỏ. Còn ri cuối cùng đại đỏ nha mọi người nha. Cái len ren mặc ở ngoài xong rồi cái đầm đỏ mặc ở trong, thành một cái set mà dạng như modern, cực kỳ modern luôn á, mà rất là hiện đại nữa. Nhìn con nó đơn giản mà sang. Ơi không cam gì tím đỏ chị Phương này, cái hàng này mặc đã lắm luôn á. Mai thay bao chị mua mấy cái hàng này nha bé. Chị Phương Biên Hòa. Còn một anh trắng. Anh trắng thì đi yếm đỏ. Anh trắng thì đi yếm đỏ vẫn rất đẹp, đẹp cực kỳ luôn. Trắng mặc ở trong xong rồi đỏ mặc ở ngoài, rất là xịn sò. Ai lấy trắng thì comment trắng cho em nhé. Trắng còn có ri à. Ok, trắng đại á, đầm công chúa. Đầm công chúa hôm nay không có. Hùng Phương ơi, đầm công chúa hôm nay không có. Đầm công chúa, tại vì do là trắng đại, trắng đại, còn trắng đại, trắng đi với ren đỏ. Trắng đi với ren đỏ nha mọi người nha. Đầm công chúa hết rồi nhưng mà yếm trắng luôn cho chị Phương luôn. Hết. Các bạn biết sao không, đầm công chúa nè, tuần này các bạn đi hàng để lấy đồ bộ xong rồi hàng thu, nhưng mà đầm công chúa là tuần sau là chỉ tập trung vào hàng thiết kế và đầm công chúa mà thôi, với quần jean dài. Tuần sau là như vậy nha mọi người, tuần sau là chỉ có đầm thôi nha. Tuần sau nếu bạn nào muốn lấy đầm thì vào lấy hàng, tại vì tuần sau là sẽ chỉ tập trung đầm và hàng thiết kế cũng như là quần jean dài sẽ về đó. Chỉ có ba mã đó là em chiến cho các bạn tuần sau, tức là nằm tuần sau là rất là nhiều đầm. Tuần sau nhiều đầm lắm luôn, em đã lên có kế hoạch hết rồi, tức là đã lấy hàng về nhưng mà chưa có chưa đưa hàng về thôi nha. Rồi tiếp tục bé, lên hàng tiếp đi. Bệ Thu bé gái, cắt hàng này ra luôn, lên luôn, chờ xíu là tối chỉ được sao thôi. Các bạn chờ em xíu, chờ em khoảng tầm 2 phút thôi. Đưa kéo đây. Rồi, lên hàng thu bé gái này. Chị cũng có hết mà mới rồi là chưa bung hàng thôi. Đây. Hàng thu bé gái nha mọi người nha, hàng thu bé gái rất là xịn sò luôn. Hàng này thì bây giờ gấp xếp được nhiêu đây nên nó đưa qua bao nhiêu đây. Tức là gấp xếp được bao nhiêu là lên bấy nhiêu nha mọi người nha. Hàng này của chúng ta là hàng cao cấp, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Cũng cùng với cái dòng hàng vải cô tông chính phẩm luôn đó. Em cho mọi người xem hình để em đỡ phải dơ. Hàng của công ty nó đưa qua này, hàng may công ty Đường Kim Mũi Chỉ may chuẩn cực kỳ. Đây mọi người nhá. Rồi hàng thu đây. Hàng thu bé gái nha mọi người nhá. Đây mẫu đây, in chữ Y N gì đây này. N Y gì đây này. Đó, có màu vàng đồng này, màu đỏ này ha. Màu hồng này nha. Phối chạy sọc chạy viền, phối kinh khủng khiếp luôn á, may rất là xịn luôn, phải nói là tuyệt vời luôn.
được chưa? Mà đặc biệt là có màu xanh đen này, mấy chất này bụi bụi cực kỳ luôn ha. Rồi lên, quá đẹp luôn. Mà thôi, hàng này đúng, thực sự là đúng ra là em không có đi cái giá này cho các chị em, bởi vì nếu đi giá này đồng nghĩa việc là em thì chỉ có lên cho đúng nha mọi người nha, đúng 2k, em nói rất là nghiêm túc. Nên bởi vậy các chị em hốt hàng này về, giờ này là ai trúng được cái hàng này là ôm thôi. 69.000, em đi cho mọi người giá 69.000, đúng nghiêm túc là em phải đi 72.000 thì mới gọi là có lời đấy mọi người. Đi 69.000, lên nhí trước đã, có đại luôn, đẹp lắm, nó may phải nói là tuyệt vời luôn, bụi bặm cực kỳ. Gái trai đều được, gái. Rồi được chưa, gái trai đều được, rồi ai lấy đỏ thì comment đỏ. Ừ, cái hàng này kiểu dạng như nhìn bụi bụi mà. Có 69.000 nè, hốt đi các chị em. Thôi bán từ giờ tới Noel đồ này kia luôn ấy. Mấy cái hàng này là bán rất là sướng, con mặc rất là chất lượng, đẹp lắm, vải xịn, xịn cực kỳ luôn. Rồi, lên nhí trước đã, lát nó có đại. Có 69.000 một bộ này về bán kiểu nặng được, em nói là bán kiểu nặng được hết. Ni Trần là ai ta? Ni ơi, Ni là ai vậy? Ni lấy hàng bên em lần nào chưa? Rồi đỏ nhí cho Du này. Đỏ nhí cho Thủy Ruby này, Thủy Ruby này. Đỏ nhí cho chị Hoa Nguyễn này. Mọi người chờ em xíu nha. Đỏ cho Quỳnh Nga này. Siêu cao cấp. Rồi Lê Mẫn à. Dạ có lấy một lần xỉ còn hay mua lẻ hả? Vậy Ni nhắn giùm em trong Zalo nhá. Ni nhắn giùm em trong Zalo nhá. Lê Mẫn. Lê Mẫn đỏ này. Hết đỏ, hết đỏ nhí nha mọi người nha, hết đỏ nhí luôn rồi đó. Tức là mới có xếp được có nhiêu đây thôi á. Trời ơi buồn nhờ, ít vậy. Rồi, cho chị vàng đi. Vàng vàng tây này, vàng này mới là bụi này. Nếu mấy cái kiểu này là phải mặc những cái màu như vậy mới là chất nha mọi người nha. Rồi ai lấy vàng thì comment vàng, hết đỏ nhí Bông Trương, hết đỏ nhí Hồng Phương. Hồng Phương không có luôn. Hết Ngọc Anh ơi. Rồi ai lấy vàng thì comment vàng. Ni Ni nhắn vào trong Zalo đi, nhắn vào Zalo giúp em thì em mới chốt đơn được, tại vì không có địa chỉ, không có số điện thoại trong Zalo là em không thể nào chốt được. Du có đỏ. Rồi ai lấy vàng comment vàng, chốt vàng đi các chị em. Vàng cho chị Hoa này. Vàng cho Hoa. Vàng Thủy Ruby. Tối nay live 8 giờ mọi người nhé. Thôi còn vàng không nữa? Có rồi. Ủa sao ít vậy? Thì người ta để gì đó rồi. Trời ơi sao mà đưa qua. Chắc là gấp xếp được có nhiêu đây thôi mọi người. Chưa gấp xếp xong luôn á. Trời. Hồng. Đẩy Hồng á tình yêu ơi. Có hai đi vàng à. Ngọc Anh ơi hết rồi. Cho Ngọc Anh Hồng nha. Có lấy Hồng không đẩy đi. Lẹ lên nha. Hồng khỏi chê luôn. Bụi lắm. Mấy cái hàng này là con gái, con gái. Nhìn nó rất là, gọi là rất là men, rất là cá tính và mặc rất là hiện đại. Mấy cái hàng bụi như vậy nè. Rồi Hồng cho Lê Mẫn. Hết vàng luôn. Đó, Hồng. Hồng cho Ngọc Anh. Ngọc Anh Silver. Rồi, còn một ri Hồng. Đó, vậy thì em sáng cùng người teo. Rồi, còn màu nào đâu bé ơi. Còn còn một ri đỏ, còn một ri hồng duy nhất nha mọi người nha, còn một ri hồng duy nhất. Rồi. Xanh đen là cái màu mà đỉnh nhất trong thế gian này. Em không biết làm sao nhưng mà thực sự mấy màu xanh đen mà mặc lên nhìn nó hơi bị cá tính luôn á. Hồng cho Tiên, đây nó như thế này này. Thấy chưa? Xuất sắc chưa? Em nói là xuất sắc luôn đó nha. Xuất sắc luôn, sẽ có đầy đủ hình trả là về các bạn hết nha. Trả về hình cho các bạn hết đầy đủ, bởi vì những cái hàng này là hàng công ty nó lên nên đầy đủ hết hình luôn á. Kiên Nguyễn Hồng. Có 69.000 nữa chứ. Bèo ơi là bèo luôn. Ui chồng tôi. Rồi. Xanh cho Thủy Ruby này. Xanh cho bạn Hoa Nguyễn này. Xanh cho Lê Mẫn này. Đừng nói chị là hết nha. Có nói gấp xếp chưa không? Trời ơi hàng này là còn nóng hổi luôn. Nó còn chưa gấp xếp xong ấy mọi người ạ. À, khổ thân. Rồi hết hả? Hết. Hết các tình yêu ơi. Hết rồi đừng buồn em nhá. Rồi bây giờ lên đại. Lên đại 79. Đại 79 nha mọi người ơi. Đại 79 thôi nhá. Đại chỉ có 79 thôi. Ok Kiên Nguyễn có hồng rồi. Rồi đại 79. Ai lấy đại đỏ cho mình đại đỏ. Đại 79 nha mọi người nhá. Máy ai chưa lấy được thì đừng buồn nhá. Đại đỏ cho Thủy Ruby. Hàng này siêu cao cấp. Đại đỏ Thủy Ruby. Nhỏ nhí hết rồi. Bây giờ chỉ có đại thôi nè. Đại đỏ cho Lê Mẫn, cảm ơn Lê Mẫn nha. Đỏ cho Ngọc Anh.
Rồi, cảm ơn Ngọc Anh luôn. Cảm ơn Quỳnh nha. Không có, Du ơi. Rồi, Hùng, Hùng Phương. Không có. Không cụ quậy đi. Hùng Phương, ok, bắt đầu tới xanh. Xanh đại, xanh đại. Hết sạch nhí. À, đại em không lấy chị, ok, vậy là Ngọc Anh Silver bỏ đỏ ra nha bé. Ai có rồi, Hùng Phương có chưa? Quỳnh Nga có chưa? Rồi, vậy cho chị Trịnh Hoa Nguyễn luôn. Hoa Nguyễn, đâu rồi? Từ từ đã. Em đứng lên lấy chị nha. Ngọc Anh Silver. Đây là chị Hoa Nguyễn. Oh my god. Ngọc Quỳnh Nga có rồi, đại xanh đi các bạn ơi. Xanh, xanh. Xanh cho chị Hoa Nguyễn. Đại nha bé. Năm nha. Xanh cho chị Hoa Nguyễn, xanh cho đại vàng cho Minh Hoa Ngô. Hoa Nguyễn phủ thủy ruby. Ừ, mấy cái mẫu này là độc quyền đó, mấy đâu. Thủy ruby là xanh. Rồi lê mẫn xanh luôn. Hết xanh tới vàng. Vàng. Vàng cho chị Hoa Nguyễn. Hả? Lê mẫn. Thủy ruby mới lê mẫn mới chị Hoa Nguyễn là đại xanh thôi. Rồi. Vàng, vàng cho chị Hoa Nguyễn. Vàng cho Thủy Ruby. Hàng này là đúng đỉnh luôn mọi người ơi. Chúng được cái hàng này về bán mà không ăn tiền mới lạ luôn á. Rồi, Hồng, bé, cho chị Hồng đi. Có Hồng rồi. Đại Hồng cơ mà. Đại Hồng không xác sự chưa gấp xếp hả? Chắc em giết luôn á. Không có Hồng, Lê Mẫn ơi, lấy đỡ vàng đi. Không có Hồng Đại luôn. Nó chưa đưa qua, bây giờ biết phải làm sao, chắc phải tuần sau mới may ra có đó. Mà tuần sau có cái mã này đẹp lắm. Em thè cho mọi người xem nha. Để các chị em yên tâm mà lấy hàng nha. Tuần sau nè. Đây, tuần sau sẽ có cái lô này để các chị em lấy hàng này. Tuần sau. Ơi. Hả? Hết hồng luôn, hết hồng rồi. Chỉ có vàng thôi, còn một ri cuối cùng vàng thôi. Tuần sau có hàng này nè mọi người này, đẹp chưa? Tức là may chuẩn lắm luôn á, đừng ký mũi chỉ tuần sau nha. Đây, không chỉ trả ở trên Facebook luôn. Trời ơi, đẹp chưa? Đấy, ta nói. Tuần sau đấy, tuần sau đó. Tất cả những cái mã này sẽ có hết. Nhưng mà đúng ra là cuối tuần này có rồi. Nhưng mà tại chị Nhung không like rồi. Có cả đầm này cũng sale luôn này. Đầm này cũng sale luôn mọi người này. Thấy không? Đầm này là đầm sale nha mọi người nha. Đầm này sale rẻ lắm luôn á. Đang đi xỉ tới tận 170 luôn á. Đang đi 170 mà sẽ sale. Chị đang làm giá, mọi người cứ yên tâm. Hãy để đó, mọi thứ để bà Nhung bà sẽ làm lo cho mọi người. Tuần sau sẽ có. Đang làm giá. Lô giá, cái này của Kim Nguyễn. Rồi, đúng rồi, trả trên trang xưởng luôn á. Trang Facebook luôn đó mọi người ạ. Nhớ bấm like trang để cập nhật những cái hình ảnh luôn nhá. Còn một vàng, ai ủng hộ luôn đi. Hết rồi, hết hồng sạch sẽ rồi. Ai hồng? Hồng rồi, còn mỗi ri vàng thôi. Ai lấy vàng thì có mần vàng nha. Ai lấy vàng có mần vàng ủng hộ luôn đi cho nó hết luôn đi. Nè vàng các tình yêu ơi, vàng không xong điện thoại nó bị đứng cả trốn như luôn. Các bạn chấm chấm lên giùm em với ạ. Ai còn đang coi live cứ chấm chấm lên giùm em nha. Các bạn lấy xỉ cứ chấm chấm lên cho em rồi. Ai lấy vàng thì có mần vàng cho em. Vàng nha các tình yêu, còn một ri vàng ủng hộ luôn đi, để bà mất công lại rớt lại một ri nữa. Liên có ở đó không? Liên có lấy vàng không? Đại em à, còn ri đại à? Còn ri đại vàng thôi. Áo thu nhiều. Trời ơi, lên áo thu nữa hả bé gái? Ừ, lỡ rồi, còn 3, 5 ri kìa, lên luôn đi bé. Hàng Gucci, 5 ri. Còn một ly vải vàng, một ly đại vàng duy nhất nha mọi người nha. Ai lấy ủng hộ luôn cho hết luôn. Chị Lưu Hải Yến dễ thương quá, vẫn cứ ủng hộ lặng lẽ, lặng lẽ. Bé,
lên áo thu đó xong bắt đầu còn mới còn ôi em yêu chị thôi mã này hết rồi. Lưu Hải Yến luôn, chị Lưu Hải Yến cảm ơn chị rất là nhiều luôn á, chị Hải Yến dễ thương lắm luôn á. Đầm thì nó chỉ có đầm hè thôi Ngọc Anh ơi, tuần này nó chỉ có đầm hè thôi, chưa có đầm thu, chưa có đầm thu. Đầm thu thì chỉ có len, nó có len nó xong lấy len. Ngọc Anh ở đâu nhỉ anh nhỉ? Em Ngọc Anh ở đâu nhỉ? Hả? Em ở Buôn Ma Thuột hả? Buôn Ma Thuột cũng lạnh mà, Buôn Ma Thuột lạnh quá trời luôn á. Anh ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Đây áo thu đây, áo thu này ngày hôm qua bạn nào chưa hốt thì hốt cái hàng này về này. Hàng của Opcode nha mọi người nha, hàng của công ty Opcode luôn á, hàng đỉnh của đỉnh luôn. Hàng thương hiệu Opcode là các bạn biết rồi, Opcode nó may hàng rất là kỹ, xuất sắc lắm. Nè, khổ cái vải nó đẹp, đẹp cực kỳ luôn. Các bạn nhìn này, tay dài, hàng len mà len giật tim, len này rất là mịn màng luôn. Thấy chưa? Mà form to lắm nha mọi người ơi, cái hàng này là form từ 12kg cho tới 30kg luôn á, 12kg đến 30kg đẹp chưa? Rồi còn 3 ri duy nhất thôi. May này, các bạn nhìn này, may nó xếp này. Giật ly này, các bạn nhìn thấy không? Nhìn mặc lên cái áo nhìn sang không? Sang chưa? Rồi, còn có 3 ri à? 3 ri ai chưa lấy thì lấy đi. Ngày này hôm qua em like cái này nhiều, hơi nhiều rồi. Hôm qua các bạn lấy cái này nhiều lắm luôn rồi. Rồi ai lấy màu xanh này comment xanh giúp em nhá. Hàng này sale bao nhiêu bé nhỉ? Hả? Ui có 33 ngàn. Hàng này đi nghiêm của nó là 50 mấy ngàn đó. Hàng nghiêm là 5 cuối 5X á. Cuối 5X nha mọi người nha. Mà thậm chí cái hàng nghiêm này nó vẫn còn đang đi luôn á. Mà sale cho mọi người giá có 33 ngàn. Đi chơi lớn như vậy đó. Rồi ai lấy xanh thì comment xanh. Ốp cốt cao cấp. Ờ hôm qua em lấy nhiều rồi. Tức là cái hàng này em lấy rồi đúng không? Đúng không? Rồi biết qua. Các bạn chờ xíu. Để lấy hết xuống đi. Để xem lấy hàng xuống đi. Ai chưa lấy hàng này thì để lấy nhau nha. Để lấy luôn đi cho ủng hộ luôn cho hết luôn. Cái mạng nó bị quay vòng vòng một trời. Chị Trang Thi là ai ta? Cô Thái. Trang Thi là bạn nào ta? Thi ơi, Thi thả số điện thoại và nhắn vào trong Zalo giúp em nhé. Các bạn chờ em xíu nhé. Chờ em xíu. Đó, không thì bé lên một màu, hai màu cái kia thôi. Đó. Chị Trang Thi là ai vậy ạ? Chị Trang Thi ơi. Tại hiện tại giờ em chưa biết chị Trang Thi là ai, em không thể nào nhận đơn được. Các bạn chờ em một xíu để em lấy cái hàng này cho mọi người. Chờ em xíu. Trang Thi là bạn nào vậy? Đen đen kia là thằng gì vậy bố?
Thôi chắc nghỉ đi, nghỉ đi, tối chơi tiếp. Tối chiến hàng xeo đi. Ủa, có thể đứng đây được không? Không còn lối đi luôn mọi người ơi. Thôi bây giờ chúng ta nghỉ nhá. Nghỉ để tối ngay chưa xeo nha mọi người nhá. À, Xuân Lộc Đồng Nai hả? Em đang săn đồ về bán. Trang Thùy ơi, em giúp chị một điều là hãy ép Zalo số điện thoại 0937495480 nhá. Cái số điện thoại mà đăng ghi trên màn hình á, 0937495480. Rồi, sau đó đặt cọc để tối lấy hàng nhá. Đặt cọc để tối lấy hàng nha mọi người nhá. Tối nay chắc là chiến tiếp cho mọi người thôi. Bây giờ nghỉ để chúng ta phân hàng đã. Tại vì hàng vẫn còn hàng về mà vẫn còn chưa kiểm hàng nữa. Nghỉ nha ha mọi người. Trang Thùy ép Zalo đi, tranh thủ ép Zalo đi để xong rồi có gì tối chiến đấu tiếp nha. Rồi tạm biệt mọi người. Yêu mọi người rất là nhiều. Tạm biệt mọi người ạ.